ngoại của mình. Có quả ghế mới à? Chuột khóc luôn. Đơn này là không không chưa đồng kiểm này, không nghe máy này. Còn mới điện thoại đâu mà. Sắp đây. Còn cái áo áo da size bé không chị? Còn. Hello các bác. Chị mang đây cho em phát. Nghệ An hết chỉ thị rồi á? Ôi thế à, xuống thế. Em chỉ mong hết chỉ thị để ship được hàng thôi chị ơi. Hôm nay đi được Nghệ An chưa? Uầy, Quỳnh Tiên á? Quỳnh Tiên đơn Nghệ An à chị? Nếu mà hết giãn cách, hết chỉ thị rồi để ship được hàng mà chị. Bộ vàng bò đây em ơi. Ờ, vàng bò bắt đây cho em thử. Hello các bác, à, mấy lần mà chốt nó không được à chị? Thế thì vào đây với em nhá. Hà Nội chưa chị ơi? Hà Nội phải xem ngày mai xem thế nào á chị nhá. Nếu mà lại giãn cách tiếp thì lại không ship, vẫn không ship được hàng. À, lên bộ Thu Đông không à? Bộ Thu Đông thì mình có không nhỉ? Hello các bác vào livestream cho em xin lượt chia sẻ với nhá. Chia sẻ livestream ạ, thả like, thả live, thả tim và chia sẻ like giúp em với. Đây các chị này, hôm nay cuối tháng em có mấy cái đơn bom này, em xin phép bóc bom tặng các bác luôn này. Đơn này là của ai ạ? Mi Trần Hưng Yên này, Chợ Cầu này, Phùng Hưng là Khoái Châu Hưng Yên. Đơn hàng này tổng có 370.000 cả ship ạ. Hai, một áo 200, một quần 140. Đây các bác này. À, quần 140 là quần từ hôm đầu tiên rồi đúng không? Đây nha các chị nhá. Một con quần này các bác này. Con quần hôm đầu tiên nha, bán 140. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? Tặng quần cho em với. Tặng quần nhá. Ngày hôm nay tất cả những cái mã này thì hiện tại thì tặng quần công sở đi. Tặng quần công sở và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi, bây giờ chị đưa cho em mấy cái hình đi. Được chưa ạ? Em xả các này bằng hàng bom luôn. Tất cả những cái quần đấy bây giờ hiện tại em đang lẻ mẫu lẻ size. Được chưa ạ? Em đang lẻ mẫu lẻ size. Xin phép các chị này. Tại vì quần đấy em bán thứ lượng là nó cực kỳ là nhiều. Bây giờ em xả rẻ nốt cho bác nhá. Hôm nay cuối tháng ạ. À, chị ơi, bỏ quần chữ D nhá. Quần chữ D vẫn đang về hàng đấy. Bỏ những cái quần này thì em không về đâu. Những cái mã mà em sẽ không về nữa thì em sẽ bán cắt mẫu. Tặng quần công sở cho em ạ. 115.000 một quần. 115.000 đồng. Em có size các chị tầm khoảng là 57-58 cân đổ về. Đây các chị nhá. Chọn cho em size vừa đi ạ, chọn cho em size vừa. Các chị lên đơn hàng cho là tặng quần công sở cho em với. Em có nâu với đen. Thì bây giờ là em xả giá này rồi thì các chị vui lòng cho em ạ, chọn size vừa không chọn hình nhá. Chọn size vừa mà không chọn hình ạ. Các bác lên đơn hàng cho tặng quần công sở và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Tặng quần công sở các chị này, nó sẽ có cả nâu với đen ạ. Các chị từ 40 cân đến 58 cân. Cứ từ 40 cân đến 58 cân đổ với em chốt đơn ạ. Tất cả những cái hình như này các bác nhá. Em chị cái quần đấy nhé. Chị ơi lên cho em là quần, tặng quần công sở đi. Tặng quần công sở cho em ạ. 115.000 đồng một quần. Ok chưa ạ? Đây các chị này, nó sẽ có là rất là nhiều hình khác nhau luôn ấy. Chị nào lấy hai quần thì em tặng các chị được hai hình nhá. Ba quần ba hình, bốn quần bốn hình ạ. Không có size của 65 cân rồi chị ơi. Bây giờ em chỉ có size các chị 40 cân đến 58 cân thôi. Đấy các chị nhá, ngày mai các chị chọn cho em ạ, chọn màu, chọn size vừa nhá. Em có hai màu là nâu với đen. Chị ơi sao đưa em nguyên màu nâu vậy? Có màu đen. 40 cân đến 58 cân là em có size vừa. Ngày mai các chị bảo cho chị hai quần quần công sở ấy. Chị 52 cân thì các bạn sẽ cố gắng nhặt cho các chị hai hình. Được chưa ạ? Hai quần hai hình khác nhau và size các chị tầm khoảng là 50 mấy cân vừa. Đấy, ví dụ thế. Đây các bác này, rất là nhiều hình khác nhau luôn ạ. À, em tặng các chị 115.000 đồng. Ok chưa?
Các bác nhá, thị trường vẫn đang bán hơn 200.000 ạ. Em tặng các chị 115.000 ạ. Form các chị 40 cân đến tầm khoảng là 57-58 cân ạ. Nghệ An nếu mà hết chỉ thị em ship được hàng rồi chị nhá. Rồi em cũng mong từng ngày một luôn ý. Tại vì là Nghệ An đơn hàng em còn bao nhiêu đơn em đang khách hàng đặt cọc tiền mà em chưa ship được kìa chị ạ. Chị Bùi Thị Nhẹ em chào chị nhá. Em chào chị Nam Bé ạ. Áo hoa cúc không nhận được hàng. Chị ơi chị để lại số điện thoại em kiểm tra đơn cho chị nhá. Đây các bác này, quần công sở 115.000. Ok chưa ạ? Quần công sở 115.000 đồng. Các chị yêu mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đấy, tiếp theo. Đây này các chị này. Toàn những cái đơn hàng bom về đây các bác ơi. Một áo 200, một quần 140 này. Ở Thanh Hóa của chị Lê Ngân nhá. Thanh Hóa của chị Lê Ngân. Đây là chắc là chị không vừa. Đấy chạy, chắc chị không vừa. Đơn này của Thanh Hóa. Lê Ngân Thanh Hóa. Đây các chị này. Tất cả em sẽ dồn hết vào một mã quần công sở. Đây là chị trả tiền ship. Đấy chạy, chị trả tiền ship bỏ vào gói hàng đây. Đây này, quần công sở đây. Em dồn luôn mặt một mã này luôn nhá. Quần công sở lên đơn hàng mà kẹp số như vậy. Ôi chết rồi, thề luôn các bác này. Cái quần này em vẫn đang về hàng đấy. Em vẫn đang về cái quần chữ D này các bác này. Đấy, em vẫn đang về quần chữ D nhá. Hôm nay em bỏ thêm một cái này vào thôi. Tại vì quần chữ D nhà em vẫn đang về hàng và em không bán giá này đâu ạ. Nhưng mà nó chỉ có một chiếc đáy bom về thôi. Thì em xin phép em cho các chị vào luôn mã này. Đấy chứ ạ, quần công sở lên đơn hàng cho em vào kèm số điện thoại ạ. Tặng quần công sở. Đâu, xem có quần nữa không nào. Đơn này của chị Nguyễn Thị X ở Hải Phòng. Đơn hàng 690 cả phí ship. Có trả 30.000 tiền ship này. Sự luôn, tại sao lại bom hàng về nhiều thế này? Quá, bác nào lấy quần công sở đi. Tại vì quần em vẫn đang về đấy. Nhưng mà về em sẽ về hình khác. Và cái hình chữ D thì em vẫn đang về thêm. Hình chữ D là mã gì nhỉ? 569. Quần mã 569 thì em vẫn đang về hàng thêm đấy. Tí em sẽ lên sau. Đây các chị gái này. Quần này là quần gì đấy? Quần u mì dài. Hàng này bọn em còn hết hàng đúng không? Quần này còn đang hết hàng các bác này. Đấy chứ ạ, quần này 150 này. Đúng rồi, hai quần 150. Để kiểm tra hàng xem có đủ không nhá. Rồi ôi, hai quần của size 32 à. Size 29 với size 32 thì chắc là đặt cho hai người hay sao ấy. Đúng không? Chắc thì mới có hai size này chứ, một cái size 29, một cái size 32. Cái quần này hôm đầu tiên em bán là 150 một quần đúng không ạ? Ngày hôm nay tặng các chị yêu 100.000. Chị nào vừa chị ấy lấy nhá. Quần của nó hàng Quảng Châu cho em ạ, 100.000 đồng. Em hôm đầu tiên em về em bán 150. Bây giờ em xả bom cho các chị 100.000. Các chị comment cho em là mã gì ạ? Quần Quảng Châu cho em với. Được chưa ạ? Quần Quảng Châu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Có hai chiếc, một chiếc là size 29, một chiếc là size 32. Size 32 các chị tầm 65 đến khoảng là 70 cân, 65 đến 70 cân. Đấy chứ ạ, 65 cân đến 70 cân ạ. Đây các chị này. Thoải mái các chị 65 cân đến 70 cân. Em tặng các chị 100.000. Các chị comment là quần Quảng Châu cho em với. Có đúng hai chiếc này thôi. Hàng này em hết sạch tính xanh rồi. Đấy, chất lượng của nó không phải suy nghĩ luôn. Hàng 280 mà thị trường đang bán. Bây giờ em xả bom các chị 100.000 một quần. Có đúng hai chiếc nhá các chị nhá. Có đúng hai chiếc thôi. Tiếp theo là cái gì đây? Này các chị nhìn này, bom về này, gói này. Này, áo quy ao em đang còn đang hết hàng này. Để chạy các chị nhìn cho em áo phông này. 50. Để chạy 50.000. Con này size XL. Các chị tầm 60-65 cân nhá. 60 trên 60 cân đến 65 cân. Đấy, 60 cân đến 65 cân đổ về. Các chị comment là áo phông 50k. Để chạy áo phông 50.000. Đấy, có đúng một chiếc đấy các chị yêu ạ. Đúng một chiếc duy nhất đấy các chị yêu nhá. 50.000 đồng. Các chị tầm 60-65 cân, size XL màu đỏ. Các chị nhá, size XL màu đỏ cho em ạ. Phông 50k và kèm số điện thoại này. Tiếp theo ạ, cái này là cái gì đây? Trời ơi, hai cái. Một cái màu đen, một cái màu đỏ. Các chị nhìn này, gói về nó chán, ơi là chán. Nó nát hết cái áo ra luôn ý. Đấy là còn, đấy là đồ quần áo thì còn đỡ nhá. Nếu mà là đồ ăn ý, thì nó sẽ bị hỏng. Tại vì nó, thời gian của nó hoàn đi hoàn về nó rất là mất thời gian. Đấy chạy, có hai chiếc đúng không? Hai chiếc em tặng cho cho một chị nào vừa đi. Đấy chạy, em tặng luôn hai chiếc này luôn ạ. 50.000 đồng em biếu các chị luôn hai cái. Đấy chạy, chị nào vừa em tặng các chị luôn hai chiếc này ạ. Form các chị từ 60-65 cân nhá.
Hai chiếc này em tặng các chị mức giá là 50.000 đồng hai áo. 50.000 đồng hai áo, được chưa? Hai áo. Rồi ạ, cho chị gì ạ? Cho chị Sĩ Lê nhá. Sĩ Lê này. Chia sẻ livestream này, ghim luôn. 0917 425 920. MV nhà mình còn hàng không? Chị, còn. Áo MV này. Chị bốc luôn cọc MV cho em đi, hôm nay tặng các chị luôn. Được chưa ạ? Phong MV này các bác này. Chị nào đã nhận được phong MV cho em xin một cái feedback. Các chị comment cho là phong MV và kèm số điện thoại. Đấy, à? MV chị đưa tất tật tật cái mẫu phong MV bây giờ. Các chị ngày mai chọn màu nhé, không chọn hình. Được chưa ạ? Chọn màu cho em ạ, không chọn hình ạ. Được cái nào lấy cái đấy. Tụi chó mua hàng không lấy. Chị ơi, có thể là khách không vừa. Nhưng cái đấy thì em có thể thông cảm được. Nhưng mà cái chị hôm nay ý, mà em đăng lên ý, thì em rất là buồn. Đấy, mua hàng em không bán xong là quay ra chửi. Quay ra chửi là bảo thằng bố con mẹ mày vào mà cái gì, bảo thằng bố con mẹ mày vào cái gì con chó, xong nó chặn luôn Facebook của em. Bom nhà em hai đơn hàng liền, xong là đến đơn thứ ba nhà em không bán nữa. Em bảo là cọc tiền thì chị bảo không cọc, thế là em hủy đơn. Xong là tối hôm đấy, tối hôm qua vẫn vào đặt hàng ấy. Xong là em bảo em không bán ấy, xong là hôm nay quay ra chửi chị ạ. Hôm nay quay ra chửi. Đấy, của đơn của chị Tùng, của chị gì nhỉ? Của chị gì này? Chặn Facebook của em rồi. Chửi xong rồi chặn luôn, không dám để, không để cho em nói một câu nào. Mất dậy quá thì mất thôi. Thề luôn ạ, bưu tá đến nơi nhá. Các chị ơi, bưu tá đến nơi nó ném cái chìa khóa, cái ổ khóa vào đầu ấy. Bưu tá người ta bảo với em thế. Chặn rồi đúng không? Của chị Tùng Hoàng. Đi chạy chửi xong chặn luôn Facebook em này. Em bảo chị ơi, chị lần sau đừng vào nhà em đặt hàng nữa nhé chị. Xong nó chửi, mày nói thằng bố con mẹ mày đừng vào xem con chó. Xong nó chặn luôn Facebook của em này. Các chị nhìn thấy không? Bố láo quá thì mất thôi. Đây nhá, tất cả những cái phông MV này các chị này. Hàng phông đẹp các chị cứ lên cho là phông MV và kèm số điện thoại cho em. Em tặng nốt các chị mức giá là 89.000 một áo. Ok chị ạ, 89.000 đồng. Các chị nhá, màu vàng các chị này nó có rất là nhiều hình luôn ạ. Chị nào được hình nào hoan hỉ cho em mình đấy. Để chạm chị nào có được hình nào thì hoan hỉ cho em mình đấy ạ. 89.000 đồng một áo, toàn bộ của hàng áo Quảng Châu như này. Đấy, màu đỏ đô này các chị này, màu đen này, màu vàng này, để chạm màu nâu tây này, màu hồng này các chị này. Phong MV em có size các chị dưới 65 cân. Để chạm 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Các chị comment là phong MV và kèm số điện thoại. Đấy các chị yêu nhá, các chị vui lòng cho em mà không chọn hình, tại vì hàng này thị trường vẫn đang bán trên 300.000. Đấy, đang bán trên 300.000 đồng. Em tặng các chị mức giá là bao nhiêu tiền? 89.000 đồng nhá các bác nhá. Hàng Quảng Châu đấy, hàng này không phải áo hàng xưởng. Được chưa ạ? Không phải áo hàng xưởng ạ. Mức giá là bao nhiêu tiền ạ? 89.000 đồng một áo. À, 89.000 đồng ạ. Đấy, 89.000 ạ. Chị trả được bom bao giờ. Thôi đừng bom chị ạ. Bom của người ta thực sự luôn ạ. Người ta bán hàng mất công mất việc. Bây giờ làm cái gì cũng phải là tốn công tốn sức, chứ không phải là tự dưng mà em chốt được các chị một cái đơn hàng mà tự dưng nó đến được các chị được. Đấy chứ ạ, phải gói hàng này, phải thuê người gói này, phải thuê người chốt đơn này, xong là shipper đưa đến tận nơi này, gọi điện này. Đấy, tiền xăng tiền cộ nữa. Bây giờ bom một cái đơn hàng của người ta, thứ nhất là em rất là mất việc, mà shipper người ta cũng đi ship không công. Đấy, người ta bom hoàn hàng về người ta còn không có tiền. Đấy, không có tiền lương ấy. Bây giờ là em gửi là ăn theo doanh thu, đấy chứ ạ, ship được nhiều đơn thì mới có tiền. Đấy, không ship được thì không có lương. Đấy, mà bây giờ đặt nhà em hai đơn, một đơn là 400 mấy, một đơn là hơn 700. Hai đơn đấy không nhận thì lý do gì mà đơn sau em ship, em chốt đơn được đúng không ạ? Thì em không bán nữa, xong quay ra chửi. Quay ra chửi là thằng bảo thằng bố con mẹ vào xem, xong là chửi em là con chó. Em chả hiểu tí do tại sao luôn ấy. Em còn chưa nói được một câu gì. Đấy, phong MV em tặng các chị mức giá là 89.000 đồng. Chị nào được hình nào thì hoan hỉ hình đấy giúp em với. Đây các bác nhìn cho em này. Phong có cổ form rộng á. À phong không cổ form rộng, từ từ ấy chị ơi. Đây là các chị này, nó sẽ có rất là nhiều hình khác nhau. Rất rất nhiều hình khác nhau ạ. Rồi em một chút chị ơi. Em cho các chị siêu xem này. Bây giờ các chị vui lòng cho em ạ. Chọn hoan hỉ cho em được cái màu nhá. Còn hình thì nó có rất là nhiều hình khác nhau luôn. Để cho em xả luôn các chị 89.000 đồng một áo. Cứ 89.000 đồng một áo các chị mình lên đơn. Toàn bộ của nó là hàng cao cấp. Để cho toàn bộ của nó sẽ là hàng cao cấp cho em ạ. Đen, nâu, vàng, hồng. Để cho đen, nâu, vàng, hồng, trắng. Đấy, đen, nâu, vàng, hồng, trắng. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị nhìn cho em này. Chị Trần Thị Bến, nếu mà đặt hàng mà chưa thấy đến nơi ý, chị để lại số điện thoại để em kiểm tra đơn nhá. Để lại số điện thoại em kiểm tra đơn hàng. Đấy chị ạ, em còn mức bằng này chưa, em tặng các chị mức giá 89.000. Cứ 89.000 đồng một áo. Rồi lên áo da cho em với. Em tặng các chị những con áo da như này.
Bây giờ nó chỉ còn size bé thôi nhá. Áo da. Thề luôn là các chị nhìn áo da này các chị này. Được chưa? Các chị comment là tặng áo da giúp em với. Tặng áo da kèm số điện thoại cho em, biếu các chị luôn ạ. Bây giờ em chỉ còn size các chị dưới 50 cân thôi. 40 cân đến 50 cân. Để chạy chị nào trên 50 cân không chốt nhá. Tại vì nó không vừa đâu ạ. Chị ơi cái màu nâu bò đâu? Ôi. 99 nghìn. Đùa. Em không đùa đâu. Em không câu like, không câu view nhá. Để chạy 99 nghìn đồng. Em tặng cho mỗi chị một cái. Mỗi chị lấy một cái rồi nhá. 99 nghìn đồng một áo. Các chị comment là tặng áo da. Tặng áo da và kèm số điện thoại cho em này. Tất cả có là da vân. Có cả da vân, có cả da lì, có cả da nhung, có cả da vân đinh đá. Đấy chứ ạ. Các chị chọn màu giúp em với. Chọn màu cho em và chọn size vừa. Áo lỗi gửi là em đổi chị Hương đổi. Áo lỗi, hàng lỗi gửi là em đổi. Đấy chứ ạ. Tặng áo da cho em ạ. 99 nghìn đồng ạ. Tặng áo da 99 nghìn và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này, 99 nghìn đồng một áo. Chị nào được cái nào thì hoan hỉ cho em cái đấy nhá. Tại vì là không ai bán áo da 99 nghìn đồng đâu. Đấy chứ ạ. Giá này là giá tặng rồi. Giá này là giá tặng rồi ạ. Hả? Đấy, chủ yếu là nó còn cái màu nâu bò các chị này. Chủ yếu còn màu nâu bò thôi ạ. Đấy chứ ạ, 99 nghìn ạ. Nay chị được đơn 800, sản phẩm nào cũng chất. Chất cũng đẹp, em cảm ơn chị, vừa ok lắm. Rồi ạ, 99 nghìn đồng một áo da. Các chị lên đơn hàng cho em ạ, dưới 50 cân thôi. Chị nào trên 50 cân không vừa đâu. Em chỉ còn size nhỏ thôi ạ, em chỉ còn size bé thôi nhá. Áo da 50, à quên 99 nghìn. Các chị có vẻ là tặng áo da 99 và kèm số điện thoại cho em với. Áo em mặc là bao nhiêu chị ơi, áo em mặc còn không? Chị xem hộ em áo em mặc còn bao nhiêu chiếc. Rồi các bác nhá. Chị nào ngày mai được thì hoan hỉ. Mà chị nào không được thì cũng hoan hỉ. Đấy chứ ạ. Chị nào không được thì các chị cố gắng cho em ạ. Mong may mắn lần sau thôi. Tại vì là em còn tầm khoảng là 10-15 cái. 10-15 cái nó lẻ mẫu lẻ sai. Đấy chứ ạ. 10-15 chiếc lẻ mẫu lẻ sai như này. Em tặng các chị 99 nghìn đồng. Chị ơi bây giờ em tặng các chị cái mẫu này nó còn không bằng con áo phông. Cho nên là chị các chị chốt được thì đừng bom hàng của em nhá. Đấy chứ ạ, tại vì là cái áo da nó cũng nặng cước rồi ấy. Đấy các bác cho em xin một lượt chia sẻ với ạ. Ưu tiên nhá các chị yêu nhá. Ưu tiên chị nào có lượt chia sẻ livestream. Đây các chị này. Nó đẹp long lanh như này luôn. Đấy chứ ạ, 99 nghìn. Đó. 99 nghìn đồng này. Mã này còn size gì chị nhờ? XL đi lên. 3 XL đâu chị ơi, chị nhìn hộ em cái áo em mặc nó hình này mà. Hình B này mà. Chị cứ để đây, chị lấy thêm cái hình chữ B bác. Tiếp theo ạ, à, Quảng Bình chưa ship được hàng của chị. Hình như là Quảng Bình chưa ship được đơn ý. B là thế nào? 1X, 2X, 3X à? Hay là từ 1X, 2X? 1X, 2X, 3X có 3X. 1X, 2X, 3X đúng không? Form này các chị tầm 55 cân đến 70 cân. Tầm 55 cân đến 70 cân. Các chị comment cho là mã gì ạ? Đỉnh 1 cho em với. Đấy chứ ạ, đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em. Form này các chị trên 55 cân nhá. Bây giờ em chỉ còn size 1XL, 2XL, 3XL. Nghệ An nếu mà hết chỉ thị rồi em ship được hàng. Đấy chứ ạ, hết giãn cách, hết chỉ thị rồi thì em ship được hàng của đơn hàng Nghệ An đấy chị nhá. Đấy các chị ngày mai các chị cứ báo với nhân viên nhà em là chỗ chị hết giãn cách, hết chỉ thị rồi thì có thể ship được hàng rồi. Đó, em còn mong từng ngày một luôn ý. Tại vì bao nhiêu đơn hàng của khách Nghệ An em đang cọc tiền và để ở cửa hàng nhà em này các chị này. Rồi tiếp theo, áo em mặc là 129.000. Mã hàng cho em là mã gì nhỉ chị? Đỉnh 1. Đỉnh 1 giúp em với. Áo thổ đá. Form các chị dưới 70 cân ạ, 55 cân đến 70 cân. Đấy chứ ạ, các chị comment là đỉnh 1 kèm số điện thoại. Ngày mai nhân viên em tư vấn chọn size vừa. Đấy chứ ạ, bây giờ nhà em chỉ còn size các chị 55 cân đến tầm 70 cân. 55 cân đến 70 cân, các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 1 và kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay hết chỉ thị rồi thì nhà em ship được hàng nhá. Các chị hôm nay vào đặt đi, thoải mái. Hôm nay cuối tháng rồi, hoan hỉ giúp em. Đấy chứ ạ, đỉnh 1 cho em và kèm số điện thoại cho em ạ. 129 nghìn. Bộ giày tay tí em bán. Đây các chị này, mẫu này còn nhiều không chị? Mẫu này còn khoảng tầm 30 cái. Còn tầm 30 cái à? Có áo màu em đang mặc không? Áo em mặc đây là mã đỉnh 1 đấy chị này. Đỉnh 1 lên đơn hàng cho em ạ. Bụng to bụng béo không lộ bụng nhá các chị yêu. Đấy chị ạ, trên 55 cân đổ lên em chốt đơn ạ. 55 cân đến tầm 70 cân đổ về. Đỉnh 1 cách số điện thoại cho em ạ. 129 nghìn đồng. Hàng của nó hơn 300 nghìn nhá. Nghệ An ship được hàng rồi chị ơi. Để chị ạ, Nguyễn Ngọc Lan rồi, ok em chúc đơn ạ. Đỉnh 1 và cách số điện thoại cho em là các bác mình có đơn hàng ạ. Chị Như Quỳnh rồi có ạ. Các chị nhá, lên đúng mã hàng cho em với ạ. Hà Nội chưa ship được hàng, chị ơi Hà Nội phải qua ngày mai để em xem tình hình như nào đã chị ạ. Đấy, xem có giãn cách hay không nữa. Chị Thảo Thảo rồi, ok. Chị
Thảo Thanh rồi, ok em chốt đơn ạ. Đỉnh 1 cho em nhá. Áo thổ đá. Để chạm các chị cứ dưới 70 cân em chốt đơn ạ. Chị Hoa Phạm, chị ơi em bảo này, nếu như chị thích loại hơn 100.000 thì em cũng có. Em bán áo parka đắt quá đây. Đây đây nha, em ghi mà nhá. Chị Hoa Phạm này. Đâu? Em bán áo parka đắt quá. SP Tuấn Tùng bán 335, em bán 450, bán vậy không có lần sau. Chị ơi, em bảo này, cái gì nó có mấy loại? Con người nó có mấy loại? Được chưa ạ? Con người nó cũng có mấy loại. Chứ không phải con người nó có một loại, đều như nhau hết chị nhá. Nếu mà chị cảm thấy nhà em bán đắt thì chị có thể đi mua chỗ khác. Không mua hàng nhà em nữa. Đấy. Chứ không phải áo nó có nhiều loại. Được chưa ạ? Kể cả hàng triệu 2 cũng có, triệu rưỡi cũng có, 2 triệu cũng có, hơn 100.000 cũng có. Chứ chị đừng có đánh đồng như thế, đừng vơ đũa cả nắm như thế. Đấy. Đây là chị đang bảo áo parka nhà em bán đắt. Mệt nhờ. Thế như thế nào là bán rẻ à chị? Nói này tụt hết cả cảm xúc luôn ý. Chị nếu mà nhà em bán đắt thì thôi, xin mời chị lần sau chị đi mua chỗ khác. Đấy chứ ạ. Chứ còn đừng trả lời em ơi, mất thời gian. Nhưng mà chị, em không thích đi so sánh với chất parka nhà anh Tùng là chất phao chứ không giống chất nhà chị đâu. Thực sự luôn ý, em bán hàng thực sự là có nhiều loại chất lắm chị ạ. Có loại hàng xưởng cũng có. Nhưng mà bây giờ chị tự dưng chị đi vào nhà người ta chị so sánh thế nọ thế kia. Đâu đâu đưa cho em con áo parka với chị. Ui dồi ôi, hàng em còn đang định để vào trong vụ nhà em bán cơ. Tiền nào của đấy. Các chị biết năm ngoái cái hàng này nó phải rơi tầm hơn 800.000. Nó là chất của nó, chất kaki ướt chứ không phải chất phao. Em lúc nào cũng nói trên live. Chị đưa cho em cả cái túi bóng, cái tag mark của nó hộ em với. Chứ so sánh em không thích. Tính em nó đồng bóng. Thực sự luôn các chị này. Đây nhá, chị so sánh xem shop người ta có đúng hàng như thế này không. Đấy chị ạ, có đúng hàng như thế này không ạ? Đúng mark như này không? Chị xem cái lông áo bên trong có đúng như nhà em bán không? Ôi giời ơi, đi so sánh cái kiểu đâu đâu ấy. Chị đi so sánh ở đâu đâu ấy chị này. Parka này hôm trước bán bao nhiêu tiền chị? 460 đúng không? 459.000 đúng không? Được rồi, ngày hôm nay xin phép các em phá giá mẫu này luôn. Đúng rồi, parka có loại 200.000 nhưng mà thề luôn ạ, lông của nó như lông ấy. Có cần em phải nói thẳng ra luôn không? Lông em nói thật, lông như lông bướm ấy. Ai mua hàng em các chị biết. Đi so sánh shop nọ shop em không thích như thế đâu. Nếu mà chị cảm thấy hàng em bán đắt ý, chị có thể đi ra chỗ khác mua. Đấy chứ ạ, bán, chị bảo là bán hàng như vậy không có lần sau. Quan trọng là cái chất lượng, chứ còn thích hàng rẻ em, hàng rẻ đời. Đấy, thích hàng rẻ em bán loạn hơi 200.000 cũng có, dưới 200.000 cũng có. Thế đây, sao chị không so sánh ý? Cái loại áo ấy, 300.000 thì chưa đang bán. Em nhập được xe em bán cho các chị hơn 100.000. Chị ơi, 339.000 đồng em thề luôn ạ. Em nhập được giá đấy thì ba đứa con ra đường ô tô đâm chết. Thì chứ em không nhập được giá đấy đâu. Đấy là em còn nhập nhiều ý. Đấy là em còn nhập số lượng nhiều, gần 1.000 con áo. Một con áo parka. Chả lẽ em lại quay kho cho các chị xem luôn. Tiền nào của đấy. Thực sự luôn ạ, thôi nhá. Xin phép chị Hoa Phạm em block chị luôn này. Được chưa ạ, em block chị luôn. Khỏi mua hàng. Rồi, ok. Thế nhá. Thôi em block luôn ạ. Các chị nhìn qua cái túi của nó mà. Cái túi, cái mark của nó là các chị biết mà. Hàng xưởng làm gì có mark này. Nó đựng ở trong cái túi bóng trong trong ý. Làm gì có hàng này hả chị? Hàng này phải là hàng đặt chị ơi. Hàng đặt mới có. Đầy người muốn mua hàng nghe em đây này. Còn không nhập được. Không nhập được luôn. Rồi ạ. Thôi xin phép các chị, ngày hôm nay em bán đúng một buổi tối ngày hôm nay giá này nhá. Hôm trước bán 459 đúng không?
459.000. Các chị nhìn kỹ cho em này. Nhìn kỹ cho em cái lông áo bên trong nhá. Nó còn mềm hơn cả chăn măng lông. Được chưa? Mềm hơn cả chăn măng lông cho em. Mã này là mã bao nhiêu chị? Mất cả hứng chị ơi, đúng rồi, mất cả hứng bán hàng. Cố gắng săn cho các chị hàng rẻ, hàng đẹp, xong các chị so sánh nhà nọ nhà kia, so với cái hàng loại mấy. Xong là về so sánh với nhà em. Chị ơi, mã này có đủ size không? Đủ size. Hàng người ta còn chả có mở bán. À, nhưng mà màu xanh này hết size mở. Mấy con màu, mấy màu chị? Lâu đen xanh. Hàng xưởng cũng có đầy mà chị, nhưng mà em không thích nhập hàng đấy. Màu xanh xứ xanh là cái chất nó có được đẹp đâu. Đen cái lâu đủ size. Đủ size không? Mã này bao nhiêu? 8. Em thề luôn, nhưng các chị hôm qua mua giá thì thông cảm nhá. Mua giá khác thông cảm, cao hơn một chút thông cảm giúp em với. Em tặng các chị đúng ngày hôm nay đi. Được chưa? 399.000 đồng đi. Đúng một buổi tối ngày hôm nay nha các bác nhá. Ôi chị ơi, bây giờ chị mà đang bán hàng mà tự dưng có người khác vào so sánh xong là bảo thế nọ thế kia thì có phải là một cục kỉnh không chị? Được chưa? Em có thiện chí bán cực kỳ luôn ấy. Chưa, em không bao giờ em nghĩ là bán giá này đâu. Được chưa? Mã này các chị có phải là đỉnh bao nhiêu chị? Con mã cho mã đi. Mã hàng đúng không? 802 nhá. Đúng buổi tối ngày hôm nay đi. Được chưa? Đúng buổi tối ngày hôm nay em tặng các chị 399.000 đồng. Được chưa? Hôm nay cuối tháng. Được chưa? Để cho các chị về các chị xem chất. Cho các chị về các chị xem chất lượng nhà em xem như thế nào mà chị đang bảo là nhà em bán đắt. Được chưa ạ? Chị Hoa Phạm đúng không? Em block luôn. Ôi bán này. Mã này có mấy size chị? MLXL dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã này là mã gì ạ? 802 nhá. Xin phép các chị ạ, em phải trước khi bán em xin phép các chị đã mua trước hôm vừa hôm qua đi ạ. Vừa hôm qua. Em cảm ơn gì ạ? Mã 802 ạ, 399.000 đồng. Các bác ghi mộ em luôn với. Được chưa? Em giá này thực sự các chị là em cho các chị về xem chất. Xong là các chị mua thử con áo ấy mà chị bảo là bán rẻ hơn nhà em ấy. Các chị về so sánh xem hai chất có như nhau không nhá. Nếu như chất giống nhau em cho các chị giả lại. Được chưa? Em chơi lớn luôn ạ, 399.000 đồng. Ok chưa? 399.000 đồng ạ. Em có 3 màu, màu em mặc là màu nâu tây. Màu nâu tây ạ, màu thứ hai cho em này. Em thề nhẹ ra buổi tối hôm nay em không mới nhận 459 sau. Chị ơi, chị vừa nhận hàng ấy, chị Toán Hùng ơi, em xin phép, em đã nói rồi, trước khi bán em xin phép các chị. Ngày hôm nay xin phép các chị là em hạ cho các chị xem con này. Đấy, cho các chị về các chị xem cái chất lượng của nó như thế nào rồi hãng phán xét nhá. Chứ còn chị mà mua, chị chưa mua hàng nhà hai nhà ấy, chị chưa mua hai nhà. Cho nên chị đừng có nói như thế. Thế người ta bán xem trên để sao được. Rồi ơi, bán trên live thì nhìn nó giống như nhau nhưng mà chất làm sao được như này hả chị? Em thề luôn nhá, ngày hôm nay cuối tháng, được chưa? Nếu như em nhập được con áo này 339.000 ý, em nói sai. Ba đứa con em thề luôn, em không làm mẹ của ba đứa con em luôn. Được chưa ạ? 802 chị ơi, 802 cho em. Đây là màu xanh các chị này. Màu xanh cho em ạ, hôm nay rẻ thế. Em đã nói trước là trước khi bán mẫu này em xin lỗi các chị đã mua trước. Đấy, các chị nào đã nhận được áo này rồi cho em xin một cái feedback. Để cho em xin một cái phản hồi xem ạ. Hàng này nhà em là chất của nó chất kaki ướt chứ không phải là chất phao. Được chưa? Nó không phải chất phao. Chất phao là hàng rẻ hơn. Được chưa? Nó sẽ có hàng loại 1, loại 2, loại 3. Được chưa? Có cả hàng xưởng. Hàng xưởng thì có hàng 1, hàng 2, nước 3 cho em chứ không phải là hàng xưởng nó có một loại. Nó có rất là nhiều loại luôn. Được chưa? Hàng Việt Nam cũng có. Hàng Việt Nam nó chỉ có tầm khoảng hơn 100.000 hoặc hơn 200.000 một tí thôi. Được chưa? Lên đơn hàng cho là mã 802 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chưa bao giờ em cảm thấy nó ức chế thế này luôn ý. Nói cái giá mà còn chưa bằng cái giá mình nhập vào. Được chưa? Nói giá còn chưa bằng cái giá mình nhập vào luôn ạ. 802 lên đơn hàng cho em ạ. 817 bây giờ em chỉ còn size to chị ơi. Chị ơi, chị đưa cho em nốt với mã 817. Bây giờ còn XL, chị nào vừa XL các chị lấy. Ôi tức quá. Đây chị ơi, dạy rắn lỡ lỡ cho em ý. Được chưa? Chị nào cũng mặc được, cao thấp mặc được hết ạ. Cao thấp mặc được hết. Ngày hôm nay em tặng các chị luôn con này 399.000 đồng ạ. 399.000. Em không nghĩ là tối nay em bán giá này đâu. Nhưng tính em nó móng chó. Được chưa? Em cứ tức cái gì là em thực sự luôn là em không cãi nhau được. Đấy. Em không cãi nhau được. Em thề mà. Tại sao em dám thề? Em thề nó phải đúng thì em mới dám thề.
Chị em nói sai em thề, bây giờ em không lấy ba đứa con em ra em thề mà tự dưng em thấy như thế. Đấy, em nói cho các chị biết là em bán hàng có thật như thế nào. Các chị này, mình cho em màu đen nhá, còn đây là màu xanh cho em ạ. Màu xanh của nó sẽ màu xanh của nó là màu xanh đậm đậm hơn trên line một chút chứ không phải là màu xanh nhạt đâu. Các chị nhìn cho em ạ, chất kaki nó mềm như thế này mà chị, chứ không phải cái chất phao sột soạt đâu. Được chưa ạ? 802 xin phép các chị em qua luôn nhá. Tại vì mẫu này em cũng không còn nhiều đâu. Đưa cho khách hàng xem từ cái túi cái mác xem có giống hàng đấy không. Xem có giống hàng như người ta bán không ạ? Đây các chị này. Hàng này nhà em là hàng đặt đấy chứ không phải hàng sẵn có đâu. Được chưa ạ? Không phải hàng sẵn có, các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ nhà em là hàng đặt trước. Mới có hàng, bao nhiêu ngày mới có hàng đấy các bác này. Nhìn kỹ giúp em nhá. Đừng so sánh nhà nọ nhà kia khi mà các chị chưa mua hai nhà. Các chị mua hai con hai nhà với các chị hãng so sánh. Đấy. Rồi tiếp theo ạ, cái mã 817 này bây giờ em chỉ còn CXL thôi. Không, còn RXL. À có cả L à? LXL à? M thì hết rồi, bây giờ em chỉ còn CL với XL thôi ạ. 817 đây à? 817 đấy. Sao lại còn một con size M màu nâu này? Con này mặc mẫu đúng không? Con này mặc mẫu. Rồi, mã này mã gì ạ? Phải 817 không? 817. 817 đưa cho em màu xanh nữa nhá. Tiếp theo ạ, chị nào ngày mai hết 802 em tặng luôn các chị con 817 luôn. Hai mã này nha. Được chưa? 817 ạ. Ôi nhân, chị đang bảo là tặng hai mã thôi nhá, đừng bán giá này nữa này. Đây, các bác này. Mã này lên đâu cho em là 817. Chị yêu nó đã nhận được mã 817 rồi, cho em xin một cái phản hồi. 817 đây, của nó là túi chéo ấy các bác nhá. Tú của nó túi chéo cho em ạ. Hôm đầu tiên về bán giá khác thì hôm nay rất là nhiều chị bảo sao hôm nay em bán rẻ thế. Rồi năm ngoái các chị mua để các chị biết. Được chưa ạ? Năm ngoái các chị mua các chị biết ạ. Mã này các chị lên đơn hàng chứ là mã gì ạ? 817 ạ. 817 đừng comment nguyên pack ca. Em sẽ có theo mã hàng, các chị chốt mã nào nhà em gửi mã đấy. Chứ em không chốt mà không có mã hàng đâu ạ. Đây màu xanh đi ạ. Các chị nhìn cho em áo này. Được chưa? Nhìn kỹ cho em cái lông áo nhá. Em cho các chị xem gần này. Được chưa? Cho các bác nhà mình xem gần luôn. Mã này mã 817. Em đang còn nâu size LXL. Màu xanh size LXL, màu đen của size LXL nhà em hết size M nhá. Nhà em hết size M, bây giờ em chỉ còn sát các chị 55 đến 65 cân thôi. 55 cân đến 65 cân. Chị ơi và vụ nó không có rẻ đâu chị Chu Thanh Nhàn ạ. Thế nên em mới bảo là em phải nhập hàng từ bây giờ thì mới có rẻ thôi. Đấy chứ còn để vào vụ mà nhập thì không có rẻ đâu, nó cũng giá như năm ngoái đấy chị ạ. Nó cũng giá tầm như năm ngoái thôi. Đấy chị ạ, rẻ thì cũng rẻ hơn tầm khoảng 50-100 thôi chứ không có giá rẻ như này. Đấy chị ạ, mã này các chị lên đơn hàng là 817 ạ. Kèm số điện thoại cho em. Đây màu xanh các chị yêu nhá, màu xanh này. Năm ngoái làm gì có màu xanh này ạ. Vừa nhận mã 817 chị Hoàng Hà vừa nhận xong cho em xin một cái phản hồi. Để chạy cho em xin một cái lời nhận xét. Xem chất nó như thế nào chị. Có phải chất kaki không hay là chất phao ạ? Trời ơi các chị này, em tặng các chị ngày hôm nay cũng 399 nhưng mà số lượng của món em còn ít. Năm ngoái em hốt cái 950 rồi, em cảm ơn chị. Đấy. Tức chết đi được. Màu nâu nhá. Chị Ngọc Huyền à, Ngọc Nguyễn chị cứ lên số điện thoại đi. Cứ lên số điện thoại cho em. Đây màu xanh còn mấy cái chị? Màu xanh còn mấy cái size L, XL. Được chưa ạ? Size L, L đấy các chị trên 55 cân. Được chưa ạ? L trên 55 cân các chị chốt đơn ạ. 817 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Em mệt quá các chị ạ. Bán hàng nhiều khi nó hay bị ức chế. Đấy. Các chị nhìn cho em tông màu xanh nha các chị này. Mã hàng cho em là 817 màu xanh. 817 ngắn hơn á, nó cũng như thế chị ạ. Chất nó à, cái form dáng nó cũng như thế, nhưng em không lấy cái dáng mà dài qua đầu gối. Tại vì dài qua đầu gối thì các chị mặc nhiều khi nó các chị nhìn trông nó hay bị dìm cái dáng ấy. Chị nào cao mới mặc được thôi, còn chị nào thấp thì không mặc được cái dáng dài. Đúng rồi, bên ngoài là kaki và chị Liên Nguyễn ơi, bên ngoài là kaki. Đó, các chị nhìn cho em này. Lên đơn hàng cho em ạ. Mã hàng kèm số điện thoại cho là 817 ạ. 817 và kèm số điện thoại cho em ạ. Block vĩnh viễn luôn, không bán hàng cho nữa. Để chị ạ, có tiền không bán. Mua đi, chị vừa mua 459. Giờ 399 rẻ đẹp lắm. Cảm ơn chị Dũng Tứ. Chị ơi cho em xin cốc nước rồi. Đây các chị ngắm kỹ cho em cái form dáng. Bên ngoài có là chất kaki chứ không phải chất phao. Đấy, áo này chất kaki mà đẹp lắm. Em cảm ơn chị Sen Đỗ. Đấy, chị nào đã mua rồi thì các chị biết giá rồi, biết chất lượng rồi đúng không ạ? Đấy, hôm trước 459 các chị còn đã bảo rẻ rồi. Tại vì trong vụ các chị mua toàn 700-800 nghìn.
Bây giờ ngày hôm nay xin phép là đúng ngày hôm nay cuối tháng và chỉ đúng ngày hôm nay chị nào săn được trên livestream ấy nhá. Còn ngoài livestream em không chốt giá này. Để chợ ngoài livestream không bán cái này nữa tại vì là hàng này em không nhập được nữa. Đang đợi hàng về mà bao nhiêu ngày hôm nay nó có bù hàng, bù size bé đâu, còn mỗi size LXL thôi ạ. Nào các chị thích mẫu nào nữa nào? Chơi lớn luôn. Cuối tháng đi. Được chưa ạ? 802 có size M, chị xem mẫu nào có đủ size chị mang ra đây. Hàng em còn nguyên tệp như này mà các chị đưa cho em một tệp đây cho các chị xem. Nhưng em đang nhập về đến đúng vụ rét em mới tung ra em bán cho các chị. Gọi là em chỉ cần bán so với giá ngoài cửa hàng bán lẻ được hơn 100.000 thôi. Rẻ hơn 100.000 là em đã có lãi, có công rồi. Nhưng mà giá này thực sự các chị là em không, em bán không lời lãi đâu. Được chưa? Em bán không lời lãi. Được chưa? Xin các chị đúng tiền cước xe về ngày hôm nay thôi. Tại vì hôm nay em hơi bị ức chế. Được chưa? Hôm nay hơi bị ức chế luôn. Đây mẫu này có cả màu đen nhá. Màu đen đâu chị? Màu đen ở trong kìa. Chị đưa em màu đen xem các chị này. Rồi ôi cầm con này thời tiết này, cái rét đậm rét hại các bác mặc cũng sướng. Mà giá hôm nay chỉ bằng một con áo hàng Việt Nam đúng không ạ? Chỉ bằng một con áo hàng Việt Nam thôi. Ok chưa? Đây ạ, màu đen đây ạ. Chị nào chốt đơn các chị lên đơn hàng cho em nhá. 399. Được chưa ạ? 399.000 đồng. Em có xa các chị dưới 65 cân. Bây giờ em có xa các chị 55 cân đến 65 cân đổ về ạ. Xeo quần bò đi em ạ. Quần bò bây giờ em lẻ size chị ạ. Tí em tìm xem là còn mẫu nào nhá. Phông có cổ ngày hôm nay thì em về rất nhiều luôn. Đầu năm học thì em về rất là nhiều phông có cổ. Về bù 500. Để tối nay mua thì rẻ được 100 rồi em Loan ơi. Rồi ôi mệt quá thực sự luôn. Các chị nói em não hết cả ruột. Em thường là em bán xong em cứ nói ra xong là em thôi, nhưng mà sao áo này không, sao mua áo này không thấy hàng. Chị Trung Lý để lại số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Trên số điện thoại em kiểm tra đơn hàng với mã hàng chuyên là 817 đi. Rẻ cũng chịu thôi. Nhiều chị ở vùng gì còn không mua được. Được chưa ạ? Chốt hàng chị bán qua tài khoản nhé. Ok chị ạ. Mã này các chị comment chuyên là 817 nhá. Em có đen xanh với lại là màu nâu tây. Đen xanh với nâu tây. Các chị ơi thông cảm, em đã xin phép các chị là ngày hôm nay em bán tất cả là em phải xin lỗi các chị đã mua trước một chút. Được chưa ạ? Ngày hôm nay em đứng bán đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi. Bán đúng buổi tối ngày hôm nay. Ngày mai em không bán nó này nữa các bác nhá. Ngày mai xin phép các bác là em dừng chốt cái mã này mức giá 399. Chốt đúng trên livestream buổi tối ngày hôm nay thôi ạ. Còn bao nhiêu là em để vào trong vụ em bán chứ em không có tung mẫu này ra bán nữa nhá. Ok chưa ạ? 399.000 đồng các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi còn mẫu nào đủ size không? Cho các chị một mã nữa đi. Mẫu chị để trên em. Đây ạ. Chị có nhầm không đấy? Đây. Đây ạ. Đây. Đọc cái sản nguyên tắc đấy. Còn chị nào mà đã mua trước mà hàng chưa đến nơi các chị đừng bom hàng nhá. Em cao 1m57. Em cao tầm 1m57, em nặng 53 54 cân. Lúc thì 53, lúc thì 54 cân nặng. Có kiểu nuôi tôm không em ạ? À? Đây điều kiểu nuôi tôm đây chị này. Điều kiểu nuôi tôm đây. Được chưa ạ? Được chưa ạ? Dáng này ngắn hơn một tí. Dáng này ngắn hơn một tí. Mã này đủ size đúng không chị? Đủ size. Đủ size và có hai màu. Đen đâu? Chị ơi bây giờ cứ xác định là hàng đi phải tầm 5 đến 10 ngày mới nhận được hàng. Đấy, mình cứ xác định như thế tại vì dịch dã như này các chị biết rồi đấy ạ. Ship hàng rất là khó khăn. Được chưa ạ? Hàng mọi khi là một ngày 3 chuyến xe, nhưng mà bây giờ có thể là 2 ngày mới có một chuyến, hoặc là một ngày có một chuyến hàng, một chuyến xe thôi ạ, chứ không có xe liên tục như ngày xưa nữa. Như ngày trước khi mà chưa có dịch. Đấy bây giờ xe nó chỉ có là thường là có một ngày một chuyến. Như đợt trước là một ngày có 3 chuyến cơ. Thì hàng tất tần tật đi đơn trong ngày hết. Còn bây giờ thì có thể là 2 ngày một chuyến hoặc là một ngày một chuyến, một chuyến xe hàng ấy thì là hàng nó sẽ đi chậm hơn. Được chưa ạ? Mã này các chị lên mã bao nhiêu đây chị? 815 ạ. 815. Được chưa ạ? 815 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 815 nhá, em có hai màu là màu nâu và màu đen. Được chưa? Hai màu nâu đen. Lên đơn hàng cho là 815 và kèm số điện thoại ạ. 815 tất cả áo nhà em là có dây rút eo. Được chưa? Có dây rút eo. Các chị ơi nhìn trên livestream thì không thể phát hiện ra được cái chất. Quan trọng là khách hàng nhận được hàng ấy. Các chị sờ cái chất cho em. Được chưa? Sờ chất cho em. Đấy, em còn hỏi chủ buôn em bảo là hàng này nó có mấy loại. Nó bảo là chị ơi hàng này có nhiều loại lắm. Được chưa? Có hàng rẻ hơn cũng có, chị có thích lấy hàng rẻ không? Em bảo là em không. Có thể em nhập cao hơn một tí thì em có thể em bán cao hơn. Chứ em không nhập hàng loại mấy cho khách hàng. Tại vì hàng em là có cho khách đồng kiểm cơ mà. Được chưa ạ? Có cho khách đồng kiểm thì em phải lấy hàng các chị chất lượng chứ ạ. Chứ không lấy cái hàng mà chất nó khô, nó cứng được.
Đó, phao béo anh em chưa bán chị ơi, phao béo chưa bán. Đây các chị này, hai màu nâu đen, cho em xem cái túi đây các chị này. Hàng em còn nguyên tệp các chị nhìn cho em này, nhìn đã chất rồi đúng không? Chứ không phải cái túi bóng trong trong mà cái hàng rẻ đâu các chị nhá. Mã này các chị lên đơn cho em là 815 đúng không ạ? 815 và kèm số điện thoại. Nghệ An nếu mà hết chỉ thị nhé em ship được hàng chị ơi. 815 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đúng buổi tối ngày hôm nay đi. Được chưa? Chị nào không chốt được hai mã kia chuyển sang mã này cho em. Tại vì những cái mã kia nó còn số lượng ít ít một thôi. Không có nhiều nhá. Em đang đặt hàng thêm nhưng mà chuyến sau về thì em đợi vào vụ Z em mới bán. Được chưa? 399.000 đồng. Vòng cộc tay hàng đẹp. Nói chung là khách hàng hiểu em, để chợ khách hàng tin tưởng em thì các chị mua, cảm thấy nhà em bán đắt hơn ý. Đấy, các chị mua chỗ khác, không sao. Để chợ em không ép các chị mua mà tiền vẫn ở trong túi các chị, còn hàng vẫn đang ở nhà em. Để em không móc tiền ở trong túi các chị về tay em được đúng không ạ? Mình cảm thấy ưng mình mới mua. Đấy, nếu như các chị cảm thấy đắt hơn, chị có thể mua hai shop, để chợ mua cái mẫu này này. Đừng rút eo đây, đừng rút eo cho xem dáng. Không rút eo thì nó là xung xuông chị. Để chợ không rút eo thì nó là xuông xuông. Các chị có thể mua hai shop về các chị tham khảo về cái chất lượng. Thấy chưa ạ? Xem có đúng như nhau không? Nhưng mà đúng như nhau mà em bán giá cao hơn thì có nghĩa là em bán đắt đúng hàng mác như em này. Để chưa ạ? Đúng chất như nhà em này mà như em bán cao hơn thì các chị có hạn so sánh nhá. Chị đừng so sánh khi mà các chị chưa mua hàng nhà nào. Để chưa ạ? Chưa mua hàng nhà em mà các chị đi so sánh với nhà kia. Để chưa ạ? Trên livestream nhìn qua này các chị không thể phát hiện ra được. Đấy, có thể là nhìn nó như nhau như một nhà là chất kaki, một nhà là chất phao. Để chưa ạ? Một nhà là hàng xưởng nhưng mà nhái y hệt nhau luôn. Đó, còn quần quy 1 em còn nhưng còn size nhỏ chị Hồng Tốt ơi. Chị Đỗ Chiến rồi ok ạ. Mã này các chị comment là 815 nhá. Đấy chứ ạ, 815 kèm số điện thoại cho em ạ. 399.000. Đấy chứ ạ, màu đen nhá các chị nhá. Màu đen với lại tông màu nâu tây. Đen với nâu tây, dáng này thì dáng ngắn hơn. Chị nào người thấp thấp các chị mặc cái dáng này nó không bị là dìm dáng các chị này. Mặc không bị dìm dáng. Đây em thể em để xuông như này các chị nhá. Còn các chị nào thích rút eo, các chị rút eo cho em ạ. Tại vì là đa số là cái phần pakka thì em là có dây rút eo hết. Cho nên là các chị eo to eo nhỏ các chị cũng phải suy nghĩ luôn. Thì chị rút eo các chị nhìn trong nó điệu đà, trong cái form nó đẹp. Đây các bác này, lên đơn hàng chứ là mã 815 ạ. Phông có cổ đây chị ơi, cho em xin một tệp mã phông có cổ hôm nay mới về rồi. Em còn đang về bù hàng đấy chị này. Trời ơi sao không so sánh, hàng thị trường đang bán 300.000, 250 nhưng em bán tặng các chị có 145.000. Tại vì nhà em nhập số lượng nhiều. Em thấy luôn hàng này nhà em nhập số lượng nhiều mới có cái giá như này thôi. Chứ có đi nhập lẻ một vài gì về bán lẻ cửa hàng này thì có. Mẫu này có size MLX nhá các chị nhá. MLXL đủ size. Đủ size đủ số. Đấy chứ ạ, 815 ạ, 815 cách số điện thoại cho em. 815 lên đơn hàng này. Em không đọc tên nhé các chị nhé. Các chị cứ lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em với. Ngày mai chị nào mà có lỡ hết thì các bác thông cảm giúp em với ạ. Tại vì là những cái mã này thì em ba cái mã mà em lên các chị là những cái mã này đều còn số lượng nó ít thôi. Còn những mã mới về thì em xin phép là em để vào vụ em bán thì em không bán này nữa. Các bác bảo bán lỗ cả tiền cước xe về thì các chị bảo buôn bán cái gì. Chị Trần Thị Chuyên ok, chị Hải Yến rồi ok, em cho đơn hai màu nâu với đen. Để chị hai màu nâu đen. Đấy, các bác ngắm kỹ cho em cái form dáng nhé. Nhận hàng các chị yêu được bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Nhận hàng được kiểm tra hàng chứ không phải là các chị ơi em không cho đồng kiểm đâu. Đấy chứ ạ, mình được quyền kiểm tra hàng cơ mà. Mình được quyền kiểm tra hàng trước thanh toán. Nhìn kỹ cho em ạ, từ cái túi các chị này, từ cái mác này các chị yêu. Đấy chứ ạ, Hà Nội chưa ship được hàng các chị Nghiêm Hoa ơi. 815 lên đơn hàng, cách số điện thoại cho em là các chị yêu mình có đơn ạ. Thế rồi em lên một cái mẫu đầu tiên mà lúc nãy em tặng các chị là cái mẫu mà còn ít nhất luôn. Nhưng mà kiểu lúc đấy đang nóng quá là cứ thế là chốt ấy. Không kiểm soát được. Không kiểm soát được, em tính em nó. Chủ yếu là chất lượng đúng không ạ? Rẻ hơn kể cả các chị có rẻ hơn vài chục nghìn. Nhưng mà chất nó không được đẹp như thế thì thà mình thêm vài chục nghìn mình mua cái hàng đẹp đi. Đúng không ạ? Rồi, em qua mẫu nhá. Mã 815 này các chị lên đơn ạ. Mã này thì chắc là em vẫn đủ số lượng cho được các chị. Ngày hôm nay xin phép cuối tháng ạ, hoan hỉ nhá các bác nhá. Cuối tháng hoan hỉ, còn đầu tháng thì em sẽ gọi là lên giá khác. Tại vì em không bán lỗ như này mãi được. Lỗ này em lấy đâu tiền em nuôi con em. Rồi chị Tùng Thanh, chị Yên Vũ này. Hết chỉ thị 16 ship được rồi. Chị Yên Ly ship được hàng rồi. Lên phao đi em ạ. Phao dáng dài thì thực sự các chị là em đang đợi về đủ size đủ số ạ. Em đang đợi về đủ size. Thì phao dáng dài đấy thì hàng nó nhập vào giá rất là đắt. Để chị ạ, nhập vào của nó suýt soát 2 triệu rồi ạ. Chị Huy Hoàng có, chị Nguyễn Hằng rồi ok em chốt đơn nhá.
Rồi ạ, 815 các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị nào nhận được áo này thực sự các bác đã đặt hàng đừng bom. Tại vì em hôm nay em bán rẻ. Được chưa ạ? Chị Ngọc Linh có ạ, chị Đường Nhâm có đơn, chị Nguyễn Vân rồi ok em chốt đơn hàng ạ. 815 đúng không? 815 và cách số điện thoại ạ. Hai cái mã ngoài cùng là mã còn ít đúng không? Còn ít. Chị đưa cho em xem là có đủ size không? Ít nhưng mà đủ size không? Đợi em một tí nhá, quần công sở với lại áo phông có cổ tí em lên luôn. Để chặn tí em lên luôn, đợi em một tí. Tiếp theo cái mã này các chị này. Đây này, áo này khách hàng đang bảo là chị đang mua ở chỗ nhà chị 300 hay 320 này các chị này. Mã này lên mã đang bao nhiêu đây? Đỉnh mấy? Đỉnh 2 đúng không? Đỉnh 2 cho em ạ, đỉnh 2 có mấy size chị nhỉ? Đỉnh 2 và kèm số điện thoại ạ. L1X2X. Chị ơi tính em thực sự luôn, em không kiểm soát được. Được chứ, em hay cáu. Em hay cáu lắm. Cho nên là em không chốt đơn hàng đâu. Em chỉ có live stream thôi. Chốt đơn uống bò hút nhiều tiểu đường chết. Đấy. Thế luôn là nhiều khi là nó kiểu là hay bị áp lực ấy chị. Các chị bán hàng ấy, nhiều khi gặp khách khó tính. Xong là bây giờ mình bán hàng thì mình không thể nào mình nói nặng lời với khách đúng không ạ? Tại vì là người ta bỏ tiền mua hàng mình phải nói thế nào cho khách người ta muốn mua. Đấy. Mà bây giờ mình lại chửi khách là cãi khách, cãi nhau với khách, tay đôi với khách thì làm sao người ta mua hàng của mình. Đấy, bây giờ là khéo léo không xong vẫn là chửi đúng không ạ? Nhưng mà gặp những khách hàng thực sự luôn là các chị đã bán hàng rồi các chị biết. Khó nhằn lắm. Được chưa ạ? Đặt hàng như khách hôm nay này, có một chị đặt hàng bom phát hai đơn hàng, xong là đặt đơn hàng thứ ba, xong là em bảo cọc tiền thì không cọc, xong là em không bán nữa, xong là chửi. Không bán nữa xong là chửi, xong là chặn luôn. Gọi điện nhất thì không nghe, mà trong khi đấy còn hai đơn hàng nhà em không nhận. Đi đến hàng, đến nơi xong là bưu tá người ta bảo là chị ơi em không dám ship hàng cho cái chị đấy đâu. Chị đến nơi á, không phải nói điêu đâu, lột hết quần áo. Như kiểu ăn vạ ấy. Như kiểu là bị làm sao ấy. Lột quần áo ra, các chị bố là zipper nào dám giao nữa. Zipper thì ship nam. Xong là nó ném cái nọ ném cái kia vào người zipper như kiểu bị làm sao ấy. Thế là nó bảo là chị ơi, sao chị đừng bán hàng cho chị này nữa, em sợ em không dám giao đâu. Em sợ em không dám mang hàng đến nhà đâu ạ. Đừng bán nữa, để người ta còn bảo em thế. Áo này là mã bao nhiêu chị? Đỉnh 2 đúng không? Đỉnh 2. 129.000. Thôi nhá, cười cho nó tươi. Em bán hàng mấy năm nay mà trông em già hơn chồng em rồi ấy. Trông em già hơn chồng em, mặc dù chồng em hơn em 8 tuổi. Mà nhìn bây giờ em đi với chồng em, người ta còn bảo hai chị em. Đấy, em đi cùng chồng em, nó người ta còn bảo là hai chị em. Đấy, hai chị em đi đâu đấy? Người ta chị bảo có khổ tâm không? Mà chồng hơn hẳn 8 tuổi. Các chị mã này là mã đỉnh 2 đúng không? Đỉnh 2. Form này có size dưới bao nhiêu cân? Đỉnh 2X. 2XL đúng không? Tầm khoảng là 68 cân. Được chưa ạ? Từ khoảng là 50 cân đến 68 cân ạ. 50 cân đến 68 cân em chốt đơn nhé. Mã hàng cho là đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em 129.000. Mã tất cả những cái mã này còn ít các bác này. 129.000 đồng. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. À thế ạ, nhiều người đang trong chỉ thị 16 ấy thì không mua được. Tại vì là giãn cách thì shipper đang đi giao hàng rất là khó, rất là vất vả luôn ấy. Cho nên là các chị ở vùng dịch thì các chị đợi hết giãn cách, các chị ủng hộ cho em sau nhá. Dạ, các chị xem like, ủng hộ, chia sẻ live stream cho em đã vui lắm rồi ạ. Mã này cách hàng lên trên là mã đỉnh 2 ạ. Đỉnh 2 cách số điện thoại cho em ạ, đổ thổ đá thông hơi. Con này là thổ đá thông hơi cho em ạ, đỉnh 2 còn kèm số điện thoại này. Đây các chị yêu ạ, tất cả của nó sẽ là dòng của nó là hàng thổ nhá các chị yêu nhá. Thổ đá cho em ạ, dòng thổ đình đá và hàng Quảng Châu cho em ạ. Đỉnh 2 ok, chị Thảo Thanh, chị Ngố Nga có, chị Nguyễn Hằng rồi ok này, chị Thảo Thảo có ạ, chị Dung Nguyễn ok chốt đơn nhá. Các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra hàng cho em trước thanh toán. Được chưa ạ, giá thị trường em bảo rồi, chỗ nào bán rẻ em bán rẻ hơn cho các chị được. Được chưa ạ, chỗ nào bán rẻ em bán rẻ hơn, nhưng mà các chị tìm được chỗ nào bán rẻ hơn con áo này các chị này, em cho các chị trả lại, được chưa ạ? Cho các chị nhận hàng, nếu như chỗ nào các chị so sánh nhá, chỗ nào bán rẻ hơn, đúng hàng như nhà em này, đúng tác mác túi bóng như này các bác nhá, em cho các chị rẻ trả lại cho em. Được chưa ạ? Hôm nay em còn size L, XL với 2XL đúng không? Có 3X không? Không. À. Nếu mà có 3X thì 1X, 2X, 3X. Rồi, có size đến 70 cân. Được chưa ạ? Dưới 70 cân em chốt mã này ạ, đỉnh 2 và kèm số điện thoại cho em ạ. Quần baggy nhà em có chị ơi.
Becky có nhá, đỉnh hai cách số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó sẽ là hàng Quảng Châu ạ. À, chị mua nhà em tất cả áo này rồi, mặc thích lắm, em cảm ơn chị yêu. Sao mình không xem được à, sao chị mang bóc? Thoát ra bỏ lại đi chị. Cái này còn xem mà. Chị, cái áo mà có chữ BT ấy. Có chữ BT. Rồi ạ, đỉnh hai cho em này, chị nào bụng béo ấy, các chị mặc nó Hà Nội giãn cách không ship được hàng, chị Liên Phương ơi. Đợi xem qua ngày mai xem thế nào chị nhá. Thì bây giờ qua mùng 6 tháng 9 thì không biết là tình hình thế nào thì em sẽ báo lại sau ạ. Đấy, đỉnh 2 cho em ạ, 129.000 đồng ạ. Con này có 1X2X3X. 1X2X3X đúng không? Rồi, mã này em còn là 1X2XL, 3XL. 1X2X3X, các chị lên đơn nào chị làm mã đỉnh 3 cho em với ạ. Đỉnh 3, tất cả áo thổ đá cho em đồng giá 129.000 đồng. Cái trạng 129.000 đồng ạ. Mã hàng sẽ là đỉnh 3 và kèm số điện thoại cho em có size các chị dưới 70 cân. Để chạm từ khoảng là 50 cân đến 70 cân ạ. 50 cân đến 70 cân em chốt đơn ạ. Đỉnh 3 cách số điện thoại cho em ạ. Form dáng lên rất là đẹp luôn nhá các chị yêu. Để chạm người kiếp rồi ok lên số điện thoại giúp em với ạ. Chị Hà nấm 129 ạ. Chị Vũ Vinh có đơn nhá. Thái Anh dép à. Đây. Em còn mặc ngược với này. Để chạm cuống hết cả kê lên rồi. Đây. Đây các chị này. Đỉnh 3 lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại 129.000. Em có size các chị dưới 70 cân, 50 cân đến 70 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chứ ạ, dáng này dáng bo gấu. Tất cả những dòng áo thổ như em sẽ là bo gấu. Đấy. Qua mùng 6 Hà Nội vẫn giãn cách thêm một tuần nữa chị ơi. Thôi giãn cách thêm thì bây giờ biết làm thế nào hả chị. Giãn cách thì ở bên bên vận chuyển thì người ta không nhận hàng thì bọn em không ship được hàng ấy. Mặc dù em rất là buôn bán mà chị ơi. Toàn khách quen. Đấy, toàn khách quen, bây giờ là đang giãn cách thế này thì khách hàng cũng em cũng bó tay thôi chị ạ. Mã này là đỉnh 3 đúng không? Nghệ An nếu mà hết chỉ thị 16 thì ship được hàng, hết giãn cách ship được hàng nhá. 50 cân đến 70 cân, mã này nha em có size vừa. Đó, từ 50 cân đến 70 cân các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 3 kèm theo số điện thoại ạ. Đỉnh 3 và kèm số điện thoại cho em ạ, 129.000. Thì chị ạ, dòng này của nó sẽ là dòng thổ đá. Dòng thổ đá, áo mặc nhẹ mát, tiếp mua có một chiếc đấy, bây giờ lấy thêm với chị. Liên Đinh. Mặc nhẹ mát cực kỳ, em bảo rồi chỗ nào bán rẻ hơn nhà em cho các chị giả lại. Tại vì em nói nó có căn cứ hết. Đấy chưa? Em nói nó có phải gọi là có căn cứ này. Đấy, cái gì nó đúng là em dám khẳng định luôn là không có chỗ nào bán rẻ hơn, giá 129.000 đồng con áo này. Bảo sao mà hôm từ hôm về đến nay thì em vẫn bán các chị mức giá như thế, tại vì em bán quá rẻ luôn. Áo mình đang mặc size gì em mặc size 1X chị ơi. Mã này là có 1X2X3X thì em hết size L. Thì bây giờ các chị trên 50 cân đã chốt nhá. Còn dưới 50 cân mã này không vừa. 50 cân đến 70 cân em chốt đơn ạ. Đơn mùng 3 tháng 9 gọi dồn đơn tối không được chị ơi. Đơn mùng 3 tháng 9 em đi đơn rồi. Đơn hàng em gọi chốt đơn là đi đơn trong ngày. Chị Thơm Lê rồi ok chốt đơn ạ. Áo nhà chị Loan mặc lên người xinh hẳn ra, em cảm ơn chị. Đấy, xấu để xinh. Đấy chứ ạ, xinh lại đã xinh lại mặc thêm, mặc lên lại càng xinh hơn. Đấy các chị yêu nhá, mã hàng lên đơn hàng cho em là đỉnh 3 và cách số điện thoại cho em là các chị yêu mình có đơn. Hôm nay có khách là mặc cả cây em xong là chụp ảnh lên. Trời ơi các chị này còn quay ảnh TikTok gửi cho em xem luôn này. Đó các chị yêu nhìn cho em này. Đấy chứ ạ, nhận hàng mặc đẹp quá rồi quay rồi cho em xin một cái gọi là nhắn tin cho em luôn. Đấy mã hàng cho là đỉnh 3 và kèm số điện thoại. Chị quần áo nhà chị nè cao 1m57 nặng 55 cân mặc áo size L, quần size 28 mặc vừa như may luôn em ạ. Đấy, khách hàng phản hồi nhá. Nhắn tin luôn. Dạo này dịch khó kiếm tiền quá nhưng chị nghiện hàng của em rồi cứ muốn mua thôi. Đấy chưa ạ? Đấy là toàn những khách hàng gọi là đã mua rồi các chị phản hồi ạ. À, phông trơn đẹp rồi em cảm ơn ạ, chị Phạm Sen nhé, chị Hàn đấm rồi ok. 47 cân nói chung là tùy chiều cao các chị nữa. Nói chung là những cái dáng này đẹp quá bọc ship về Hà Nội bây giờ em chịu luôn. Áo em mặc là áo thổ đá. Để chạm thông hơi, nó sẽ có những cái lỗ li ti các bác này. Nó sẽ có những cái lỗ này thông hơi các bác này. Mặc nó nhẹ, nó mát lắm. Mặc nhẹ mát, áo phông búp nhà em còn. Chị Thâm Quách nhá, chị BB rồi ok. Đâu chị nhờ, cho em xin áo phông có cổ nào. Kia một mã. Cái mã nào về đủ size này. Mã nào cũng đủ size. Ờ, có một mã hôm nay về nó thôi. Mới mà chị. Treo kìa. Đưa xem cổ áo đấy. Đây, mã này về thêm nhá. Để chạm tất cả những cái áo hàng này các chị này. Đấy, có chị nào đã mua rồi thì các chị biết đúng không ạ? Mua rồi đã biết chất rồi đúng không ạ? Tất cả của nó sẽ là dòng cốt tông lạnh. Hàng nguyên tệp đủ size số. Chị ơi, mã này hôm nay về có XL không? Không. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ của nó hàng cao cấp đấy các chị này. Mã này các chị comment cho là đỉnh 4 ạ.
Bình 4 em có sai các chị tầm khoảng là 62 cân đổ về. 40 cân đổ lên đến tầm 62 cân đổ về em chốt đơn. Bình 4 và kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng ạ, từ 40 cân ạ. Quần mặc em hết rồi chị em gái quê ơi, hết hàng rồi ạ. Bình 4 và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Để chạm 2 size ML chất cốt tông lạnh cho em ạ. Không có cổ đầu năm này em bán được nhiều lắm, tại vì các chị mặc đi làm ấy. Đấy, mặc đi làm rồi đặt đồng phục các kiểu luôn. Đặt nhóm này. Áo thổ vừa qua là mẫu đỉnh. Đỉnh mấy nhở? Áo thổ em vừa mặc xong là đỉnh 3 chị ơi. Chị Marachina nhá. Đây em mặc size M này. Em 54 cân nhá. Thì các chị dưới 54-55 các chị mặc size M. Còn 60-62 cân các chị đổ về cho em mặc size L được ạ. Áo này mình nhận được rồi, đẹp lắm luôn, em cảm ơn chị. Kiểm tra hàng, được kiểm tra hàng chất lượng mà chị. Được kiểm tra hàng cho em 2 size ML. Đấy các chị comment cho là đỉnh 4 nhỉ, đúng không? Đỉnh 4 em đang có màu xanh em mặc này. Xanh em mặc là xanh lá, 66 cân mã này cũng vừa nhá. Màu đỏ này các bác này. Đấy chạm màu vàng đậm này. Đó màu vàng đậm cho em ạ, toàn bộ của nó sẽ là hàng hai mắc trắng như này. Toàn bộ của nó hàng Quảng Châu. Đấy chạm toàn bộ hàng Quảng Châu cao cấp cho em. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhá. Màu vàng này, màu đen này, màu trắng này và màu xanh lá. Hai size ML. Đấy chạm. Em tặng khách hàng em 145.000. Ok chưa ạ? Đơn trưa nay chốt đơn đi đơn rồi chị Giang Hồng ơi. Mã này các chị yêu lên cho là mã gì chị ạ? Chị ơi, đỉnh 4 đúng không? Đỉnh 4. Đỉnh 4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đỉnh 3 ok chốt chị Liên Phương Trần Xuân có đơn ạ. Chị kiểm tra xem cái mã này về được số lượng nhiều không? Đủ chốt ML 2 size đủ màu đủ size. 2 size đúng không? Đủ màu đủ size. Đỉnh 4 cho em. Form dáng của nó quá đẹp luôn các chị ạ. Mặc đi làm rồi là mặc theo đồng phục, mặc theo nhóm rất là xinh luôn ạ. Đỉnh 4 cách số điện thoại nhá. Về các chị kiểm tra cho em cái đường may của nó. Để chạm đường may của nó nếu như hàng rẻ ấy, thì các chị chỉ cần kéo một phát cái đường may nó giãn ra hết luôn. Nó không được sắc nét này thôi. Các chị giặt càng giặt nó càng lì. Càng giặt càng lì. Ok chưa ạ? Em chỉ cần mặc một màu lên thôi. Tại vì các chị nhìn màu này các chị này, form dáng nó như nhau hết. Nhận được quần rồi đẹp lắm, em cảm ơn chị Mua Mai nhá. Lên đơn hàng cho là đỉnh 4. Các chị nhìn màu giúp em này. Em có tất cả là có 5 màu. Có 5 màu cho em hàng Quảng Châu ạ. Các chị nhận hàng nhớ bóc hàng kiểm tra hàng chất lượng cho em với trước thanh toán nhá. Hàng hai mác cho em. Lên nào phông rộng tí em lên chị ơi. Mẫu quần vừa nãy là bao nhiêu á? Quần nào chị? Quần nâu á? Quần nâu là 115.000 hàng sale chị ơi. 145.000 đồng một áo đỉnh 4. Chị Hà thêm tiến rồi. Ok chị Hoa Trương là 145.000. Thị trường đang bán 230-250. Được chưa? Giá thị trường đang bán 230-250 chứ không có giá này đâu. Mã này là em đặt hàng. Được chưa? Em đặt hàng không qua trung gian mới được. Các chị giá này các chị có thể là thoải mái khảo giá nhé các bác nhá. 65 cân thì không vừa chị ơi, em còn sai các chị tầm khoảng là 60 cân đổ về thôi. Chị nào người gọn người cao các chị tầm 62 cân. Được chưa ạ? Đây các bác này. Tối qua không đến gọi nhá. Tối qua thì em vẫn còn sót một số đơn hàng chưa gọi được hết. Áo này chị nhận được rồi, chất đẹp lắm, em cảm ơn chị. Nói chung là chất này thì không phải suy nghĩ luôn. Nhưng em chỉ bán các chị những cái dòng chất như này các chị này. Chị không bán hàng gọi là áo phông chất zip rẻ rẻ đâu các chị nhá. Cái mẫu cái màu của nó ấy, bên ngoài của nó là màu đậm đậm cơ. Chứ không phải cái màu của nó màu vàng chanh vàng chóe đâu. Màu xanh của nó cũng đẹp này chứ không phải màu xanh giống như cái hàng rẻ mà cái màu xanh nó sợ sợ mà nó bị dìm da đâu ạ. Em vừa không mét 659 cân em mặc luôn vừa size L em nhá. Vừa luôn size L. Chị người kiếp rồi ok em chốt đơn ạ. Chị ơi cho chị một bộ màu xanh, chị ơi em không chốt được mã như thế. Bây giờ các chị áo em mặc là em bán. Để chị ạ, đỉnh 4 cho em, các chị comment đúng theo mã hàng giúp em với. Đúng theo mã hàng và kèm số điện thoại, các chị nhìn cho em con áo phông này. Đỉnh 4 nhá, các chị chọn màu chọn size vừa. Các chị cứ chọn màu chọn size vừa giúp em. Cho em xin một cái cổ Burberry hôm nay mới về thêm ý. Cái mẫu là chữ M ấy. Rồi chị Dương Tình, chị Nguyễn Long rồi ok. Đây áo phông búp đây, em có cái mẫu kể cái cổ bọc phiền như này. Được chưa ạ, 145.000 đồng các chị nhìn cho em ạ. Hàng nguyên tệp như nào các bác. Nhìn qua từ cái túi bóng cái mác của nó này. Được chưa ạ, dòng mác đen xỉ đang là xỉ cao hơn. Để chạy giá xỉ ngoại trường cao hơn nhà em bán lẻ. Xỉ ngoại trường cao hơn cái nhà em bán lẻ luôn đó các bác. Để chạy mã này các chị comment là đỉnh 4 và kèm số điện thoại ạ. Vàng bên ngoài nó đẹp lắm. Nó không phải là vàng chanh đâu. Nó là vàng đậm, vàng nghiện ấy. Rồi chọn màu chọn size vừa giúp em ạ. Chị Dương Tình, chị Nguyễn Trang có Nguyễn Long rồi ok chốt đơn. Màu nào cũng đẹp, màu đỏ nó không phải đỏ chót chọt đâu. Màu bên ngoài của nó đậm đậm ấy. Màu đỏ đậm đậm cho em. Không phải đỏ đô mà không phải đỏ tươi quá. Rồi tiếp theo mã này này. Đỉnh 5 cho em ạ. Hôm nay về đủ size đấy. Về đủ size. Không, sáng ngày hôm nay ấy, là em hết size đấy. Vừa mới chiều nay về thêm. Để chạy vừa mới chiều ngày hôm nay về thêm thì em mới lên thôi. Chứ còn nếu mà lẻ size thì em không lên đâu. Đủ size mới lên ạ. Chị Trần Hằng có ạ. Chị Phương Hoàng rồi ok.
Đây các chị yêu nhìn áo này. Được chưa ạ? Mã hàng lên cho là đỉnh 5 ạ, đỉnh 5 và kèm số điện thoại ạ. Đỉnh 5 và lên số điện thoại cho em. Màu nào có nhiều chị? Màu nào có 2 size màu lại. 2 size đúng không? Đây các chị này, mã hàng lên đơn cho là đỉnh 5 và kèm số điện thoại ạ. Chất này của nó là hàng cốt tông lạnh nhá chị yêu nhá. Chất cốt tông lạnh cho em ạ. Chị Mi Hậu có, chị Đông Lê có ạ. Em bán nguyên áo mà chị Đông Lê, có bán quần đâu. Mẫu này em bán nguyên áo thôi. Tâm Quách đợi em tìm đấy chị ơi. Lên mẫu bo gấu đợi em một chút ạ. Chị Trương Quỳnh rồi, ok. Trương Quỳnh có đơn ạ. Đây mẫu này là các chị comment là đỉnh 5. Đỉnh 5 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Không có cổ vũ các bác nhá. Không có cổ viền kẻ cho em ạ. Viền kẻ này 145.000. Khách hàng còn đang bảo mua gần nhà chị 300.000. Chắc là shop ở thành phố bán đúng không? Tại vì là người ta mất nhiều chi phí nên người ta phải cộng cao, bán lẻ lúc nào cũng cộng cao hơn giá trên line rồi. Đấy, đỉnh 5 cho em nhá. Chị Anh Vũ Lan rồi ạ. Chị ơi, đỉnh 5 145.000 cũng bằng tiền. Cũng bằng tiền luôn. Ok chị ạ, 145 các chị lên đơn hàng cho em ạ. 66 cân không vừa. Bây giờ em chỉ về được size M với size L thôi. Còn không có hàng mà đặt đấy chị ạ. Chị Nguyễn Hiền rồi ok. Chị Hồng Bích có đơn ạ. Khánh Lê rồi ok, em chốt đơn hàng. Nói chung là phông có cổ này không bao giờ lỗi mốt. Đấy chị ạ, phông có cổ không bao giờ lỗi mốt luôn. Mà nhất những cái cổ của viền Beverly này các chị này. Không, chị Trang Triệu ơi, không có về thêm đâu chị ơi. Cái hàng đấy em vừa được sale chứ hàng đấy hàng đắt đấy. Hàng đắt. Đấy, màu vàng các chị này, màu đen này. Màu vàng, màu đen này, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, 5 màu cho em nhá. Đỉnh 5 cho em 145.000. Đỉnh 5 145 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Em có 2 size ML. Em có 2 size là size M với size L. Khách hàng lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Chán nhỉ. Chị ơi bây giờ đặt hàng khó lắm. Dịch dã này không có hàng mà lấy. Đặt hàng bao nhiêu ngày hôm nay mới có mà chị. Đấy chứ ạ. Mà bây giờ nó về nó không có đủ size. Không có size to mà nó chỉ còn size các chị dưới 60 cân thôi. Chị nào người gọn ý, người cao các chị tầm 62 cân. Tại vì cái chất phông nó co giãn mà chị. Chất cốt tông lạnh cho em ạ. Kéo này các chị này. Có chị bảo là chị em ơi càng giật nó càng lì. Để chị ạ, càng giật chất nó càng sướng. Nó càng mịn càng sướng luôn ý. Không bị phai màu. Chị Vũ Thị Lan có ạ. Chị Trang Đoàn rồi ok ạ. Chị Bằng Lăng Tím ở đâu thế? Đẹp quá nhưng sợ không nhận được hàng á. Chị ở đâu thế? Tỉnh nào đấy? Rồi đỉnh 5 cho em nhá. Màu nào cũng đẹp đúng không? 64 cân không vừa chị ơi, em chốt được các chị tầm cùng lắm là đến 62 cân thôi. Cùng lắm là chốt đến 62 cân, mặc ôm sát quá thì nó không được đẹp ý. Ôm vừa vừa thôi. Có size M có chứ chị. Em có 2 size ML chị bố bé lì nhá. Có 2 size ạ. Mình đang cần mua mấy cái 66 cân, tí em tìm xem có mẫu nào size to không đã. Chị xíu xíu rồi ok, vàng đen đỏ rốn đơn. Mã này các chị comment là đỉnh 5 đấy chị xíu xíu ơi. Comment đúng theo mã hàng giúp em với. Chị Bình Yên yêu con rồi ok. Em bảo rồi cái mã này em bán cho các chị ý. Tất cả các chợ đầu mối xỉ cao hơn. Đấy chị ạ, có mất ship với chị ý. Phí ship toàn quốc 30.000. Nhà em không miễn phí ship tại vì nhà em bán rẻ rồi không miễn ship. Chị em bán cao bằng thị trường, em chỉ cần bán 200.000 một cái thôi. Nhà em miễn phí ship cho các chị thoải mái. Bây giờ em đã bán các chị 145.000 đồng rồi thì không miễn ship được. Chị yêu thông cảm giúp em với. Các chị có mua 10 cái, 20 cái thì em cũng bảo là phí ship 30.000. Mà các chị mua một cái cũng là phí ship 30.000. Thế chợ chị xíu xíu có, chị Ly Vũ rồi ok. Mã quần vừa nãy là tặng quần công sở chị ơi, tặng quần công sở. Chị Hương Diệp rồi ok ạ. Nghệ An hết chỉ thị 16 rồi có ship được chị ơi, hết giãn cách là ship được à. Đấy. Các chị nhìn màu cho em ạ. Chị bố bé Ly có đỉnh 5 màu vàng nhá. Áo prime mà không có bán. Chị Bình Yên yêu con rồi ok, em chốt đơn ạ. Đủ màu đủ size. À, đủ màu có 2 size ạ, ML. 2 size ML, chị đưa cho em xin một cái mã áo thổ. Đấy, đầy chị thích áo thổ mà, áo thổ đính đá, cái hàng thông hơi các chị mặc rất là sướng, nhận được hàng rồi bảo tiếc quá mới mua được một cái. Ngày hôm nay lên cho các chị luôn nhưng mà cố gắng săn cho em tại vì là cái mã thổ đấy em không nhập được hàng nữa đâu. Hết là hết luôn tại vì hàng đấy hàng vượt giá sale. Bình thường là của nó ở trên 300, bây giờ em bán cho các chị là hàng nhập sale nhá. Đấy, hôm nay cuối tháng nói cái gì cũng phải chuẩn đúng các chị này. Hàng nhập sale cho nên là hết luôn. Chị gì ạ, Trần Thị Mỹ Lệ rồi ok. Áo em mặc là đỉnh 5 đấy ạ. Đỉnh 5 mà kèm số điện thoại cho em, màu xanh các chị này. Màu xanh này, màu vàng các chị này. Xanh vàng ạ, đỏ đen. Xanh vàng, đỏ đen, trắng, 5 màu ạ. 2 size ML, chị nắng hồng rồi ok. Các chị này, tất cả những cái cổ bọc viền này em bán rất là đắt hàng luôn. Tại vì giá này cũng là giá mềm cho các bác rồi. Giá mềm, giá tốt. Càng giặt càng lì chứ không phải giặt xong là nó dạo hết cái đường chỉ ra đâu. Các chị này kéo hết về, các chị kéo thẳng tay kéo cho em xem là nó có bị giãn như cái hàng rẻ không nhá.
cái đường kim mũi chỉ nó sắc nét, nó không một vết chỉ thừa luôn ý. Không một đường may lỗi, không một vết chỉ thừa. 145.000 ạ. 145 cho em. Đỉnh năm và kèm số điện thoại ạ. Cái hàng có chữ PT mà chị. PT đá lên rồi đúng không? PT đá lên rồi đỉnh 3 thôi. Tay lỡ đấy, lấy tay lỡ đi. Các chị là sang thu, các chị mặc tay lỡ được. Rồi ạ, đỉnh 5 cho em ạ. Thích cái màu xanh quá, lấy đi chị. Giá này em chốt các chị giá tốt nhất thị trường luôn ý. Chị Nguyễn Lụa rồi ạ, chị Quế Phan rồi, ok. Chị Thắm Nga rồi, ok. Chút đơn hàng ạ, đỉnh 5 mà kèm số điện thoại cho em. Các chị nhìn cái viền này. Để cho đẹp chưa? Cúc của nó cũng là cúc kẻ cho em nhá. Ui, cúc cũng là cúc kẻ. Đúng lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Khả năng sẽ làm cái ấy, gắn vào trong. Gắn cái gì? Cái băng dính. Một đường băng dính chạy ngang ấy, giữ nó ở đấy dễ hơn. Mai thì tí nữa xong lại bóc ra ấy. Giữ nó ở đây này. Nó đỡ chạy. Chị Thắm Nga rồi, ok. Đen xanh cho chị Nguyễn Lụa nhá. Ui giời, thông minh chứ. Thông minh quá. Rồi em qua mẫu đó các bác này. Đỉnh 5 cho em một kèm số điện thoại. Đây lên áo tay lỡ nhá các chị nhá. Nhung tay lỡ đi ạ. L. Mã này em còn L, XL. Các chị từ khoảng 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65 cân ạ. Chị ơi đợt này hôm mấy hôm nay nhà em bận quá. Hôm trước cái nhắn cho chị Bảo Ngân ơi. Các chị cố gắng các chị đặt trên live stream của em với. Xem mã đặt trên live trực tiếp đi. Không có nhân viên check được tin nhắn ấy, nó quá tải đơn ạ. Đơn hàng chốt trên live trực tiếp và chưa chốt xong thì không có người check được tin nhắn. Nên các chị xem live, các chị cố gắng đặt trên live trực tiếp giúp em với chị Huyền Nguyễn rồi, ok các bác này. Mã này các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 6. Để chạm đỉnh 6 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đỉnh 6 kèm số điện thoại, em có 2 size LXL nhé các bác nhé. Nhung ép. Để chạm một con áo nhung ép. Các chị yêu này. Thực sự luôn ạ, còn đúng bằng này chiếc à? Còn 15 cái. Được chưa? Size L các chị trên 50 cân tại vì dòng này dòng bo gấu. Còn đúng 15 cái. Chị nào ngày hôm nay chốt nhanh thì được thôi, ngày mai thực sự là em không dám hứa là em chốt cho tất cả các chị được tại vì em chỉ còn đúng 15 cái. 15 16 cái thôi ạ, đỉnh 6 cho em nhá. 129 đúng không? Dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ, 50 cân đến 65 cân em còn 2 size L XL. Áo nhung ép đính đá hàng tay lỡ cho em ạ, 129.000 đồng các chị này. Đỉnh 6 ạ, chị Danh Hà có đỉnh 4 rồi, ok. Quần em mặc không còn bán, không bán. Quần em mặc là quần sóc nhung. Sóc nhung nhưng mà em hết hàng rồi ạ. Hàng này hàng năm ngoái em còn sót một cái thì em để lại em mặc. Tại vì sóc nhung thì năm nay nhà em mới đăng nhập hàng thêm. Cho chị áo cổ lọ béo. Cổ lọ béo là cái gì? À cổ lọ béo á. Rồi em chỉ còn xem bé với chị Hàn Hồng nhá. Để em một tí ạ, chị Cương Quỳnh có đơn ạ. Mã này lên đơn hàng cho là đỉnh 6 ạ. Đỉnh 6 kèm số điện thoại cho em dưới 65-66 cân đổ về. Để chị ạ, dưới 65-66 cân đổ về em chốt đơn ạ, 129.000 đồng. Bao giá thị trường luôn. Con này dòng của nó nhung ép, đính đá. Đằng trước của nó sẽ đính đá các chị này. Đẹp và rất là sang luôn, các chị nhìn cho các em cái màu nhá. Béo bụng, lộ bụng, không bị lộ bụng luôn. Để chị ạ, mặc cái mẫu này nó là dòng bo gấu, che khuyết điểm. Đỉnh 6 ạ, dưới 65 cân em chốt đơn nhá. Chị Lý Lai HG rồi, ok ạ. Chị xíu xíu có đơn ạ. Đỉnh 6 này còn tầm 15-16 cái thôi. Em còn tầm 15-16 cái. Các bác lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em con chấm bi nhá. Chấm bi còn không? Chị đang tìm mới còn hết. Cái BT kẻ ấy chị. Cái kẻ kẻ Burberry. Ở bên dưới cái chữ BT xanh ấy. Đấy, kẻ bên dưới đấy, đấy rồi, ok. Rồi ạ, đỉnh 6 cho em 129 này. Chị Huế Phương Lương có đơn nhá. Chị Hương Mai có ạ. Xem mà không có sổ ở sau á. Em vừa lên 2 mã đợi em tí. Ngày hôm nay ở không có cổ em về tầm khoảng là 7 mã thôi. Chị Hồ Tươi rồi ạ, chị Lan Nguyễn có đơn ạ. Không có cổ, thực sự bây giờ em mới đăng nhập thêm. Nhưng mà số lượng đợt trước cái mẫu đấy em cũng bán nhiều rồi ấy. Khách hàng vẫn thích vì cái chất đấy các chị đã mua một lần thì chắc chắn các chị có lần thứ hai, lần thứ ba các chị mua hàng. Lên phong cổ tròn đi ạ, rồi ok. Malachina rồi ok, chất đỉnh 6. Chất này thực sự các bác này không nhận được hàng, chất nó không đẹp, không sướng, mặc không thích, em cho các chị trả lại. Rồi, hay chưa? Hàng nó đẹp nên các chị nhìn trên cái bo này. Các chị nhìn trên cái bo gấu này. Bo tay này. Được chưa? Đỉnh 6 cho em 129, chị Liên Nguyễn cho em số điện thoại rồi. Nếu như phát hiện hàng này là hàng của nó là hàng xưởng, hàng rẻ, em cho các chị giả lại. Được chưa ạ? Về ngắm kỹ cho em ạ, từ túi bóng các mát các bác này, hàng hơn 300.000 nhá, thị trường đang bán trên 300. Hàng này em nói luôn là em vượt được sale thôi. Chứ còn nếu mà em không nhập được sale thì em không bán được giá này đâu ạ. Đấy.
còn tầm 15-16 cái. Chị Liên Nguyễn lên số điện thoại giúp em rồi. Chị Lê Ngọc Bích rồi ok. Chị Trần Xoa có đơn để chị Liên Nguyễn rồi ok. Áo em mặc bao nhiêu cân mặc được? Áo em mặc các chị dưới 65 cân chị ơi. Trần Đức Hoài nhá, 50 cân đến 65 cân đổ với em chút đơn. Áo co giãn các chị này, co giãn chất nhung ép tay lỡ sang thu thu. Các chị mặc cho em cái mẫu này rất là xinh luôn. Đấy, áo này các chị sang thu mặc được cho em nhá. Chị Thị à Vũ lên số điện thoại giúp em rồi. Đây các bác này, sọc này thì em còn nguyên size M. Đấy chứ, em còn nguyên size M. Các chị dưới 55 cân cho em ạ. 40 cân đến 55 cân đổ về. Từ 40 cân đến 55 cân đổ về. Chứ đây là quần công sở em đang đợi hàng về nhưng là nó chưa có về chị ơi. Đây, chị nào đang hỏi mẫu này em còn sót đúng tầm khoảng là chục cái. Đấy chứ, em còn tầm chục cái. Áo này 129 chị ơi. Chị Thu Thủy rồi ok, em kiểm tra đơn nhá. Chị Thủy Nguyễn ok, chốt đơn đỉnh 6 ạ. Đây các chị gái này, đỉnh 7 cho em. Đỉnh 7 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Lên áo khoác với chị rồi. Ok, đợi chị một tí. Tí lên áo khoác gió của cái hàng Phong Bé Phong To luôn nhá. Thúy Vân Trương Thị có chị Lô Thám rồi. Ok, mã này đỉnh 7 ạ. Đỉnh 7 và kèm số điện thoại ạ. Form này các chị dưới 55 cân thôi. Em chỉ còn nguyên size M. Đấy chứ ạ, em còn nguyên size M. Con này hàng nhung ép, tay dài, cổ lọ, cổ cao ấy. Nó không phải là cổ lọ bể đâu, cổ cao vừa cho em ạ. Cổ này các chị mặc ở trong áo vest đẹp lắm. Áo vest này, áo da hay áo dạ ấy, mặc cũng xinh luôn. Đỉnh 7 cho em ạ, 129. Chị đừng comment là áo 129 nhá. Tại vì em lên rất là nhiều mã luôn chứ không phải một mã đâu ạ. Đỉnh 7 cho em ạ, dưới 55 cân ạ. Dưới 55 cân em chốt đơn 129.000. Chị nào tầm khoảng là 40 cân đến 55 cân nhá. Có mã nào mẹ mặc được nữa không chị lên đi. Ok ok, đợi chị một tí. Đấy chị ạ, đỉnh 7 ấy còn hơn chục cái đúng không? Còn khoảng hơn chục cái. Em tặng các chị nốt là 129.000. Đấy chị ạ, 129.000 đồng ạ. Mặc không dặn không ngứa. Nếu các chị mặc bị dặn bị ngứa em cho các chị giả là em. Ok chưa? Bán hàng gọi là đỉnh của chót này luôn các bác này. Đấy chị ạ, em còn nguyên size M thôi, nó không còn đủ size nữa. Đấy, hôm trước là em còn đủ size 3XL cơ. Các chị đến 70-75 cân nhà em có size, nhưng hiện tại bây giờ em chỉ còn nguyên size M. Các chị 40 cân đến 55 cân nha. Chị Thị Xuân Lương lên số điện thoại ạ. Chị nào có đơn các chị comment hộ em, chị dồn đơn rồi. Chị Thắm Nga rồi ok, chốt đỉnh 7 lên số điện thoại giúp em với ạ. Đỉnh 7 kèm số điện thoại cho em ạ. Nhà em không có đồ nam, nhà em chỉ bán chuyên đồ nữ thôi. Nhà chỉ bán chuyên đồ nữ thôi ạ. Trần Đức Hoài rồi ok, chốt đỉnh 6. Chị Hồng Thu có đỉnh 6, mã là đỉnh 7 cho em ạ. Đỉnh 7 và kèm số điện thoại nhá. Bình thường các chị mua cái áo mà hàng giữ nhiệt ý, cái hàng mà hàng rẻ ý, các chị đã mua mức giá 140-150 rồi. Hàng Quảng Châu các chị mua mức giá 280-300 nghìn là chuyện bình thường luôn. Em chỉ còn nguyên size M đấy ạ. Giá bán ngày hôm nay là 129.000 ạ. Áo khoác đi em, chị thích khoác gì chị? Chị thích khoác gì nào? Khoác gió hay là parka hay là áo phao? Trần Thanh Lam có ạ, Hà Thiên Tiến có đơn ạ. Cầm Thị Chiêm có, chị Tắm Nga rồi. Chị Trần Xoa có đơn nàng ạ. À, chị Sen đấu để lại số điện thoại cho em lần nữa chị. Hôm qua không đặt được thì hôm nay đặt lại. Chị Nguyễn Phúc rồi ok, Phạm Phượng có đơn nhá. 60 cân mã này không vừa, em chỉ còn sang các chị 55 cân đổ về thôi. Cũng còn có bằng này áo các bác này, không còn nhiều. Để chị ạ, còn bằng này chiếc thôi. Hàng này tất cả là hàng Quảng Châu nhá, không phải hàng rẻ. Để chị ạ, không phải hàng xưởng. Áo da đi, áo da em hết rồi. Áo da còn mấy mẫu mà lúc nãy là em còn số lượng nó lẻ size nó ít ý. Em tặng lúc các chị đầu like rồi, chị Thủy Đông để em một tí nhá. Chị Người Kiếp nhá, chị Vivi lên số điện thoại giúp em với. Thảo Huy Phạm rồi ok. Đây mã này thì em có size to hơn này. Nó là áo thổ thông hơi tiếp. Một mã này nữa. Mã này các bác lên cho là đỉnh 8 ạ. Đỉnh 8 em có L, 1XL, 2XL. Từ size L đến size 2XL luôn. Đỉnh 8 ạ. Form này các chị yêu từ khoảng là 45 cân nhá. 45 cân đến tầm khoảng là 68 cân, 70 cân, dưới 70 cân cho em. Đấy chứ ạ, 45 cân đến 70 cân đổ với em có L, 1XL với 2XL ạ. L 1X 2X. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Cái áo này còn tổng bao nhiêu áo chị? Đây, đây à? Tầm khoảng là 20 cái. Dã man nhỉ, cái mẫu này sách chốt kinh khủng. Đỉnh 8 đúng không? Đây nhỉ, còn bằng này trước. Đỉnh 8 cho em 129. Phép bỏng hiện tại như em đang đặt hàng rồi chị nhá. Xưởng bắt đầu mới đang làm thôi. Vì lúc nào cũng phải chốt cho các chị được cái giá gốc thì mới được giá tốt đến tay các chị được. Chị Vũ Thị Lan rồi ok. Áo em mặc là mã đỉnh 8. Đỉnh 8 em còn tầm khoảng là 20 cái đúng không? 20 cái. Đây các chị này, đỉnh 8 lên đơn hàng cho em ạ. 129.000. Ok chưa ạ? 129. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ, cho các chị xem gần cái chất lượng nhé.
cho các chị xem gần chất này, được chưa? Từ túi bóng các mắc của nó này, toàn bộ của nó là thổ đá thông hơi. Dòng thổ đá thông hơi cho em ạ, đỉnh 8 ạ. Quần công sở size to. Chưa đặt được hàng chị ạ, Vũ Thị Hạnh thôi. Đợt này xưởng nói chung là đang giãn cách thế này ý, làm hàng rất là khó luôn. Mấy lần chốt mà cũng được á. Ẩn comment rồi như này. Chị ép vào này. Có cái mã mà 807 với lại cái mã gì ý. Thì hôm đầu tiên mình về bán, bây giờ chị kiểm tra em xem nó còn đủ size không. Nếu mà không còn đủ size, size to, bây giờ hôm nay bán tổng xả hết luôn đi. 807 mã ấy kìa. Ờ, 807 với lại cái mã ở gần ngoài cửa ấy. 805 đủ size. Đưa đây cho em phát. Đây. Ờ. 805 mở lấy, nhập 22 bầu đủ size. Đỉnh 8 đúng không? 129. Hóng vét này chị à, mua vét này chị nghiện rồi đúng không? Nhưng mà đợi mấy hôm nữa đã hết giãn cách thì xưởng người ta bắt đầu nó làm được. Chứ bây giờ giãn cách cái này thì không làm được hàng. Tại vì hàng xưởng đấy toàn bộ của nó là hàng thiết kế. Hàng thiết kế thì phải có công nhân làm thì mới làm được. Chứ bây giờ không giãn, chưa có hết giãn cách thì chưa làm được hàng. Nên các chị đợi em nhá, chắc là vài hôm nữa thôi ạ là có hàng rồi ạ, em đang đặt hàng rồi. Chị Phạm Phượng có, chị Hoàng Hoàng có đơn ạ, Hóng Vết anh chị đợi chị nhá. Em ơi có hàng quần đâu em có, chị Nguyễn Phúc ơi, chị Sơn Quang rồi, ok em chốt đơn ạ. Còn 20 cái tặng các chị 129. Có xa các chị tầm khoảng là 68-70 cân nhá, 50-45 cân đúng không? Áo gió nhà Loan đẹp lắm, em cảm ơn tình yêu. Đây, cho các chị thêm một áo gió. Chị ơi, bây giờ còn màu gì lên màu đấy đi. Còn mẫu nào lên mẫu đấy? Hả? Áo gió form to ấy, form bé thì tí nữa để tặng khách hàng thôi. Hôm bữa chị đặt hàng xong để gọi. Chị theo Hùng để lại mã hàng kèm số điện thoại chị. Chị còn nhớ mã không? Cái mã mũ kẻ kìa. Hôm nay có nhiều, có bao nhiêu chị nhận được áo gió nhà em rồi. Và cho em xin một cái phản hồi đấy chị ạ, và cho em xin một cái feedback xem là chất lượng nó như thế nào nhá. Chị A Lan Hà Thị rồi ạ. Chị mới út nhận được hàng rồi à. Mã đấy là loại bao nhiêu tiền chị? Có phải là loại 199 đúng không? Còn size gì, màu gì? Hồng. Áo gió đẹp chim ưng lắm, cảm ơn chị. Đây ạ. Rồi bây giờ mới là hàng đầu mùa mà chị. Cái hàng này trước nhập vào giá cao. Nào, em ơi bên này gửi áo phông nhầm màu cho chị gửi bây giờ hơn một tuần rồi. Chị ơi lên số điện thoại em kiểm tra đơn chị Liên Hoàng nhá. Cho em số điện thoại em kiểm tra đơn cho chị. Chị Liên Hoàng ơi, để ngày mai nhân viên em đi làm các bạn sẽ báo cho chị sau nhá. Tại vì lúc nào mà nhận được đơn hàng thì nhân viên em sẽ có một bạn chuyên giải quyết đơn ấy, bạn sẽ gọi lại cho chị để xem là chị có ưng mẫu nào để em đổi cho chị luôn. Được chưa ạ? Cho em xin số điện thoại của chị nhá. Comment cho là kiểm tra đơn hàng và để lại số điện thoại ạ. Mã này chị ơi còn màu gì, size gì? Màu hồng này còn 1XX, màu đỏ bên kia nào. Bây giờ còn hồng với đỏ đúng không? Ờ. Hết đen à? Hết đen à? Còn mấy cái thôi. Mã bao nhiêu? Còn 7-8 cái thôi. Còn 7-8 chiếc á? À? Thôi. Ui. Mã này sao bắn nhanh như một cơn gió vậy? Hết hàng đúng không? Còn màu đỏ còn mấy chiếc? Màu đỏ còn 3 chiếc. Cả cái em ạ. Còn màu ôi hồng. Ôi giời. Đưa cho em cái màu hồng thế nào. Đây, em tưởng còn nhiều hàng em mới lên nhưng còn vài cái này. Thế thôi, kệ nhá. Bây giờ còn bao nhiêu em bán bấy nhiêu. Thế chạy còn bao nhiêu cái bán bấy nhiêu cái. Các chị comment là đỉnh 9. Đỉnh 9 em có sang các chị từ 40. Thế chạy từ 40 cân đến 63 cân. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Lắp hàng cái gì đây. Chúng ta vào rồi mà. Vào lại ra ra này. Trơn quá lại ra. Trơn quá lại ra. Vào vào rồi mà sao lại ra. Cái áo này nó có ưu điểm là các chị không thích mũ ấy, các chị tháo mũ ra được. Đấy, ngon mà các chị tầm khoảng 44-45 cân nhá. Áo em mặc có bán mà chị nữ mặc thị ơi. Mã này đỉnh 9 đúng không? Chị đỉnh 9 đúng không ạ? 199.000. Hàng này em vẫn đang nhập về tại vì chất nó đẹp và khách hàng nhận được hàng ưng ý. Đấy, dòng mũ kẻ cho em mã này các chị coi là đỉnh 9 ạ. Em mặc cái mẫu đỉnh 8 thì em mặc là size 1XL. Tại vì là, size L chứ. Em mặc size L. L 1X với 2X. Của cái mã đỉnh 8 các bác nhá. Mã này đỉnh 9 cho em ạ. Hôm vừa rồi chị đặt áo gió màu đen size L. Ơ chị, mã này nó đánh 1X với 2XL. Còn cái size XL là size nhỏ nhất. Chứ nó không đánh SML như cái dòng khác. Nó tùy từng cái form mà từng xưởng nó đánh size chị. Chứ không phải là mã này có size L đâu. Mã này là có 1XL với 2XL. Các chị từ khoảng là 44-45 cân đến 63 cân đổ về nhá. Em mặc cái tông màu hồng các chị này. Tông màu hồng cho em 199. Đỉnh 9 ạ, cách số điện thoại. Con màu hồng này em còn đúng 7-8 chiếc.
và đang đợi hàng về thêm. Hôm nay chị nào còn mẫu này ý, các chị mặc vừa các chị lấy luôn, còn đợt sau về thì nó sẽ hơi lâu đấy ạ. Đợt sau về thì hàng nó hơi lâu. Đó, đi trở lại các chị đội mũ lên này, các chị rút dây cho em ạ, rất là ấm. Mã này thì thời tiết nó se se lạnh và nhẹ nhàng, các chị mặc cho em quần áo gió này, xong là lạnh thêm một xíu nữa các chị mặc cho em thêm quần áo giữ nhiệt. Đấy, trừ khi là lúc nào lạnh quá các chị mặc áo parka, áo phao thôi, còn nhẹ nhàng. Buổi sáng bây giờ trời se se lạnh các chị mặc cho em quần áo gió nhẹ này thôi ạ. Đỉnh chín đúng không? Chị ơi lên áo, lên nốt áo phông cọc có cái gì trắng ở vai á. À rồi ok, sọc trắng ở vai đúng không ạ? Chị ơi cái áo mà không có cổ chữ M mà có sọc trắng ở vai hôm nay về đủ size chưa? Đủ size. Áo vest kẻ caro à? Rồi thích vest kẻ caro đúng không? Ít khi là trước thì em chỉ bán loại vest một màu thôi. Nếu mà các chị thích thì em sẽ đặt thêm cho các chị một cái mã vest kẻ caro. Đó, mã này các chị có phải là đỉnh 9 nhá. Đỉnh 9 ạ. À, em có đỏ với lại là màu đỏ, em có đúng 3 chiếc. 3 chiếc size 1XL các chị tầm khoảng 56 cân. Áo này 65 cân nữa, tùy chiều cao của chị nữa, chị sẽ lê nhá. Len tay lỡ à? Mã này không có size của 68 cân của chị Trần Bình ơi. Mã này em chỉ có size các chị tầm khoảng là màu hồng ấy. Có size các bác tầm khoảng là 62, 63 cân đổ về. Đấy. Áo gió này mình nhận vừa rồi vừa. Và rất đẹp, em cảm ơn chị ạ. Chị Uyên Hà rồi ok, chốt màu đỏ 56 cân. À, chị không thấy em lên bộ á. Bộ bây giờ em chỉ còn bộ Sài Gòn New ấy chị ơi. Gió lót lông thì em có. Đây, cho các chị thêm một mã gió lót lông nữa đây. Đây chị ơi. Áo len à? Các chị thích len gì ạ? Len thổ hay là len bình thường? Hay là len pha lê? Nhiều loại len lắm. Huỳnh Tuyết rồi ok ạ. Vậy lâu ra từ tiếng lên len chị ơi. Cứ bình tĩnh, tại vì bây giờ thì áo gió mới là bây giờ bắt đầu khách hàng mới đang mua nhiều áo gió. Đấy chị Mai Trần nhá. Thường thường buổi sáng em hay mặc những con áo gió nhẹ nhẹ này, tại vì thời tiết sang thu ấy, các chị mặc cái này là hợp lý. Đấy các chị mặc những con áo gió nhẹ nhàng như là hợp lý nhất này. Bình thường ở mùa hè nhiều khách hàng ở miền trong ấy, khách hàng còn mặc là áo chống nắng ấy. Đấy, có khóa tháo mũ được cho em ạ. Toàn bộ của là hàng Quảng Châu này. Đằng sau của nó chữ theo nhé các chị nhé. Đằng sau chữ theo cho em, không phải chữ này chữ in chữ dán đâu. À, len đẹp cho em rồi ok. Màu đỏ đây ạ. Sáu sáu cân à. Trinh Đào có, Phương Thảo chốt đơn ạ. Thảo Huy Phạm rồi ok tình yêu. Đây màu đỏ, màu đỏ cái này em còn sót đúng 3 chiếc. Khách hàng chốt loại này nhiều đúng không? Thế rồi. Có một cái loại mũ kẻ nữa là cái mã gì nhỉ? Mét 60 mà 65 cân, chị mặc cho em cái màu hồng của size 2XL ấy. Chị nắng hồng rồi ok. Dạ. Mẫu đấy. Mẫu đấy là mẫu gì đấy? Tiếp theo này các chị không có cổ nữa nhá. Còn dòng phổ thông thôi, em còn một loại này nữa này. Nhưng mà không biết là còn số lượng nó còn nhiều không. Đấy cái mẫu đấy còn bằng mấy cái thôi. Đây mã này là bị sót đúng không? Mã này bị sót hàng này. Hết. Mã này bị sót còn đúng sót vài cái nhá. Không cổ á, rồi ok. Huyền Thanh á, đỉnh 8, đỉnh 8 là bao nhiêu tiền? 129 chị ạ. À, chị Nguyễn Đức Lợi á. Nguyễn Đức Lợi hình như là bảo Hà Nội thì em chưa ship được đơn đâu chị ơi. Hà Nội chưa đi được đơn. Cứ đến cái lúc này là bắt đầu là máy nó nóng hay sao. Áo gió màu đỏ chị comment cho là đỉnh 9 đi chị ơi. Comment đỉnh 9 và kèm số điện thoại cho em. Mã này là còn 1X, 2X, 3X đúng không? 1XL, 2XL, 3XL. Các chị comment là đỉnh 10. Đỉnh 10 cho em ạ. Lên áo gió xịn đi em. Cái gió này thực ra nó là hàng ship 400 đấy. Nếu mà các chị mua tại các shop bán lẻ ấy. Đấy chị ạ, nhà em chỉ bán online, cho nên là giá lúc nào cũng đẹp nhất cho các chị ạ. Mét 58 mà 65 cân. Chị hang hỏi mẫu nào chị ơi. À gió lót lông luôn á. Quên mất đây. Gió lót lông của em đây ạ. Đỏ, không ML, còn hồng. Đấy chị ạ, gió lót lông đây các bác này. Lên đơn hàng chứ là mã đỉnh. Thôi comment là gió lót lông đi. Gió lót lông à. Chị hôm nay chị đưa cho em một cái mã áo da ấy, áo da lót lông mà cái hàng hơn 600 ấy. Đưa đây cho em. Em bảo rồi, hôm nay thực sự luôn là cuối tháng thì lúc nào cũng gọi là đầu xuôi đuôi lọt đúng không? Cuối tháng thì cứ hoan hỉ cho nhau đi.
giá đẹp tốt nhất, kể cả đầu tháng thế. Taka 817 em còn chị ơi, chị Hà Nguyễn nhá. Áo em mặc bao nhiêu, mã nào chị, áo nào? Đây các chị này, áo gió lót lông. Hiện tại cái mã này em sẽ có cả hai size ML. Em size M em chốt hơn các chị tầm 52, 53 cân. Size L chốt các chị tầm khoảng 57 cân, 58 cân đổ về. Các chị comment là gió lót lông ạ, và kèm số điện thoại ạ. Gió lót lông thì em đang có màu đen, cái này còn sót hút một cái này. Hồng thôi. Đen vàng hồng nào, khuyên size đen L. Vàng hồng. Chị ạ, con hỏi là các chị đang mua bên ngoài áo gió, gió hai lớp á. Cái gì gió hai lớp chị, con này lót lông, vừa ấm vừa đẹp vừa thời trang, được chưa? Bên ngoài của nó sẽ là chất kaki ướt chứ không phải là áo kiểu là chất bên ngoài là chất lót phao đâu nhé các bác nhá. Form này em chốt đơn các chị tầm 58 cân ạ. À. Mã này lên đơn mã này gì chị? Gió lót lông. Gió lót lông ạ. À. Kèm số điện thoại ạ. À. Được chưa? Gió lót lông và kèm số điện thoại cho em các chị này. Áo kẻ vừa cởi ra là mã đỉnh 8 chị ơi. Đúng không? Kẻ vừa cởi ra là đỉnh 8. Các chị nhìn cho em một con áo gió lót lông này. Em mặc size M ấy chị nhá. Em gần 54 cân em mặc size M. Đấy nhưng mà em chỉ chốt các chị tầm khoảng 52 cân thôi, tại vì là sao mình nói sao nhỉ? Cứ bảo là chỗ béo cái chỗ to nó to vào cái chỗ cần to. Đúng không? To nó to vào cái chỗ cần to ấy. Cho nên là bình thường ấy, cái size M em phải chốt đơn các chị tầm 52 cân thôi. Nếu mà người chị nào thật là gọn thì chốt đơn các chị tầm 53 54 cân. 239.000. Để chạm một con áo gió lót lông, hàng cao cấp nhá các chị nhá. Đấy chạm có màu vàng các bác này, vàng đỏ hồng. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Màu đen 57 cân á, hình như còn sót đúng một chiếc thôi. Còn đâu là chủ là màu vàng, màu đỏ, màu hồng đấy ạ. Gió lót lông cho em ạ. Rồi, 57, 58 cân mặc vừa nhá, size L. Để chạm con size L cho em ạ. Em ơi, nay em nhận được hàng này rồi, ta nói nó đẹp làm sao mà đẹp thế. Nhân viên tư vấn size vừa in chị ạ, đẹp miên man lắm ạ. Ủa ôi, cảm ơn chị Uyên Hà. 44 cân chị mặc size M. Để chị ạ, gió lót lông cho em tặng khách hàng em là 239.000. 44 cân chị mặc size M cho em ạ, trên 40 cân nhá, đến tầm khoảng 52, 53 cân em mặc em chốt được các chị size M. Còn các chị tầm khoảng 53 cân đổ lên ý, đến tầm khoảng 57, 58 cân các chị mặc size L cho em ạ. Mã này là mã gì ạ? Gió lót lông nhá. Các chị cứ lên đơn hàng cho là gió lót lông mà kèm số điện thoại cho em ạ. Màu hồng em còn sót có đúng hai em thôi. Có sót đúng hai em của size L đấy ạ. Đấy chứ ạ. Hàng gọi là đỉnh của chóp luôn. Tặng các chị yêu là 239.000. Đấy chứ ạ. 239.000. Ôi chứ ạ. 239.000 đồng một áo. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị ơi, chị nhớ là có màu đỏ nhá. Màu vàng em còn ít. Đấy chứ ạ. Gió lót lông và kèm số điện thoại cho em. Toàn bộ của nó sẽ là hàng, trong vụ của nó hàng 380-400. Đấy chứ ạ, 380-400. Tại vì lý do là con áo này hàng Quảng Châu, cho nên là giá nó không có rẻ đâu. Đấy chứ ạ, gió lót lông nhá. Một con gió bình thường của cái hàng này ấy, nó không lót lông, các chị đã mua mức giá là 380 rồi. Mà hàng này hàng lót lông, em tặng các chị 239.000. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Có màu vàng nhưng còn shop có 2 chiếc hay 3 chiếc màu vàng thôi. 2-3 chiếc màu của màu vàng. Em gửi bên Việt theo chị ơi. Em gửi hàng bên Việt theo. Quần Âu em đang đợi hàng về đã có đâu các chị nhìn này. Cái lớp bên trong nhá các chị nhá, nó trần hết cho em ạ. Nha các chị giặt nó không bị xô. Đó giặt không bị xô cho em ạ. Lên đơn hàng mã này là mã dạng gió lót lông cho em màu vàng. Kèm số điện thoại cho em ạ. Em mặc thì em chỉ thích mặc nó ôm nó vừa thôi, không thích mặc rộng rãi quá. Đó, mã này các chị tầm 57 58 cân đổ về cho em thoải mái, tầm khoảng 53 54 cân đổ lên nhá. Màu đen thì em còn đúng một chiếc size L thôi ạ. Mã này là mã gì? Gió lót lông đúng không? Gió lót lông và kèm số điện thoại cho em xin một cái mã à đây. Đưa cho em cái mã mà áo thế thôi nhá, hôm nay nhá. Còn cái mã 807 với lại cái mã 805 ấy, nó còn số lượng ít, ngày hôm nay tặng khách luôn. Được chưa? Lên mã 805 này. Chị nào hôm nay chốt được thì hoan hỉ nhá. Còn chị nào chưa nhận được hàng đường bom của em mã này. 805 được sai. Được chưa? Em chơi lớn luôn tại vì em muốn cho các chị xem chất lượng. Còn đợt sau về thì em không bán ra này nữa và chỉ chốt đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi. Mã này mã bao nhiêu chị? 805 đúng không? 805. Còn đủ size không chị? Đủ size. Nhìn kỹ cho em một con áo nhá. Được chưa? Còn chị nào chưa mua, được chưa? Các chị nếu mà thấy chỗ nào rẻ hơn mà đúng như thế này ấy, các chị có thể mua 2 chiếc tại 2 shop để các chị xem chất. Nếu như đúng hàng nghe em này, đúng mắt như này này, bán rẻ hơn các chị trả lại em. Được chưa ạ? 805 đúng không? 805
Còn số lượng tổng bao nhiêu? Còn khoảng tầm 15 17 chiếc. Còn 15 17 chiếc đủ size. 2 size à 3 size ML XL. Thanh Dương em nhìn thấy chị nhá. Hai mẫu. Các bác này. Được chưa ạ? Bên trong có lót lông mịn. Hôm nay chị được bao không rồi, đẹp lắm em ạ. Em cảm ơn tình yêu. Cho em xin mạnh dạn cho em xin lượt chia sẻ nữa các bác. Em nhấn mạnh luôn ạ. Chạy cách nhà nhá. Áo hồng 58 cân còn chị ơi. Vàng cho chị Huyền Nguyễn này, ok. Đây các chị này, chất nhà em đó là chất kaki. Để chạm kaki của là dòng kaki mềm, kaki ướt chứ không phải chất phao. Lên mã này cho em mã gì nhỉ? Có được kiểm hàng chị ơi. Bán hàng được nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái cho các chị yên tâm luôn. Quần quần thể thao không? Em còn chị ơi, còn. Em gửi bên Viettel chị ơi. E8 tối qua còn hung loan. E8 tối qua em không biết là chị ơi, bây giờ hỏi tối hôm qua thì chỉ có nhân viên chốt đơn thì các bạn biết là còn hay không, còn bây giờ là em chưa kiểm tra được chị nhá. Mai chị qua lấy á. Qua sớm thì còn, nếu mà qua muộn thì hết. Em không hứa đâu. Nếu mà ngày mai qua sớm thì nó còn. Mã này các chị coi là 805. Chị nào đây, hôm nay em mà bán Paka này em đã xin lỗi các chị từ lúc đầu like đấy. Ngày hôm nay là cuối tháng. Em bán đúng một buổi tánh của hôm nay giá này thôi, còn ngày mai thì em xin phép là trở về giá cũ. Được chưa ạ? Hôm trước bán 459 đúng không? Hai màu đúng không? Đóng kỹ này. 8-9 giờ ra. Đừng đến lúc 8 giờ nhé. 8 giờ nhà em chưa mở cửa đâu. Tầm khoảng 8 rưỡi, 9 giờ. Hoặc là 10 giờ. Ra. 817 em lên rồi, 817 còn ít lắm. Nó còn tầm hơn chục cái thôi. Mã này tặng khách á, 399.000. Được chị ơi. Cọc tiền hết dịch ship được chị nhá. Áo em mặc 60 cân có vừa. Form này chốt cho chị dưới 65 cân. Chị nào nhanh tay được em còn hơn chục cái. Em còn hơn chục cái. Chốt đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi. Được chưa? Các chị nhìn cho em này, chất nhà em là chất kaki ướt. Cho nên là các bác thông cảm nhá. Nếu như chưa mua chỗ nào ấy, các chị đừng so sánh là chỗ này chỗ kia bán rẻ hơn. Em bảo rồi, nếu như nhà em mà nhập được con này á dưới 350. Chị gì chị vừa bảo đúng không? Mà em block luôn ấy. Chị bảo là mua áo này 335.000. Nói chung là chị nào nhận được hàng chị biết, không phải thanh minh nhiều đúng không ạ? Em bán hàng theo đúng cái lương tâm của em thôi. Được chưa? Nhập hàng không có cái nào mà gọi là lãi quá 25-30.000. Em chỉ cần bán số lượng thôi. Không cần bán gọi là bán không cần bán đắt. Cho nên là em mới bán được nhiều đúng không ạ? Nếu mà bán đắt mà bán bằng giá thị trường thì làm sao bán được nhiều? Bán được buổi tối bán vài cái nói làm gì? Một buổi tối em bán vài trăm con áo Paka là chuyện bình thường. Đấy, chị Mộc Long lên mã hàng cho là 805 nhá. Em có hai màu là nâu với đen. Hai màu là màu nâu màu đen cho em ạ. Có dây rút em các chị này. Cái phần này có phần dấu dây nhá các chị nhá. Dấu dây rút cho em ạ. Chị nào yêu to nhỏ các chị chỉnh thoải mái. Đấy, hai màu nâu với đen cho em ạ. Là hai màu đẹp nhất luôn là nâu với đen. Các chị lên đơn hàng cho là 805 ạ. Chọn màu, chọn size vừa, em có size các chị 45 cân đến 65 cân. Chị ơi đưa cho màu đen này. Trời ơi, cái lót lông của nó bị mềm làm sao. Được chưa ạ? Trong vụ của nó toàn hơn 800.000. Trong vụ toàn hơn 800.000 đồng. Ok chú các chị nhìn này, nó mịn như này mà chị. Cái hàng rẻ, cái lông của nó rất là gión. Nó vón cục vào luôn ấy. Áo này có hai màu chị nhá, nâu với đen. Màu nâu tây với màu đen ạ. Chị ơi không phải có hai loại đâu, nó có nhiều loại lắm. Kể cả hàng Quảng Châu nó cũng có loại 1, loại 2, loại 3. Chứ hàng loại 1 của hàng Quảng Châu đắt lắm chị ạ, không có rẻ đâu. Đấy, cũng như là hàng Việt Nam đúng không ạ? Hàng Việt Nam thì nó có nhiều loại. Hàng rẻ, hàng đắt có. Đấy chứ không, các chị đừng đánh đồng. Các chị đừng đánh đồng bảo là hàng nhà này giống hàng nhà này. Được chưa ạ? Nhà này bán rẻ, nhà này bán đắt. Cho các chị so sánh thoải mái. Được chưa ạ? Nhưng với điều kiện là các chị phải mua hai nhà cùng một con áo về các chị thử chất, xem chất. Đấy chứ đừng nhìn trên like mà các chị phán xét. Được chưa ạ? Chị Nguyễn Trang rồi, ok. Chị Nguyễn Thị Phượng có đơn nhá. Con này còn tầm khoảng là 15-17 cái. Em tặng các chị mức giá là 399.000 đồng. Là đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi. Còn ngày mai chị nào không chốt trên live trực tiếp thì em xin phép là em không chốt giá này. Đấy, màu đen này các bác này. Hai màu nâu đen, chị ơi dơ cái móc treo cho em cái. Cái màu nó tây nó đẹp lắm. Được chưa ạ? Các chị nhìn này. Màu đen này.
xanh size M thì em chỉ còn một cái mã gì ở trong kia 811 thôi. Thì nó còn màu xanh nhưng mà không phải là màu xanh đậm, nó là màu xanh kiểu màu xanh trứng sáo ấy. Màu xanh trứng sáo. Đây các chị này. Mã hàng lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em là 805 màu đen nhá. Nói chung là nâu với đen nó hai cái màu cơ bản rồi. Cái lông này các chị này nó không bị rụng. Được chưa? Cái lông áo, cái lót lông bên trong nó không bị rụng. Được chưa? Toàn bộ bên ngoài của nó sẽ chất kaki ướt chứ không phải chất phao. Em lúc nào cũng phải nhấn mạnh luôn, không sợ các chị lại nhầm. Đấy, lại sợ là tưởng là nhà em bán giá thế nọ thế kia. Quan trọng là các chị cứ nhận hàng, các chị xem chất đã bán rẻ rồi, nhưng mà xin phép các chị đúng ngày hôm nay em bán giá này nữa thôi. Đấy chứ ạ, ngày mai các chị có chốt thêm em cũng không bán giá này nữa. Tại vì là em đã lỗ đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi ạ. Cho các chị thử trải nghiệm xem là chất lượng nó như thế nào nhá. Huyền xấu có lấy cái này không? Ôi, gì mà Huyền xấu đấy. À, chị ở tên Facebook đúng không? Đợt trước em gọi là em bị ấn tượng với cái tên này luôn ấy. Đấy, cho chị đổi tạm cũng lại được, đổi mã thoải mái. Trong một live stream các chị có thể là thích mã này các chị chuyển sang mã kia được. Nhưng mà khi mà đã gửi đơn rồi các bác đừng đổi như thế nhá. Tại vì là đơn hàng đã đi đơn rồi thì em không thể nào gọi xe và anh ơi anh quay lại để cho khách nhà em đổi à. Đấy, các chị có thể là xem kỹ, ngắm kỹ cái form dáng cho em ạ. Chị Duyên Duyên rồi ok. Ôi, gió đó lông xe lờ màu đen gì còn nữa nhỉ. Chị Trần Thanh Lam rồi ok, em chúc đơn ạ. Chị Yên Đàm rồi ok luôn nhá. Mã hàng chính là 805 màu đen này. Nào, các chị có thích Paka nữa không? Hôm nay gọi là em đại tiệc các bác luôn Paka. Vào vụ các chị ơi, lúc nào rét đậm các bác thấy con này nó mới phát huy tác dụng. Bây giờ có thể là trời nóng nên các chị chưa cần thiết, nhưng mà vài hôm nữa xem nó cũng không đến 2 tháng nữa đâu là rét rồi đúng không ạ? Tháng rưỡi rồi là rét rồi. Các chị ơi, những con áo này gọi là nó đẹp xuất sắc luôn, chỉ cần mặc bên trong một cái áo giữ nhiệt mỏng thôi, xong là mặc con áo này bên ngoài cho em. Trời ơi, dáng này dáng vừa cho em ai cũng mặc được. Dáng vừa cho em ai cũng mặc được cho em ạ. Có XL đủ size chị ạ. 805 thì em có đủ size đủ số, ML XL 45 cân đến 65 cân nhá. 45 cân đến 65 cân, những cái form dáng này có rút eo các chị rất là dễ mặc. Đấy, chỉnh eo cho em ạ. Gió đỏ mũ kẻ chất mềm. Nhưng em không bán cái dòng mà cái gió mà cái chất nó cứ sột soạt, cái hàng rẻ mà các chị dơ lên nó nhẹ phèo đâu. 815 còn không nhỉ? Còn chị ơi, 815 còn. Chị Nguyễn Huynh nhá, chị cứ lên mã hàng cho em một kèm số điện thoại. Và em nhấn mạnh luôn ạ, chỉ chốt cho khách chốt trên livestream trực tiếp thôi. Chứ còn chốt ngoài livestream nhá, các chị gọi điện đến em không bán giá này nữa. Để cho ưu tiên khách hàng chốt xem trên live trực tiếp và chia sẻ livestream ạ. Chị Hoàng Sâm rồi ok, em chốt đơn. Mã 807 là mã nào chị nhỉ? Nhiều lắm chị ơi, nhà em nhập các chị của nó là mấy nghìn áo cơ. Và em tách cho khách xỉ nhà em còn 1.000 rồi. Lên luôn 807 ạ. Rồi lên luôn 807 cho các chị là cái mã túi này chị này. Đây cái mã này mới là đỉnh cao. Nhưng mà nó còn số lượng ít. Tất cả cái mã này em đã bán qua một lần rồi. Và nó còn số lượng ít các bác nhá. Con này là vừa bóc trong túi ra em còn chưa treo mẫu lên cơ. Được chưa? Tại vì là cái mã này thì em dơ thêm cái nào, em treo lên cái nào là khách người ta đến cửa hàng người ta lấy hết rồi. Bây giờ là cái này em vừa bóc ra vừa lắp lông xong. Được chưa? Vừa bóc ra lắp lông các bác này. Chị ơi, chị Xuân Anh Mai 399, chị Linh Ngọc rồi ok. Mã này các chị comment là 807 nhá. 807 và kèm số điện thoại ạ. Nói chung là cái màu nâu lúc nãy em cũng lấy trội hơn là màu đen. Được chưa? Nhìn trông các chị mặc trông nó tây, còn màu đen thì các chị nó là cái màu truyền thống rồi, màu đen cơ bản rồi ạ. Đây các bác này, mã này được kiểm tra hàng trước khi nhận chị nhá. Như em lúc nào cũng ghi ở trên cái bill hàng ấy, trên cái hàng các chị này. Trên cái bill hàng của em này. Được chưa? Rồi còn in đậm luôn cho khách xem hàng. Được chưa? Cho khách tên là xem hàng này, có số điện thoại của hotline giải quyết đơn này, có địa chỉ này. Đấy, có ngày giờ chốt đơn này các chị này, có tên nhân viên chốt đơn này. Đấy, đúng hàng mà không lấy các bác nhá, vui lòng trả ship 30.000. Để em nói luôn, quan điểm trên like ạ, áo này không tháo được mũ, tháo được lông mũ thôi. Chị Thu Huyền ơi, có tháo được lông mũ, cái này là có lắp lông mà chị. Để chị ạ, có cúc tháo là cho em. Nếu như em gửi đúng hàng, các chị đồng kiểm mà các chị không lấy thì các chị giả tiền ship. Để chị ạ, trừ khi nhà em gửi sai hàng hoặc là hàng lỗi thì nhà em sẽ chịu hoàn toàn phí ship hai đầu cho các chị. Ok chưa ạ? Chứ nhiều chị bảo là đến nơi các chị không thích nữa, để chị ạ, không lấy nữa. Đấy chứ ạ, lúc đặt thì vui vui đặt thôi, còn bây giờ không vui không lấy nữa thì thực sự luôn là rất là mệt. Lấy cái áo đang mặc nha. Cái nào chị, cái này á? Mã này là mã bao nhiêu chị? 807 đúng không? 807 ạ. Mã này là hôm đầu tiên em về đấy. Đấy chứ ạ?
các chị treo lên các chị rũ ra thì cái lông nó sẽ mềm ra, tại vì cái này nó vừa bóc ở trong túi bóng ra các bác nhá, vừa bóc trong túi ra. Đây các chị này. Đấy, đi lạnh này. Mẫu ngắn nhất là mã 815 chị ơi. Ngắn nhất là mã 815 thì nó sẽ có là như kiểu là cái đuôi tôm ấy. Còn mã này thì nó là dáng bằng cho em. Dáng bằng các bác này. Mã này là mã gì ạ? 807 ạ. 807 cho em có đen với nâu tây nhá. Có đen nâu tây, hôm nay xin phép em tặng các chị yêu 399.000. Được chưa ạ? 399.000 đồng. Các chị yêu lên đơn hàng cho em vào kèm số điện thoại 807 đúng không? 3 size MLXL. 3 size MLX các chị dưới 65 cân em chốt đơn. Cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. 807 lên đơn hàng và kèm số điện thoại. Chị Nguyễn Trang rồi ok, chị Hồng The rồi ok em chốt đơn. Ôi lên nhiều mã khách hàng lại đổi. Lên nhiều mã khách hàng lại không biết chọn mã nào luôn. Tại vì là 807 con túi ấy chị. Tất cả các ca nhà em nó đều có túi hết. Đấy chứ ạ, túi là túi chéo cho em. Túi chéo này, hai nắp túi cho em các bác này. Đấy chứ ạ, có dây rút eo. Cho chị màu nâu nhé, ok. Ngày mai các chị cứ chọn màu, chọn size vừa. Comment đúng theo mã hàng giúp em với 807 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Chị Sơn Anh Mai rồi ok. Em có hai màu nâu với đen nhé các chị yêu. Hai màu nâu đen. Khách hàng lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Được chị Hà Nguyễn ơi. Được nhá. Vì giá này vào trong vụ không có đâu. Bà Trung Vũ không có giá này. Cái áo da lót lông nữa không? Áo da của các chị đang mua hàng 750. Đấy chứ ạ, 650. Tất cả đều tháo được lông mũ em ơi. Có bỏ được lông mũ, tháo được cái lông mũ ra cho em. Chứ không tháo được mũ nhá. Quần thể thao à, quần thể thao bây giờ em chỉ bán combo chị ơi. Tại vì là cái giá đấy thì em đảm bảo các chị giá tốt nhất. Và các chị mua ít phải là 2 cái đi, đừng mua 1 cái. Chị Mai Trần rồi ok, chốt đơn ạ. 807 màu nâu 55 cân. Các chị lên đơn hàng cho là 807 cho em màu đen này. 807 lên đơn hàng cho là màu đen. Kèm số điện thoại cho em. Tất cả cái dáng này dáng vừa. Đấy, nhiều áo. Em lên nhiều mẫu quá, em sợ các chị là phân vân, là không biết chọn mẫu nào. Mẫu nào cũng đẹp, để chọn mẫu nào cũng thích. Tại vì những cái form này em chọn các chị toàn những cái form dễ mặc. Và em phải chọn lựa chọn cho các chị rất là kỹ. Đấy, từ cái form dáng đến chất liệu. Hàng đảm bảo các chị là hàng loại 1. Được chưa ạ? Trong vụ hàng này toàn bộ hàng hơn 800.000. Đấy, hôm nay là vui vui thôi. Để cho em bán cho các chị xem thử chất. Em không nghĩ là tối nay em bán cho các chị giá này đâu. Nhân viên nhà em bảo là chị ơi, chị vui thôi, chị đừng vui quá. Nhiều khách chưa nhận được hàng đâu. Mà bây giờ chị bán rẻ thế này người ta lại bom hàng của chị. Nhưng mà lúc nãy có một chị vào comment, chị bảo nhà em bán đắt. Thì thực sự các bác luôn, chỉ có đúng ngày hôm nay nhà em bán giá này thôi. Còn ngày mai ý, ngày mai nhà em lại trở về giá bình thường là 459.000. Ok chưa ạ? Chị Thanh Nguyễn cho ok em chốt đơn và ưu tiên cho khách hàng chốt trên live nhé. Còn ngoài live stream em không chốt giá này. Được chưa ạ? Khách hàng xem lại live em cũng bán giá này nữa. Chỉ chốt ở trên live trực tiếp thôi ạ. Ba vì chưa ship được hàng của chị Trang Lê. Quần tây không sở có ạ. Tắc ca 810 em còn. Chị ơi, chị có lẽ là 810 cho em đâu. Mã 810 là mã nào ấy? Ở trong kia kìa. Chị xem bọn em xem mã 810 nó là cái hiệu tiết như nào với. Em đang live trực tiếp mà chị Eva Lê ơi. Đăng live trực tiếp. Đấy là mã 811. Chị đưa cho em mã đấy xem nào. À 810. 810 còn mấy cái thôi. Còn mấy cái thôi, 810. Chị Duyên Duyên rồi ok em chốt đơn. Rồi chưa bao giờ em bị bán hàng mà bị ức chế như hôm nay luôn đấy. 810 không đủ đâu. Đến bây giờ em vẫn gọi là gần như kiểu bốc hỏa. Chị lên nhiều quá bọn em lại hết tiền. Thoải mái đi, rồi ôi tiền nong gì để chợ tiền nong lo nghĩ gì đấy. Bây giờ nhiều chỗ vùng dịch ý đúng không, có tiền nó không mua được hàng, có tiền không mua được đồ đấy, như bên nước ngoài ấy. Các chị có tiền có tiêu được đâu. Cái mã áo veo là mã bao nhiêu, veo chữ á, veo chữ là cái gì? Đeo chữ là cái mã đỉnh 1 đấy chị. Chị vào xem lại like nhá. Mã màu nâu à. Bán cho người không bom em đẹp nha. Chị ơi bây giờ mà có cái phần mềm mà lọc được cái người nào biết người, em mà biết trước là người đã bom hàng ấy, chắc là em không bán đâu. Đấy, bây giờ mà có cái phần mềm mà biết trước khách hàng là khách nào không bom mà khách nào bom hàng ấy, thì mất bao tiền em cũng mua đấy. Nhưng bây giờ khổ. Bây giờ lúc mà chốt đơn thì ngon ngọt, xong rồi đến nơi thì dở trứng bom hàng thì em không biết làm thế nào cả. Nhưng mà thôi ạ, chị ơi, bây giờ có 10 người cũng phải có 1-2 người bom đúng không ạ? Bán hàng online cũng phải xác định như thế. Chứ em đố chị nào bán hàng online mà không bị bom hàng đấy ạ.
chỉ có điều là bom ít hay bom nhiều thôi. À, chị Lương Quyết nhà dạo em cảm ơn chị nhá, quần bò em có ạ. Chị Liên Nguyễn ơi, chị cứ lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại vào ngày mai để điện thoại nghe máy chốt đơn của em với 811 còn chị ơi. Các chị thích mã 811 gì ạ? Em tặng các chị luôn. Ngày hôm nay cứ cuối tháng là cái gì em cũng bán, để trả giá nào cũng bán, nhưng mà đúng buổi tối ngày hôm nay tính em lại thế, ngày mai lại thế tiếc. Để trả ngày mai tiếc lại không bán nữa. Đâu mã 811 đâu chị? Ngày mai em lại tiếc là em không bán. Phí của rồi, cước cao, các chị biết là một bao paca ấy, nó chỉ được có vài chục cái mà cước cao lắm. Nó cồng kềnh mà các chị. Một bao paca của nó chỉ được cầm có 30 cái thôi mà cước nó cao nữa. Xong là phí vận chuyển nó nhiều. Chị nhận được hai alpaca rồi, đẹp lắm, cảm ơn chị. 810 á? 810 còn. Mã nào cũng còn, nhưng mà chỉ còn có điều là nó còn ít thôi. Có nghĩa là người ta đã bom hàng nhà mình một hai lần thì mình biết được, chứ còn khách hàng mà chưa mua nhà mình bao giờ thì làm sao mình biết được người ta bom hàng hay không, đúng không ạ? Không thể nào biết được. Chị không chốt cho em mà, chị Xuân Hoàng đặt cái gì đấy? Đây mã 811 đây. 811 đây chị gái. Có treo mẫu ra chưa chị? Đây rồi. Các chị này, chất cao kỹ ướt cho em hàng thêu nhá các chị nhá. Hàng thêu cho em ạ, đây các chị này. Nó không phải là cái chất mà nó sột soạt và nó nhẹ nhẹ đâu. Toàn bộ nhà em là chất cao kỹ hết. Nhà em nhập các chị toàn hàng loại 1 cho các chị luôn. Được chưa? Nhập toàn hàng loại 1. Năm này chị chốt nhiều đơn mà không được đơn nào cả. Tối nay nhớ chị với nhá. Ok, chị lưu 8. Chị cứ nhớ, nhớ để lại số điện thoại cho em ạ. Chị Vân Hồng rồi, 810 màu nâu à? 810 là cái mã nào mà khách hàng cứ thích vậy? Chị 810 còn có mấy cái thôi. Chị đưa cho em mấy cái, không bán bây giờ mấy cái để trong góc ấy làm gì? Có mấy cái thì không bán, mà giờ bán thế lại. Nguyễn Lý lên số điện thoại cho em với. Không ai bán giá này đi chứ. Mà bán, nếu mà bán cái giá đầu 3 ấy, các chị ơi, nó chỉ là hàng loại mấy thôi, nhưng mà hôm nay em bán các chị hàng loại 1 mà giá đầu 3 cho các chị luôn. Được chưa ạ? Mã này các chị comment là mã 811. Chị nào đã nhận được mã 811 để cho em xin một cái feedback. Ok chưa ạ? Chị nào nhận được cái mã 811 để cho em xin một cái feedback. Cái gì đây? Chị mua đồ trả tiền cả rồi, chưa nhận được đồ, bây giờ thêm chỉ thị 16 tiếp rồi. Ôi chị Hào ơi, Nghệ An đúng không? Sao hôm nay em thấy bảo là hết chỉ thị rồi, hết giãn cách rồi chị? Hôm nay em thấy có mấy khách bảo là Nghệ An là hết giãn cách rồi đây. Hết thì mai phải hỏi xem là như thế nào. Để ngày mai em hỏi rõ kỹ hơn nhá. Tại vì là bây giờ đi đơn nó cước cao thế này mà đến nơi lại hoàn về này, em chết tiền cước. Hoàn lý do chính đáng này. Bảo hoàn lý do chính đáng không sao, hoàn lý do không nghe máy thì em thực sự rất là buồn luôn. Cước đi cao, được chưa ạ? Cái áo paca nó phải hơn 1 cân cơ, nó không nhẹ tí nào đâu các chị ạ. Đây là mã 811 đúng không? 811 và kèm số điện thoại trên màu xanh này. Màu xanh này, màu nâu, màu đen. Em có 3 màu và có đủ size các bác nhá. 3 màu và vẫn còn đủ size. Được chưa ạ? Mỗi mẫu chỉ còn tầm khoảng là chục cái. Còn tầm chục cái, chị Trịnh Kim Dung, ok. Ngày hôm nay giá tặng nhá. Bấm giờ nhá. Được chưa ạ? Chốt trong vòng 5 phút. Chốt trong vòng 5 phút, chị nào nhanh tay chị được. Được chưa ạ? 399.000. À, chị xem nhiều nhưng chưa mua mẫu nào, giờ ưng 805. Rồi ok chị Khánh Hòa. Đây các bác này, mã hàng cho em là 811. Kèm màu và kèm số điện thoại. Được chưa ạ? Dưới 65 cân em chốt đơn. Em có xanh, nâu, đen. Được chưa ạ? Màu xanh, màu nâu với màu đen. Các chị yêu lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em có xanh, nâu, đen khách hàng nhé. Đấy. Bây giờ lên nhiều mã, bây giờ các chị đang phân vân là không biết chốt mã nào đây này. Chị Linh Ngọc rồi, ok. Rồi ok chị Xuân Ly nhá.
Chị ơi 802 còn, chị Thanh Hoàng ơi. Mã hàng chưa là 811, em có 3 màu. Nâu đen với xanh. Nâu đen xanh. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Hôm nay giảm sâu và đúng một buổi tối ngày hôm nay thôi. Đúng buổi tối ngày hôm nay cho chị nào chốt màu nâu, các chị lên đơn hàng chưa là màu nâu. Các chị này em sẽ cho các chị xem cái tông màu nâu là cái màu mà dễ nhìn nhất. Được chưa ạ? Cái lông áo bên trong này. Đấy, cái lông áo bên trong nó mềm, nó mướt, đẹp hơn cái lông của nó, đẹp hơn cả cái lông của chăn măng lông luôn ấy. Các chị này mặc gọi là cứ siêu ấm luôn cho em ạ. Cái dòng này các chị mặc là ấm nhất. Được chưa ạ? Áo phao xong rồi parka là hai cái gọi là thời tiết nó rét đậm rất hại, các chị làm cho em con này. Được chưa ạ? Về để dành, bây giờ các chị để dành tại vì còn tầm khoảng là hơn một tháng là rét rồi. Hơn một tháng nữa rét, bây giờ các chị cứ nghe em xúi dại đi. Ngày hôm nay bán giá rẻ các chị cứ làm cả đôi. Được chưa ạ? Hai cái, ba cái. Các chị về để dành đến bây giờ. So với giờ trong vụ các chị mua được gọi là rẻ quá một nửa tiền. Rẻ quá nửa tiền luôn. Vẫn đủ size nhé, bây giờ các chị chọn vẫn đủ size. Đấy, chị Phạm Hiền rồi, ok, chị nào chốt màu nào các chị lên màu đấy giúp em ấy. Mã hàng nhá, các chị quan trọng là cái mã hàng nữa. Mã hàng mà kèm số điện thoại là 811 ạ. 811, chị ơi đợi em một tí em lên nào ra. Phê chưa? Để chị ạ, 811 lên đơn hàng cho em ạ. Chị Sáu Dương có đơn nhá, chị Đan Nông có, chị Bảnh Lê rồi, ok. Lên đơn hàng mà kèm theo số điện thoại là các chị yêu mình có đơn hàng ạ. 811 cách số điện thoại cho em 399.000. Đấy, Nghệ An hết chỉ thị 16 rồi. Nói chung là huyện nào hết chỉ thị 16 rồi chắc là ship được hàng rồi ạ. Chị Xuân Hoàng rồi, ok ạ. Quay sông lưng đây chị. Để chị cần sông lưng đây ạ. Mã hàng chưa là 811 mà kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn. Có rút eo các chị nhá, có dây rút eo cho em mã hàng 811. 3 size ạ, MLXL. Dưới 65 cân em nhận đơn. Và trên 45 cân nhá. 45 cân đến 65 cân lại chất của nó chất kaki ướt. Chất kaki ướt cho em nó mềm lắm. Sờ gọi là xuống tay. Để chạm sờ nó mướt tay chứ không phải là cái sờ cái chất phao mà nó sột soạt như mặt người. Nó mặc lên người trông nó to xù xù đâu. Mặc lên người nó gọn gàng này mà các chị. Được chưa? Trông nó trẻ trung, cái form dáng của nó dáng ngắn ngắn như này thôi. Đừng có mặc cái form dài quá. Form dài các chị mặc trông nó già. Không lên form được đẹp như này đâu các chị nhá. Mã hàng chuyên là 811. Còn tầm mấy chục cái. Rồi ơi, đội mũ lên cho em thoải mái ấm. Để chạm thoải mái ấm cho em các chị này. Kéo cao hết lên cho em. Để chạm 811 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. 811, mã này mã 811 nhá. Nâu đen và màu xanh. Để chạm màu nâu, màu đen, màu xanh các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Sờ nó xuống đời. Để chạm sờ nó xuống đời. Rồi, chưa chi đã đi so. Các chị thích hàng rẻ, em có hàng xưởng, em nhập được giá rẻ bèo. Được chưa ạ? Hàng tồn, hàng thanh lý. Những cái hàng mà khó bán này, những cái hàng rẻ tiền này, nhập hàng sale rẻ đầy. Nhưng mà em thích nhập mẫu mới. Cái mẫu này là mẫu mới nhá. Còn năm ngoái không còn một chiếc parka là bị sót lại luôn. Mà được trước năm ngoái là toàn hơn 800.000. Rẻ em sale cũng là 750. Đấy là khi mà nó còn sót 1-2 chiếc ấy, em sale là 750 rồi. Còn năm nay bây giờ em nhập được từ lúc mà thời tiết nó đang nóng 39-40 độ em đã nhập hàng rồi, em đã đặt hàng rồi. Bây giờ mới có cái giá này để bán cho các chị chứ. Bây giờ bắt đầu là lạnh mới bắt đầu đi nhập hàng, hàng mùa đông về bán. Thì lúc đấy làm gì có giá rẻ đâu các chị, đúng không ạ? Các chị đi, các chị cứ ngẫm mà thử mà xem. Đây màu đen đây, chị nào chốt màu đen các chị lên đơn nhá. Màu đen này. Đây ạ, chị nào chốt màu đen các chị lên đơn hàng cho em ạ. Đâu cái màu 810 là cái mã nào vậy? Đây các chị này, chị nào chốt màu đen các chị lên đơn. 810 của màu đen và kèm số điện thoại ạ. À quên, 811. Mãi mà 811 cho em ạ. 811 cho em tông màu đen nhá. Đen và kèm số điện thoại cho em ạ. Giá bao nhiêu tiền? 399.000. 399.000 đồng một áo. Các chị yêu lên đơn nhanh tay mã này cho em với. Ôi chốt giá như này các chị này, chốt giá đẹp nhất. Chị nào hôm nay em bảo là vượt được cái live stream này của em là giá lúc nào cũng tốt. Cuối tháng, nhất là vào ngày cuối tháng ấy, thì em sale gọi là giá gọi là gần như kiểu là nhiều khi là một là hòa vốn, được chưa? Hai là các chị ơi lỗ một tí tiền cước xe là em cũng bán. Tại vì là nhiều khi là cuối tháng là nhiều thứ phải chi lắm. Được chưa? Chủ hàng cuối tháng người ta đòi tiền. Cho nên là em bắt buộc gọi là khi mà mình buôn bán thì mình phải giữ chữ tín, đúng không ạ? Nợ người ta thì cuối tháng mình phải thanh toán thì là sau người ta mới gửi hàng cho mình, đúng không ạ? Đấy, đầu tháng lại nợ tiếp, cuối tháng lại thanh toán.
thế thì mới làm ăn được lâu dài ấy ạ. Bây giờ cứ gọi là nợ nần, gọi là cuối tháng không thanh toán thì người ta làm sao người ta chốt được cho mình nữa. Kể bây giờ kể cả lỗ em cũng bán để em thu lại gốc, để chị ạ thu lại tiền, để sau mình còn đi nhập hàng nữa, nhập cho các chị toàn những cái mẫu sale giá đẹp luôn ạ. Chị Huyền Nguyễn rồi ok, C24, C25 biết còn không ấy, chị cứ lên mã đi. Để chị, nếu mà ngày mai nhà em kiểm tra nó còn thì em chốt nhá. Mã 805 á, 805 tí chị xem lại like của em với ạ. Mã này mã 811 nhá, 811 cho em màu đen. Màu đen và kèm số điện thoại cho em 399.000. Đây chị nào vừa hỏi mã 810 đây, lên nốt các chị mẫu 810 đây. Dạ. Đây 810 là mã này. Còn cái này còn hơn chục cái. Còn hơn L, chục cái L, XL á. Không còn cái nào size, không còn cái nào size M. Cái mã này em chỉ còn size L, XL. Còn một cái màu đen size M mẫu thôi. Chị ạ, mã này em chỉ còn size L và XL nữa các chị này. Lên mã này trên là mã 810. Còn size của chị các chị từ 55 cân đến 65 cân. Còn size từ 55 đến 65 cân ạ. Các chị yêu lên đơn hàng trên là mã 810 nhá. Chị nào lúc nãy hỏi mã 810 đây, chắc là nhận được hàng rồi lại thấy thích là lại mua tiếp à, hay là ai nhờ đặt hộ đúng không? 810 này ạ. Hàng này em về từ lúc đầu tiên thì bây giờ em chỉ còn lẻ size thôi. Lẻ size là LXL 55 đến 65 cân. Ok chị ạ, từ 55 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Hoa Nguyễn rồi ok, chị Sầm Mai có 811 đã, Quốc Phong có đơn nhá. Ok Nguyễn Đức Lợi ạ. Rồi ngày mai lúc mà nhân viên chốt đơn thì các chị có thể đổi mã nọ sang mã kia. Mã này các chị tầm khoảng là 65 cân đổ về và các chị tầm khoảng 55-56 cân đổ lên. Đấy, mã này các chị comment là 810 ạ, 810 màu nâu và 810 trên màu đen, có hai màu. Có hai màu cho em các bác này. 52 cân thì không vừa chị ạ, 52 cân các chị lấy mã khác đi. Mã này em còn size các chị tầm 55-56 cân đổ lên thôi. Đến 65 cân đổ về em chốt luôn, tại vì em hết size M rồi ạ. Bây giờ còn LXL thôi. 810 ạ, 810 và kèm số điện thoại cho em. Đây các chị này, 810 nhá. Có nhiều mã có size M đấy các chị, các chị cứ xem lại like đi. Có nhiều mã có size M đủ size mà chị. Mã em mã 810 màu nâu và 810 màu đen. Chị Hạnh Quân ơi, đơn hàng thì bây giờ nó hơi chậm đấy chị ạ. Các chị cố gắng thông cảm đợi đơn hộ em với. Chị Hạnh Quân cho em xin số điện thoại của chị để em kiểm tra đơn nhá. Chị like Quyên rồi ok, chốt 811 đấy các bác này. Còn ngày hôm nay giảm sâu các bác luôn là 399.000. Đúng một buổi live stream buổi tối ngày hôm nay. Đấy chị ạ. Tiếp theo lên cái mã áo da lót lông nhá. Da lót lông, da của nó là da lì. Các bác mạnh dạn cho em xin lượt chia sẻ nữa đi. Chị Thoa Lưu ok chốt đơn ạ. Chị Lai Quyên có nhá. Hạnh Quân rồi ok em kiểm tra đơn ạ. Mã này các chị lên đơn hàng cho là 810 ạ, màu nâu và 810 cho em tông màu đen, kèm theo số điện thoại ạ. Đây bạn này có khác mà, phải 810 đâu. Phải không? Phải mà. 810 đây ạ. Đây ạ, mã em ạ, 810. Chị Thu Nga Nguyễn rồi ok, chị Mai Triệu chốt đơn ạ, 810 và kèm số điện thoại cho em ạ, 399.000. Đấy, chị Dung Phạm rồi ok, chốt mã 805 nhá. Mã em mã 810 em có nâu với đen hai màu. Nâu đen hai màu cho em ạ, 399.000. Tiếp theo lên các chị một cái mã áo thổ thông ơi nữa cho các bác kèm đơn hàng. Chị ơi, nhà mình còn áo đá không? Áo đá áo gì? Áo không đá này. Đầy. Không đá. Không đá cho các bác kèm đơn hàng luôn. Nhiều quá ngáo. Nhiều quá bây giờ ngáo ngáo không biết chọn mã nào đây. Áo da đây, đợi em tí. Đây mã này không biết còn size gì. Đấy á, còn chưa xem. L. XL. L cái này có đúng một chiếc cái này, em mặc mẫu luôn nhá. 1XL, 2XL, 3XL. Chị ơi, hàng này bây giờ là đúng ngày hôm nay cuối tháng em sale chị Hạnh Quân ạ. Cho nên là lúc trước khi mà em bán Paka em đã xin lỗi khách hàng rồi. Đấy, các chị thông cảm. Tại vì hôm nay đúng một buổi. Tại vì có một chị vào chị so sánh giá. Chị so sánh giá, chị bảo nhà em bán đắt, nhà em bán cao hơn đúng không ạ? Đấy, em cho các chị về xem là có đúng là hàng em hàng loại 1 không nhá. Mã này em có size các chị dưới 70 cân. Ok chưa ạ? 50 đến 70 cân em có size vừa. Hiện tại em có đúng một chiếc size L các chị 45 cân đến tầm khoảng 54-55 cân. Còn đây là còn size 1XL, 2XL, 3XL. Mã này xem đỉnh nào. 10. Đỉnh 10 đúng không? Đỉnh 10 và kèm số điện thoại cho em áo thổ thông ơi này. Áo thổ thông ơi của mã hàng đỉnh 10. Chị Bích Thủy rồi ok, chị Nguyễn Ngân rồi ok, chốt đơn ạ. Đỉnh 10 cho em này.
129 ạ. 129.000 đồng. Các chị dưới 70 cân đổ về em chốt đơn nhé. Có này áo thổ đá thông hơi. Em còn tầm hơn chục cái. Nó còn size 1XL, 2XL và size 3XL cho em hàng thổ đá hàng Quảng Châu ạ. Thổ đá hàng Quảng Châu cho em ạ, 129.000. Hôm nay các chị dưới 70 cân cho em ạ. Dưới 70 cân thì em có size vừa nhá. Dưới 70 cân đỉnh 10 ạ. Chị nào có đơn hàng các chị lấy dồn đơn cho em ạ. Còn hơn chục cái. Áo này áo đá thông hơi chị ơi. Dòng của nó là dòng thổ nhá chị nhá. Áo thổ đá thông hơi. Đấy, cái áo này các chị nào mặc thì bụng to mặc nó không bị lộ. Để chứ ạ, bụng to mặc không lộ bụng. Các chị lên mã này cho em là đỉnh 10 và cách số điện thoại cho em và các chị mình có đơn hàng ạ. 129.000 đồng ạ. 129 ạ. Các chị thích áo da lót lông không ạ? Hôm nay cho các chị một cái mã áo da lót lông nhá. Giá tốt. Để chứ ạ, đỉnh 10 này. Các chị lấy lên đơn hàng cho em ạ. Còn sót bằng này trước thì ngày mai chị nào hết hàng thông cảm nhá. Em còn tầm hơn chục cái thôi. Em còn tầm hơn chục cái, các chị tầm khoảng là 50 cân đến 70 cân thì em có size vừa. Cho em xin được chia sẻ, em lên tiếp một cái mã áo thổ đá. À quên, áo da lót lông. Da nam thì em không bán đồ nam nhỉ, chị bán đồ nữ thôi. Chị Nguyễn Hà rồi ok này, Nguyễn Đức Lợi rồi ok, xuất dồn đơn ạ. Dưới 70 cân chị Đan Nông rồi ok luôn nhá. Áo phông dáng vừa em có chị ơi, cái gì cũng có mà. Được chưa? Mã này các chị comment là đỉnh 10 ạ, đỉnh 10 kèm số điện thoại ạ. Ôi mã này còn sót 2 chiếc, có bác nào lấy không? Trong kia không còn lấy nào đúng không? À. 2XL còn 2 chiếc còn size 2XL. Được chưa? Còn 2 chiếc còn size 2XL cho em ạ. Đấy các chị comment là đỉnh 11. Đỉnh 11 con này size to nhá, con này là áo nhung dài. Để chạm áo nhung dài cho em ạ, đỉnh 11 và kèm số điện thoại ạ. Còn sót 2 chiếc của size 2X. Size to đấy ạ, size to. Hai chiếc này có bác nào vượt nốt không này? Các chị nhìn bên trong này. Để chạm các chị nhìn áo này. Đấy, đỉnh 11 cho em ạ, còn 2 chiếc lẻ. 2XL. Các chị tầm 60-65 cân. Hôm nay các chị tầm 60 cân đến 65 cân các chị mặc vừa đẹp. Được chưa? 60 đến 65 cân em chốt đơn ạ. Em tặng cái hàng nốt là 129. Mã hàng sẽ là đỉnh 11 nhá. Đỉnh 11 và kèm theo số điện thoại cho em 129.000. 129 đỉnh 11. Hai chiếc lẻ nữa chị này. Nó còn sót lại đấy ạ. 129.000 đồng một áo. Con này nhung ép cho em ạ. Áo của nó chất nhung ép. Ok chưa ạ? Đỉnh 11 và kèm theo số điện thoại cho em 129.000. Đâu áo đá đó chị? Chị ạ, 99.000 một áo luôn luôn. Cái mã này cho chị nào có đơn hàng kèm theo. Em còn 2XL với 3XL. Còn 2XL với 3XL. Chị nào chốt đơn các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 12. 99.000. Để chị ạ, đỉnh 12 trên mạng 99.000 đồng một áo. Các chị yêu lên đơn hàng cho em ạ, đỉnh 12. Còn 2X với 3X. Để chị ạ, em còn size 2XL với 3XL ạ. Đỉnh 12 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. 100.000 một áo. Đây là áo tặng nha các bác nha, 100.000. Các chị tầm khoảng là trên 55 cân đến tầm khoảng là 67 cân, 68 cân. Để chạm 55 cân đến 67, 68 cân ạ, đỉnh 12. Để chạm 100.000. 100.000 đồng. Các chị yêu ạ, đỉnh 12 kèm số điện thoại cho em 100.000 một áo. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em. Còn tầm chục cái. Em biếu các chị nốt 100.000. Ok chạm, chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm theo con áo này mặc xuống này. Đá cho em ạ, đá rất là chắc luôn. Các chị nhát đỉnh 12, 100.000 một áo, 100.000 một áo các chị lên đơn. Áo da không lốt lông thì em. Nhưng em lúc đấy tặng đầu lai rồi. Còn size bé chị ạ. Tặng đầu lai 99.000 đồng một con áo da lốt lông ấy. À quên, áo da thường ấy. Áo da của nó là hàng thục lót. Để chạm đỉnh 12. 100.000, cứ 100.000 các bác lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ, đỉnh 12 này. Để chạm 100.000 một áo các chị dưới xuống không?
Em còn nguyên một màu các bác nhé. Còn nguyên màu này thôi ạ, đỉnh 12. 100.000 cũng 100.000. Mã này mã kỷ niệm luôn ạ. Các chị tầm khoảng 67, 68 các chị vẫn thoải mái cho em ạ. 2XL, 3XL, 54, 55 cân đổ lên nhá. Con này là con nhỏ đấy ạ, con vừa. Đấy, thoải mái các chị tầm 67, 68 cân. Đỉnh 12 ạ. Đỉnh 12 kèm số điện thoại. Đỉnh 12 chị Nguyễn Thị Phượng ơi, chị Hà Huyền có ạ. Chị bảo DV lên số điện thoại giúp em với ạ. Chị Thoa Lưu có đơn nhá. Được, chị Hương Lê đổi size được. Áo hoa cúc là cái áo gió đúng không? Đổi size được chị ơi. Đổi size được cho em. Rồi là em đổi cho. Chị Phạm Yến có đỉnh 11 này. Chị Nguyễn Lan có đỉnh 12 các chị này. 100.000 một áo. Cái mã này chị nào có đơn hàng cũng phải kèm đơn đi. Được chưa ạ? Hợp cho em cái form này các chị lấy luôn cho em ạ. Dòng này của nó là dòng bo gấu nhá. Chị nào bụng béo cũng bị lộ bụng luôn ạ. Mã này hàng đỉnh 12. Đây là áo da lót lông. Da lót lông. Cho em mã 8235 với chị ơi. Đủ size các bác nha, vẫn đủ màu đủ size. Để chạm mã này các chị comment là da lót lông ạ. À quên, mã 8235 giúp em với. 8235. Cách số điện thoại, con này da của nó là da lì lót lông, giặt máy thoải mái cho em ạ, không bị nổ da. Giặt máy thoải mái. Hôm nay các chị đến 57 cân nhá. 40 cân đến 57 cân đổ về. Em có nâu, đen và màu vàng mơ. Màu nâu, màu đen, màu vàng. Các chị comment mã này là mã gì ạ? 8235 và kèm số điện thoại ạ. Có chị nào mua áo này, các chị đang bảo là chị mua 750 à? 750, dã man nhở. Giá thị trường đang ở trong vụ là 750.000. Bình thường đợt trước ấy, như em bán các chị là 580.000 đồng giá ở cái thời điểm mà là ở trong vụ ấy. Còn shop khác người ta vẫn bán các chị 650 đến 750. Được chưa ạ? Em tặng khách ngày hôm nay ạ. Chị Thị Hương comment mã hàng cho em với ạ. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan rồi ok. 8235, màu này màu nâu nhá các chị nhá, màu nâu này. Còn đây là màu vàng mơ, màu vàng cái quả mơ chín ấy. Quả vàng mơ ấy, em gọi màu là màu vàng nhá chị yêu nhá. Màu vàng và màu đen. 379.000. Để chị ạ, ngày hôm nay tặng khách em là 379.000 đồng một áo. Mã này còn tầm hơn chục cái thôi. Để chị ạ, tất cả những cái hàng ngày hôm nay em bán này em chỉ còn hơn chục cái thôi ạ. Không có được size to chị ơi. Nó chỉ có size các chị tầm 57 cân thôi. Để chị ạ, cùng lắm nếu các chị người gọn gọn ý thì các chị tầm 58 cân. Lên đơn hàng cho là 8235 ạ. Các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Cái mũ này, à cái lông cổ áo các chị có thể tháo ra được cho em các chị yêu. Để chị ạ, cái form là các chị mặc lên chung rất là trẻ trung luôn ạ. Em có 3 màu nhá. Và vẫn đủ size là ML, XL. 40 cân đến 57, 58 cân đổ với em chốt đơn. Ok chị ạ, 8235 và cách số điện thoại ạ. 3 màu cho em và có 3 size. À 2 size. 3 size. 3 màu 3 size. 8235 kèm số điện thoại. Bình thường các chị mua cái áo da mà nó không lót lông các chị đã mua mức giá cao hơn rồi. Mà lót lông đợt trước là hàng 580 là nhà em đang bán, còn thị trường đó là hơn 600. Để em mặc thử mặc màu đen nhé, màu đen còn nhiều chị nhỉ. Nói chung là đa số em lấy màu nâu với màu vàng mơ là nhiều. Đọc lại địa chỉ của em cho chị với. Chị ơi chị nhắn tin đi. Nhắn tin ngày mai nhân viên em check tin nhắn thì các bạn nhắn địa chỉ cho chị để chị gửi lại hàng đổi nhá. Chị ơi chị nhiều hàng đẹp và rẻ nhà em vùng dịch không ship được hàng, tiếc quá. Chị nghĩ rằng tới lúc nào áo da này lên form đẹp lắm em cảm ơn chị. Hàng này hàng của nó form nó trẻ lắm chị ạ. Nó không bị già. Nhiều khi là mặc áo da nhìn lên form nó trông cảm giác như nó đứng đắn quá. Nó kiểu là đứng tuổi. Đấy như cái form này các chị mặc là ai cũng mặc được. Trông form nó nhẹ nhàng. Giữ nhiệt em hết rồi chị ơi. Giữ nhiệt bây giờ em chỉ có size M thôi. Dưới 50 cân. Còn áo da các chị ơi ạ 8235. Em cao 1m57. Em nặng 53 cân. Đấy hiện tại là em gần 54 cân em mặc size L. Thì các chị XL các chị tầm 57 cân thôi nhá, 57 cân cùng lắm đến 58 cân thôi. Còn size M các chị thì còn là 48, 49 cân.
Đó, 8235 cho em ạ, tông màu đen. Chị nào không thích cái lông cổ áo nữa, các chị có thể tháo ra được cho em ạ. Cái lông này là tháo rời ra được cho em các bác nhé. Có cái dây, có cái cúc tháo các chị này. Có cúc tháo hết cho em ạ. Áo gió 65 cân thì em tìm các chị cái form có 2XL. Chị Phương Vũ có ạ, chị Mai Loan rồi ok. Chị Ánh Lê ok, em chốt đơn ạ. Đây các chị này, có cả màu vàng mơ nữa. Cái màu vàng mơ là cái màu mới các chị này. Trông nó rất là đẹp luôn. Da này da lì nhá các chị nhá. 379.000. Được chưa ạ? 379.000 đồng, không hề nghe nhầm luôn. Đó. Em thử cái tông màu vàng mơ luôn ạ. Vàng mơ này. 8235 cách số điện thoại ạ. Áo gió có một mã này nữa. Đợi em một tí, em sẽ lên từng mã một. Chị Yên Nguyễn có, chị Hoàng Lê rồi ok. Bây giờ các chị chốt thì nó vẫn đủ size đấy ạ. Các chị cố gắng nhá. Săn cho em trên cái live trực tiếp đi thì nó, các chị sẽ gọi được chốt đơn luôn. Còn nhiều khi các chị dép tin nhắn thì như em chốt xong live trực tiếp thì em mới chốt được đến tin nhắn ý. Thì nhiều khi là dép đến tin nhắn là hết hàng. Đấy, cố gắng cho em ạ. Nếu mà săn được ở trên live trực tiếp thì các chị cố gắng để lại số điện thoại và mã hàng giúp em với. Chia sẻ live mình không bị ẩn comment nhá. Em màu vàng mơ các chị này. Mã 8235 cho em tông màu vàng mơ. Bên ngoài của nó là vàng đậm đấy, không phải vàng sáng hay vàng chanh đâu. Vàng mơ đậm rất là đẹp luôn. Nhìn trông màu nó sang. Được chưa ạ? 8235 tông màu vàng mà kèm số điện thoại ạ. Quần Q1 à. Chị Thành Lam có đơn ạ. Chị Hoàng Lê có vàng size M. Chị Yên Nguyễn có ạ. Chị Thu Hảo rồi ok, chốt đơn. 8235 cách số điện thoại cho em nhé. Vàng mơ đây. Có 3 màu ạ. Nâu này. Màu vàng với tông màu đen. Các chị nhớ là trước ấy, em bán loại không lót lông đã là 450 rồi, 480 rồi. Đó, bây giờ cái hàng mà lót lông như này, thị trường nếu mà vào trong vụ không bao giờ có giá này luôn, em đảm bảo ạ. Bây giờ thì cứ biết là bán bây giờ đi, còn trong vụ thì giá nó sẽ cao hơn, thì lúc đấy là em sẽ bán giá theo cái chiều hướng mà khi mà vào vụ nhá. Đấy, chị Trần Thanh Lam có ạ, chị Trần Ngọc Thuận ơi. 1m53 nặng 53 cân, chị lấy XL cho em vừa. Chị Lê Thị Thanh rồi ok, 8235 màu vàng bơ size M. Vàng mơ ạ. Bên dưới túi xanh là cái gì? Bên dưới túi xanh nó là cái gì? Chợt nhớ. Rồi em qua mẫu nhá. Các chị lấy mã nào các chị cứ lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Bên trong lót lông. Các chị không thích cái lông mũ này, các chị lông cổ áo ấy, các chị có thể tháo ra cho em được. Thích thì đắp vào. Lúc giặt tủ các chị tháo ra cho em ạ. Chị ơi không nghe đọc chốt đơn á. Chị ơi chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại, tại vì nhà em lọc đơn ở trên máy tính. Không cần đọc tên chốt, các chị cứ lên đúng mã hàng và có số điện thoại cho em là nhà em có chốt đơn được. Không cần nhất thiết phải đọc tên hết đâu, tại vì nhà em không phải live một máy, nhà em live mấy máy các chị nhá. Nhà em live trên mấy page cơ, chứ không phải live một page. Em không phải đọc hết tất cả comment của các chị được. Thế các chị thông cảm giúp em với, các chị cứ lên số điện thoại cho em là có đơn. Chị Thu Thị Triệu rồi ok này. Chị Mỹ Kim rồi ok, em chốt đơn ạ. Chị Đỗ Thị Diệu 58 cân tùy chiều cao nhá. Phùng Nguyệt lên số điện thoại giúp em với. Lên cho em mã hàng và kèm theo số điện thoại cho em mặc size L này. Để cho em mặc size L này. Có cái này các chị có thể tháo ra cho em được. Để chị ạ, tháo hết ra cho em được. Không thích thì tháo ra cho em, ra để ra lì nhá. Để chị ạ, chị Hứa Huệ rồi ok. 379.000 đồng một áo. À, chị Hoa ơi. Có một mã cho em xin một mã không có cổ ấy. Không có cổ. Áo da size lớn thôi không còn. Chị ơi bây giờ cái mã này là không nhỉ. Các chị 57 cân, 58 cân đổ về thôi. Mã này nhá. Đây có chị đang hỏi cái mã này đúng không? Cái mã này về đủ màu đủ size không? Đủ. Đây áo phông có cổ đây ạ. Chị Hoa Ma rồi ok luôn ạ. Quần sóc em mặc không có chị ơi. Quần sóc em mặc là hàng này mẫu năm ngoái rồi. Nhưng mà năm nay nhà em vẫn đang nhập số lượng của mã này. Chỉ có tội là đợt này hàng Quảng Châu nó nhập nó hơi bị lâu về một chút. Đó, quần này quần sóc nhung nhá chị nhá. Trần Xoa có đơn ạ. Mã này em về đủ. Thì như hôm nay em thấy có một mã về của cả XL mà. Mã nào hôm em có nhìn thấy túi bóng bên ngoài của XL đấy. Mã này có về xanh đậm không? Hôm nay có về xanh đậm không ấy? Hôm qua thì hết hàng mẫu này có xanh đậm rồi. Nhưng mà hôm nay không biết là có về đủ với màu đấy không ấy. Không có xanh đậm đâu. Không có về à? Thế thì hôm nay về được 5 màu. Mã này các chị comment cho là đỉnh bao nhiêu đây? Đỉnh 13. Chị chặn đỉnh 13 và kèm số điện thoại ạ. À, chị Trần Ngọc Thuận rồi ok. Nguyễn Thị Thu Hà rồi ok, em chốt đơn ạ. Mã này các chị comment là đỉnh 13. Nó là áo phông có cổ nhá. Chị ơi hàng nguyên tệp. Chị chặn vừa mới về thêm. Tại vì hôm trước ấy, em chốt thì cũng gần như hết hàng mã này rồi. Thì em phải gọi hàng về thêm. Được chưa ạ?
Đấy, đây chị nhìn cho em nhá. Mã này thì em có là màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu trắng 5 màu. Vàng, xanh, đen, đỏ, trắng. Em có size các chị tầm khoảng 60 cân đổ về, các chị trên 40 cân đổ lên. Để chị Phan Lập có ạ, chị Ma Tài rồi ok. E16 phông rộng còn chị ơi. Để em tìm đã nhá. Chị Mai Ca rồi kết 8235 size L, màu đen ạ. Mã này các chị yêu lên cho là mã gì ạ? Đỉnh 13. Đỉnh 13 cho em màu xanh ạ, đỉnh 13 cho em màu trắng các chị này. Toàn bộ của nó sẽ là dòng của nó là dòng mắc đen và dòng hai tác cho em ạ. Mã hàng cho là đỉnh 13 màu đỏ này, đỉnh 13 cho em màu đen ạ và đỉnh 13 cho em màu vàng. 40 cân đến 60 cân đổ về em chốt đơn ạ. 145.000 một áo. Ok chưa ạ? 145. C14 bây giờ chị hỏi em không biết là mã nào còn mã nào hết đây chị ơi. Tại vì là cái mã C là mã em like từ tối hôm kia rồi. Mã C là em like từ tối hôm kia rồi ạ. Mã hàng lên đơn hàng cho là mã hàng đỉnh 13. Đỉnh 13 145.000 đồng một áo. Hàng của nó chất cốt tông lạnh nhá chị nhá. Cốt tông lạnh cho em ạ, hàng Quảng Châu này các chị này. Đó, các chị yêu nhìn cho em ạ. Nhìn màu sắc nhá các chị yêu nhá. Không còn size XL chị ơi, bây giờ em chỉ còn size các chị tầm khoảng là 50 à quên 60 cân đổ về thôi. Xem lại bị nghiện thôi em gái ơi. Cảm ơn chị Lan Nguyễn nhá. Mã này khách hàng ơi lên trên là mã gì ạ? Đỉnh 13. Các chị chọn màu và các chị chọn size vừa. Toàn bộ áo phông hàng Quảng Châu ạ. Áo da đặt thì bây giờ chưa đặt được hàng đâu chị ơi. Chưa đặt được. Như mọi khi không có dịch thì mình đặt nó dễ hơn. Nhưng bây giờ dịch đã này đặt hàng khó lắm. Hàng xưởng nói chung là hàng rẻ thì đầy. Hàng tràn lan, hàng rẻ. Những hàng kiểu gia công thì nhiều lắm. Nhưng mà để mà đặt được hàng Quảng Châu bây giờ thì hơi khó. Nó lâu về. Có khi đến một tháng mới có hàng. Một mình 5 chiếc 5 màu rồi nhưng vẫn thích mua chứ. Chị ơi hàng này hôm nay được rẻ hơn. Để trước các chị mua là 185.000. Nhưng đợt sau này em làm được giá số lượng ấy, thì các chị được mua mức giá là em bán cho các chị nhiều khi là đi lấy xỉ giá cao hơn là giá hôm nay em bán lẻ cho các chị. Yên tâm luôn, được chưa? Các chị có thể tham khảo giá thị trường mỗi ngày thoải mái. 145.000 ngày hôm nay các bác lên đơn hàng cho là mã gì ạ? Đỉnh 13 đúng không? Màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu đen, màu trắng 5 màu cho em ạ. Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. Không đặt được chị Trần Ngọc Thuận ơi. Cái mã áo da đấy thì nó chỉ có 3 size thế thôi. Không có size to hơn nhé chị nhá. Mã này các chị có vẻ là đỉnh 13, các chị chọn màu và chọn size vừa. Đấy chứ ạ, toàn bộ hàng Quảng Châu cho em mẫu này các chị này. Màu vàng bên ngoài xuống lại vàng đậm nhé chị nhá, chứ không phải vàng chanh, vàng sáng ở trên line đâu. Nó sẽ lúc nào cái tông màu của nó sẽ trầm hơn một tông. Sẽ trầm hơn một tông đấy ạ, đỉnh 13. Cái số điện thoại ạ, chị Nguyễn Thị Phượng rồi ok. Xanh thì các chị này, xanh về có đủ không? Xanh về đủ. Đẹp lắm, chất sướng, mắt lạnh. Chất co giãn 4 chiều, thoải mái. Và cái form này các chị giật nó không bị giãn. Để chị ạ, không bị cắn chỉ, không bị nứt đường chỉ luôn ạ. Đỉnh 13, các chị chọn màu thoải mái. Chọn size vừa cho em xin một cái mã áo da tiếp chị ơi. Áo da của cái mã 8277 ý, chị xem nó còn số lượng bao nhiêu nữa. Nói chung là những cái mã hàng E hôm qua thì nó vẫn còn đấy chị ạ. Tại vì đơn hôm qua thì em vẫn chưa chốt xong. Bùi Bích Liên có, Nguyễn Thị Phượng ok. Đúng rồi, chị ơi, đợt đấy là nhập và nó đắt hơn. Còn bây giờ kiểu dịch giã nó sẽ rẻ hơn chị ạ. Bây giờ em bán ra còn không bằng cái giá mà đợt trước em nhập vào ấy. Cái đợt đầu tiên hàng đầu mùa ấy. Đấy các chị này, bây giờ nó được rẻ thôi. Còn đợt trước ấy, đợt trước em nhập vào cao hơn là cái giá ngày hôm nay em bán ra cho các chị. Mà chất nó đẹp chị ạ. Chất đẹp và chất mắt lạnh luôn. Giặt nó không bị phai màu các chị ạ. Và là các chị giặt nó càng lì luôn ạ. Không bị nứt đường chỉ các chị nhá. Không bị nứt đường chỉ luôn. Quan trọng là nó không bị co áo. Không co áo, không nứt chỉ. Đấy, các chị lên đơn và kèm số điện thoại cho em xin một áo đá cho các chị yêu để kèm đơn. Đợi em một tí nhá. Bây giờ em lên cho các chị luôn. Áo phông rộng đây. Rồi cuối live mới dám lên. Các chị hỏi từ lúc đầu live, lúc đấy đông người xem quá. Em không dám lên thì không có hàng. Bây giờ mới lên nhá. Đỉnh 13 145.000 chị Xuân Ly ơi. 145.000 đồng. Các chị mặc cái áo này các chị chỉ có nghiện thôi. Có chị có làm một mẫu các chị còn chốt đủ 7 màu luôn ấy. Bây giờ nó chỉ về được 5 màu nhưng mà đợt trước nó có 7 màu. Và chưa có hàng 7 màu luôn cơ ạ. Đây. Mã này các chị con là đỉnh 14 cho em ạ. Áo đá. Đỉnh 14 các chị lên cho em một con áo đá này. Giờ này ít ít người xem anh chị em ta lên mẫu này nhá. Tại vì áo đá em vật giờ sale. Áo đá em vật giờ sale các chị này. Vật gọi là chuyến cuối. Để chạm vét chuyến cuối. Mặt em có 2 size là LXL. 2 size LXL ạ.
Cái bé nhất là cái chị đang hỏi mẫu nào chị ơi? Cái áo rồng, áo khoác rộng nhà mình có còn không nhỉ? Chắc là ngoài kia đúng không? Áo này mặc chỉ mê thôi. Các chị này, mã này các chị có là đỉnh 14. Để chị ạ, đỉnh 14 và kèm số điện thoại cho em. LXL 2 size em chỉ còn nguyên màu trắng. Còn nguyên màu trắng này các chị này, toàn bộ dòng áo đá hàng Quảng Châu cho em ạ. Đây các bác này, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng khách em hôm nay kỷ niệm các chị 100.000 một cái. Cứ 100.000 một cái cho em hàng 23. Bây giờ em xả luôn 100.000. Có đơn hàng kèm theo các bác nhá. Mã hàng chưa là đỉnh 14 ạ. Con mày thoải mái các chị đến 65 cân đổ về. Ok chưa ạ? 40-65 cân em chốt đơn ạ. Đỉnh 14 và kèm số điện thoại ạ. 100.000 một chiếc, 100.000 một chiếc đá các chị này. Giặt giếc các chị cứ thoải mái cho em ạ, không bị bong đá. Ok chưa ạ? Đỉnh 14 ạ. 100.000. Các bác có đơn hàng các bác lấy luôn kèm đơn đi. Có 100.000 một chiếc, 100.000 một chiếc. Tiếc không cần shop nhà mình ạ. Các chị cứ chọn trên line nó cũng dễ mà. Nếu mà đã mua nhà em một lần rồi xong là các chị đã biết chất rồi thì các chị cứ thấy các chị chọn trên line ấy. Có mặc mẫu mặc luôn. Xong là nhìn form dáng là các chị biết mà. Áo này là 100.000 một cái, hàng của nó chất cốt tông và hàng đính đá. Dòng áo đính đá. Form rộng không ô đen chị ơi, form rộng nhà em hết đen rồi, bây giờ nó còn lẻ màu ấy thì em sale nốt. Để chị ạ, bây giờ là cái hàng này em còn được giá sale cuối vụ ấy, cho nên là cái giá đầu mùa thì không có giá này nhá các bác nhá. Em khẳng định luôn, giá đầu vụ không có giá 100.000 giá nhập vào đâu. Mà bây giờ em bán lẻ cho các chị 100.000. Nhớ chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn luôn ạ. Đỉnh 14 ạ, đỉnh 14 kèm số điện thoại cho em 100.000 một áo. Form các chị thoải mái đến 65 cân nhá. 40-65 cân. Đấy, chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm đơn luôn đi. Giá nó quá tốt rồi các chị ạ. 100.000 một áo chị Nhung Phạm ơi. Mã này các chị có phải là đỉnh 14 kèm số điện thoại ạ. Đỉnh 14 cho em. Không cần shop nhà mình để đến thao hồ chọn. Tại vì nhà em không treo mẫu đâu. Không mấy khi nhà em treo mẫu ra đâu ạ. Bây giờ các chị chọn trên line nó sẽ dễ hơn. Đỉnh 14 cho em chị Lan Nguyễn nhá. Ok. Con thể là ngày mai chị lên nhà em đi. Chị Quế Phan. À quên à, chị Lan. Ngay gần đây đến mà chọn. Đầy là này về đầy áo đá đẹp mà giá nó tiền nó gọi là nó rẻ. Bây giờ chị ơi đỉnh 14 không có màu đen. Em chỉ báo là có nguyên màu trắng thôi mà. Bộ dài em chưa lên được chị ơi. Rồi tiếp theo ạ. Bây giờ là cái mẫu form rộng nhá. Form rộng này cho em. Quần chip á. Quần chip kèm đơn nhá. Quần chip thì nhà em có 2 loại, 3 loại. Thì em lên sau ạ. Đây mã này em có trắng hồng này các chị này. Trắng hồng đậm hồng nhạt. Form này của nó sẽ là hàng đá TD cho em ạ. Chị nào có đơn hàng các chị lấy thêm con áo đá đỉnh 14 này. Mã này là form rộng cho em ạ. Lên tiếp mã đỉnh 15 nhá. Đỉnh 15 nó là form to. Để chạy form to, form rộng cho em. Các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 15 và kèm số điện thoại ạ. Form rộng này, các chị thoải mái. Các chị 50 cân đến 65 cân. 50 cân đến 65 cân các chị chốt đơn. Em có trắng hồng đậm với hồng nhạt. Màu trắng, màu hồng đậm với màu hồng nhạt cho em ạ. Đỉnh 15 cách số điện thoại cho em. Form này form rộng nhé các bác ơi. 100.000. Nhẹ nhàng. Form đen đằng sau á. Ngày hôm nay bán 399. Nói giá là em buồn chị ạ. Mỗi lần nghe gió là giá là sốc hết cả ruột. Quần shop em hết hàng chị ơi. Mã này các chị lên đơn hàng cho là đỉnh 15. Đỉnh 15 và kèm số điện thoại cho em ạ. 100.000 một áo. Em có trắng này. Trắng hồng này, hồng đậm nhé các chị nhá. Hồng này hồng sen đậm ấy. Đấy, 50 cân đến 65 cân. Từ 50 cân đến 65 cân em chốt đơn ạ. Mã hàng cho là đỉnh 15 hàng Quảng Châu này các chị này. Chất của nó sướng đời. Để chạy chất nó sướng. Chị nào thích form rộng các chị mặc mẫu này cho em ạ. Đây hồng nhạt này. Hồng nhạt hơn các bác này. 66 cân mặc được chị ơi, thoải mái mà chị. 65-66 cân cho em. Form này form rộng mà tình yêu. Để chạy mã hàng lên đơn hàng cho là mã đỉnh 15. Form này form rộng kiểu là dáng kiểu là dáng dấu quần nhá các bác nhá. Trời ơi, tặng các hàng đúng là 100.000 đồng. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Quần công sở á, quần công sở nhà em còn chị ơi. Đỉnh 15 cho em ạ.
Để chạy chị Nguyễn Nhung rồi, ok này. Màu này hồng nhạt nhá. Đính đá cái hình cái túi sách cho em ạ. Đá bên ngoài cũng sáng hơn trên like nhiều. Được chưa? Đá bên ngoài sáng hơn trên like nhiều các chị này. Đỉnh 15 lên đơn cho em ạ. 100.000. Cứ quên mất. 100.000 một cái, 100.000 một cái. Giá này giá kiểu là giờ này là ít người em mới lên áo đá, tại vì áo đá nhà em không còn nhiều ấy. Áo gió còn chị cặp ba lá ơi. Áo gió nhà em còn nhá. Đỉnh 15 cho em ạ. Chị ơi, nhà mình còn một ít cái áo áo hàng hoa cúc ấy, nó còn lẻ 1-2 chiếc ở trong, mỗi mẫu nó còn lẻ 1-2 chiếc, chị mang ra đây. Trời ơi, nhìn màu cho em. Áo phông của lớp top á. Bây giờ thì nhà em chưa tìm được đâu chị ơi, phông của lớp top bây giờ mỗi mẫu nó còn lẻ 1 chiếc, 2 chiếc một ý. Bây giờ em chưa tìm được mẫu. Mấy hôm nữa nhà em về cho các chị gọi là số lượng nó thoải mái. Toàn rồi ạ, lấy bao nhiêu sản phẩm miễn ship chị ơi, em không bị ship đâu. Bán giờ này là bán giá đẹp cho các bác rồi, miễn ship gì chị, có 30 tiền ship, 5 tăn tiền ship đâu. Bán rẻ rồi thì chuyện miễn ship thì các chị cứ yên tâm luôn là em không bao giờ bán cho các chị giá bằng thị trường. Nếu như các chị đã chốt trên live stream. Rồi ạ, chị mang bóc rồi, ok. Được, chưa chốt đơn mà chị đã chốt đơn đâu, đổi thoải mái. Chị Mai Triệu nhá, form các chị thoải mái 65-66 cân. Hương Trang Linh nhá, có người kiểm tra cho chị dưới đây. Chị ơi, những cái sản phẩm ấy mà em đã chốt cho các chị dưới giá gốc rồi thì em không có xỉ. Còn những cái mã hàng mới về thì em bán cho các chị rẻ thì em bớt cho các chị tầm 5-10.000 đến 15.000 một áo, một sản phẩm tùy mẫu nhá. Có sản phẩm thì bớt các chị tầm 20-30.000. Nhưng mà em bán thì nhiều khi là em chỉ bớt các chị tầm 5-10.000 so với cái giá xỉ thôi. Nếu các chị nào đi tế xỉ các chị là áp Zalo nhá, chị yêu em báo giá. Là còn các chị chọn mẫu ở trên live, còn em báo giá xỉ sau ạ. Tại vì những cái mã hàng em bán trên live thì thường là em bán sát với giá xỉ rồi. Áo hóng chip nhà chị để dấu đơn, quần chip á. Áo đang mặc là mã đỉnh 15. Đúng không nhỉ? À đỉnh 14 à? Hay đỉnh 15? Áo đang mặc là đỉnh 15. Mã áo em mặc là đỉnh 15 ạ. Đỉnh 15 cho em ạ, nhà em không bị ship. Khách hàng lưu ý hộ em với, kể cả các chị mua 10-20 sản phẩm nhà em không bị ship nhá. Em bán sát với giá nhập rồi. Với lại hàng này em đã vượt giá sale, em bán các chị 100.000. Hàng này chữ giá nhập cao hơn nhiều. Hàng bán lẻ ra hàng hai mấy mà chị. Bây giờ em tặng khách có 100.000 đồng thôi. Đầu like em còn không dám lên, em mà lên lúc đầu like cũng có hàng mà chốt ấy. Bây giờ em còn tầm chục cái thôi chị ạ. Còn tầm chục cái thôi, em tặng các chị nốt là 100.000. Cứ 100.000 một áo hàng Quảng Châu mà chị. Quần chip em còn. Quần chip còn. Đây còn mấy con len mông tơ ghi các bác này. Bình Dương em chưa ship một đơn chị ơi. Áo thì bạc 50 cân có vừa em nhá. Đây còn ba cái màu nâu tê của hàng len mông tơ ghi cho em ạ. Đây các chị này, toàn bộ của nó dòng mác hoa cúc. Được chưa ạ? Mãi các chị có may là đỉnh 16 ạ. Được chưa ạ? Đỉnh 16 còn kèm số điện thoại cho em, màu là màu nâu tê nhá các chị yêu nhá. Màu nâu tây cho em ạ. Đỉnh 16 ạ. Chạm đỉnh 16 và kèm số điện thoại. Con này các chị dưới 60 cân thôi, 40 cân đến 60 cân. Còn đúng 3 chiếc nhá, em tặng cho 3 chị đi. Hàng ngày trước em bán là 23. Em xả luôn 100. 60.000. Được chưa ạ? 160.000 đồng hàng len bông tơ ghi cho em, hàng mắc hoa cúc các bác này. Mắc hoa cúc, chất này là chất len bông tơ ghi nhá. Nói chung là chị cứ tham khảo, cứ tham khảo giá nhá chị nhá. Tham khảo giá. Còn nếu mà chốt nhiều thì em sẽ tính giá xỉ cho chị. Được chưa ạ? Chị em không bị ship. Lăn tăn thì tiền ship 30.000. Chỉ cần em bán chênh mỗi sản phẩm lên tầm 10 đến 15 20.000 là em miễn ship cho các chị thoải mái. Nhưng mà em chỉ bán cho các chị đúng bằng cái giá là em bán ra các chị là sát giá nhập rồi. Đấy chưa ạ? Mã này định 16, em còn đúng 3 chiếc màu nâu tây.
Becky thì em còn chị Nhung Phạm nhá. Becky nhưng bây giờ hiện tại thì em là còn size bé thôi. Để ngày mai em đặt thêm size to nữa. Đấy chứ ạ, đặt size thêm là size 1X với 2XL. À, chị Chân Tình ơi, 52 cân mặc size gì chị ơi? Tùy sản phẩm nhé chị nhá. Tùy sản phẩm thì các chị cứ đặt mã trên live và nhà em sẽ tư vấn cho các chị về cân nặng chiều cao sau. Tư vấn size số sau ạ. Đỉnh 16 em còn sót 3 chiếc nữa các chị ạ. Sót 3 chiếc, em tặng các chị nốt 100 bao nhiêu tiền chị? 160.000. 160. Thằng 23 em tặng nốt 160 còn 3 chiếc lẻ thôi. Áo này là len chất Montegi nhá bác nhá. Montegi free size 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân. Con này còn bằng này cái á. Tiếp theo ạ, mẫu này mẫu lẻ này các chị này. Lên mã này trend là mã đỉnh 17. Đỉnh 17. Em còn hai đỏ hai xanh. Các chị nhìn xem ạ, cái mắc hoa cúc các chị đã biết của nó là hàng bao nhiêu đúng không ạ? Hàng cao cấp hay là hàng của là hàng xưởng rồi đúng không? Đó, mã hàng comment là đỉnh 17 ạ, đỉnh 17 cho em ạ. Len Montegi các chị nhìn xem cái thớ len này. Đấy chứ ạ, hàng cao cấp các chị nhìn cái các chị biết luôn đúng không? Đỉnh 17 cho em còn hai xanh hai đỏ nhá. Còn sót hai xanh hai đỏ em sell nốt 160. Đấy chứ ạ. 52 cân có vừa chị ơi, dưới 60 62 cân cho em, mẫu này các chị trên 40 cân. Lên mạch gì chị Nhung Phạm? Mã này các chị có à, đưa cho em cái quần thể thao cho chị. Cho các chị dồn đơn. Đây ạ, à, mắt em còn đỏ với xanh, cổ tim cho em nhá. Cổ tim này các chị này, món này các chị mặc đi làm rất là đẹp. Đó. Cái này thoải mái các chị tầm 62 63 cân. Trên 40 cân ạ, đỉnh 16 em tặng nó các chị yêu 160.000. Còn hai cái màu xanh, hai cái màu đỏ, kẻ đỏ kẻ xanh. Tay lỡ để em xem đã. Đây các chị gái này. Còn hai cái màu xanh, hai cái màu đỏ. Bác nào lấy lên đơn hàng cho là đỉnh 17. Đỉnh 17 cho em 160.000 một áo. 160 cho em ạ, hàng của nó hàng mắc hoa cúc nha các chị yêu ạ. Trong vụ của nó sẽ rơi khoảng tầm là 270-280. Còn cái giá mà hiện tại em vẫn đang bán bình thường là 230 rồi. Bây giờ em xả nốt 160 tại vì nó còn có 4 chiếc hai màu xanh với đỏ thôi ạ. Lên cho em mã này là mã đỉnh 17 đúng không nhỉ? Hay đỉnh 16 nhỉ? À đỉnh 17 cho em ạ, đỉnh 17 và kèm số điện thoại nhá. Đưa cho em mấy hình ở quần ấy với chị ơi. cân. Xanh với đỏ nha các chị nha. Tiếp theo ạ, quần thể thao là các chị này. Form các chị 40 đến 58 cân. Đấy chứ ạ, quần thể thao từ 40 cân đến 58 cân em chốt đơn, toàn bộ quần thì em là chất u mì. U mì ép cho em chứ không phải chất cốt tông nha các chị nhá, mặc không bị cắn chỉ. Các chị lên đơn hàng cho là quần thể thao. Bình thường ý, giá thị trường vẫn đang bán là 140-160.000 một chiếc. Đấy chứ ạ. Em tặng khách ngày hôm nay 170.000 đồng hai cái. 170.000 đồng các chị được hai cái quần thể thao cho em ạ. Các chị comment cho là quần thể thao và kèm số điện thoại ạ. Đây các chị này. Nhìn cho em quần nha các chị nhá. 40 cân đến 58 cân em chốt đơn. Bây giờ em chỉ còn size các chị từ SXL, các chị 40 cân đến 58 cân. Các chị lên đơn hàng cho là quần thể thao và kèm số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, 170.000 đồng em biếu các chị nhà mình hai quần. Cứ hai quần cho em ạ, từ SXL các chị yêu nhá, đủ size đủ số. Nhưng mà kỷ niệm luôn các chị lấy dồn đơn. Mùa này cái quần này thì mùa đông mùa hè các chị mặc được hết. Kể cả đông cả hè. Để chặn quần thể thao lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. 170.000 hai quần. Cứ 170.000 hai quần cho em ạ. Quần chip à. Các chị lấy quần chip cho em lấy dồn đơn. Chip nào cũng được. Các chị thích form to hay form bé? Quần chip các chị thích form to form bé. Nhưng em có cả loại to loại bé luôn. Form bé thì các chị tầm dưới 60 cân. Còn form to các chị từ khoảng là 50 cân đến 65 cân. Rồi quần thể thao chị nào có đơn hàng các chị lấy dồn đơn luôn thì đằng nào mình cũng mua. Em bán luôn cả đôi đi. Để cho các chị lấy bỏ ship. Nhiều khi các chị mua một cái bình thường thị trường cũng bán tầm 140-150 rồi. Đó. Em biếu các chị luôn combo cả hai cái một. Combo cả hai cái một cho em ạ, 170.000 đồng một đôi. Để chạm quần thể thao các chị này. Chị nào lấy hai quần thì các chị được hai hình, ba quần, ba hình, bốn quần, bốn hình khác nhau. Đấy, quần chất u mì cho em ạ, quần thể thao lên đơn hàng một kèm số điện thoại này. Giá gọi là giá tốt nhất thị trường luôn. Các chị nhìn viền cho em nhá. Toàn bộ viền em chọn các chị rất là kỹ luôn. Đấy, quần thể thao kèm số điện thoại từ SXL. Đây quần chip form to đây, form to là loại 350.
Đấy, các hình khác nhau luôn. Các chị nào lấy comment là quần thể thao và kèm số điện thoại ạ. À, đây quần chip cho em ạ. À, chị nào có đơn hàng các chị lấy luôn cả quần thể thao đi. Quần thể thao mặc dễ, nó thoải mái, co giãn thoải mái luôn, không bị cắn chỉ nhá. Đây quần chip của lố này form to, các chị 50 cân đến 65 cân. Cứ từ 50 cân đến 65 cân cho em. Các chị comment là lố chip, mã này là chip 2 đúng không? Chip 2 ạ, chip 2 và kèm số điện thoại này. Chị Minh Đào lên số điện thoại cho em với. Quần một màu đen nhưng mà có các viền khác nhau chị Nhung Hoàng ơi. Quần thể thao thì em chỉ có một màu đen thôi. Được chị Mai Triệu ơi, khổ lắm em bảo rồi. Các chị ơi, chị nào chưa chốt đơn các chị có thể đổi mã thoải mái mà. Đổi mã thoải mái cho em. Rồi ạ, quần lố chip các chị này. Form là các chị 50-65 cân. Được chị ạ, sờ mát tay 349.000 đồng một lố 10 chiếc. Chị nào có đơn hàng em tách set 5 cái. Các chị mua bên ngoài 600.000 một lố luôn. Đây chị này, cái ren của rất là mềm. Hàng này hàng xịn nha các bác nhá. Nhìn cho em ạ. Đấy, cao cấp cho em và các bác này. Mã này các chị comment là chip 2 ạ. Chip 2 và kèm số điện thoại ạ. À, tách set 5 cái các chị nhá. 175.000 đồng 5 chiếc. Được chưa ạ, 175.000 đồng 5 cái quần. Quần chip cho em ạ. Chị nào có đơn hàng các chị lấy luôn kèm đơn 5 cái một được, còn chị nào không có đơn em bán theo cả lố nhá. Tại vì là bình thường em không bán lẻ 1-2 chiếc ở cửa hàng đâu. Vì cái này là em bán lấy số lượng thôi. Để cho em bán lấy số lượng thôi ạ. 175.000 đồng 5 cái. Để cho ạ, 175.000 đồng 5 cái. Các chị nhìn cho em màu này, đẹp xuất sắc luôn. Form này form to các chị dưới 65 cân nhá. 50 cân đến 65 cân. Các chị comment là chip 2 ạ và kèm số điện thoại 5 cái hay 10 cái. Để cho ạ, tùy các chị ạ. 5 chiếc, 10 chiếc gì các chị luôn. Cứ 175.000 đồng 5 cái. Một lố là 350. Đấy chứ ạ, một lố là 350. Chị Thảo Thanh lấy đơn dồn. Chị Nguyễn Thị Phượng ok, chúc quần thể thao 2 cái. Chị Mai Triệu ok. Quần một màu đấy chị ơi, quần có một màu. Đấy chứ ạ, quần thể thao lên đơn hàng cho em ạ. Áo len nhá các chị nhá. Tiếp áo len này, chị nào lấy quần chip thì các chị lấy lên đơn, lấy kèm đơn luôn nhá. Còn có loại dưới 60 cân là quần chip ken bụng ý. Dưới 60 cân cho em ạ, 40 cân 60 cân là loại đấy, là loại 320.000 một lố. Tiếp theo phông đá này chị này. Phông đá cho em ạ. Một mẫu phông đá này nữa luôn. Các chị nhìn xem cái màu này. Ok chưa? Phông đá. Mã này các chị comment là đỉnh bao nhiêu ạ? Đỉnh 17 đúng không? Đỉnh 17. À đỉnh 18. Áo chip em hết hàng rồi chị ơi. Chip hết sạch. Quần chip 2 các chị lấy luôn 5 cái đi. Không lấy cả lố, các chị lấy ít nhất là 5 cái nhá. Tại vì em cũng bán 1-2 chiếc. Thì mỗi cái em được các chị mấy nghìn thôi. Cái đấy là tiện để em lấy kèm đơn hàng đấy ạ. À, chị ơi, quần chip ken bụng nhà mình còn không nhỉ? Em không lấy cái loại bé tí đâu. Cái loại bé tí mà cái loại rẻ ấy. Cái loại có hơn 100.000 một lố ấy. Các chị ơi, mặc nó dặm, nó ngứa. Với lại là cái ren nó rất là cứng. Đấy, đẹp thì phải đẹp từ trong ra ngoài. Đấy, nhiều khi các chị nghĩ ôi giời, mặc bên trong thì cần thiết gì đúng không ạ? Nhưng mà không phải thế đâu. Các chị ạ, cứ mấy tháng mình phải thay cho em, mình phải thay chip mới. Được chưa ạ? Đấy. Đưa cho em cái loại mà ken bụng đây. À, quần bộ lụa dài còn chị ơi. Lụa dài em đang sale 100.000 một bộ. 100.000 một bộ. Chip ken bụng em có cái loại 350 này cũng là loại ken bụng mà chị. Chị em không lấy loại mà cặp trễ cặp thấp đâu. Rồi ạ, đỉnh 18 cho em 100.000 một áo. Để chạm form này là form rộng cho em. Màu vàng các chị này. Các chị nhìn cho em mẫu đó. Em đang có vàng này, hồng đậm với lại màu đỏ. Màu vàng, màu hồng đậm với tông màu đỏ cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em tặng các chị 100.000 một áo. Đây màu đỏ đấy các chị này. Màu đỏ cho em mã đỉnh 18. Đây là màu hồng. Hồng này hồng sen đậm nhá các chị nhá. Đỏ hồng với lại màu vàng. Màu vàng em mặc là hợp vàng nhạt ấy ạ. Vàng kiểu màu mỡ ra ấy. Đó, mã đỉnh 18. Các chị yêu lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Em tặng khách hàng nốt là 100.000 một áo. Các chị này, áo đá. Đấy chạm dòng áo đỉnh đá cho em hàng cao cấp nhé chị yêu nhá. Em tặng luôn các chị yêu kèm đơn hàng là 100.000. Đấy các chị này. Tất cả cái bọc viền cổ của nó sẽ là dập logo chìm. Sẽ là dập chìm cho em như này. Đấy chạm, em tặng luôn 100.000. Em mà lên từ lúc đầu live là không có hàng chốt luôn ý. Tại vì cái mã này là cuối live stream em cho các chị lấy kèm đơn. Cho nó bỏ tiền ship. Nhiều khi là các chị mới chọn được một sản phẩm thôi thì các chị không bỏ đi đơn ấy. Đây loại ghen bụng mà chị. Tôi loại này đi, bán loại này cũng được nhá. Này cũng đẹp này. Đây. Áo em mặc là đỉnh 18. Mã này các chị comment là chip 3 cho em ạ.
chip 3 và kèm số điện thoại này. Ui cái mẫu này màu cũng đẹp này. Ôi cái mẫu này cũng đẹp các bác ơi. Nhìn cho em này. Mặc siêu sướng luôn. Cái chạm mặc siêu sướng luôn. Các chị nhìn mẫu nhá. Cái màu của nó cũng toàn màu đẹp cơ. Ok chạm chip 3. Chị nào lấy hình 18 các chị lên đơn nhá. Các chị nhìn màu này. Em ngồi tí cho nó đỡ mỏi chân. Các chị nhìn màu sắc của nó này, toàn màu đẹp thôi. Chip 3 lên đơn hàng ạ. Form là các chị dưới 60 cân. Form phải dưới 60 cân em chốt đơn ạ. Ôi, mẫu này thì hoan hỉ luôn. Để cho các chị nhìn cái ren của nó này, siêu đẹp luôn nhá. Ok chưa ạ? Các chị nhìn đũng quần này, nhìn cái đũng quần của nó này. 299.000 đồng một lố. Ok chưa ạ? 40 cân đến 60 cân. Em bảo thật các chị này, thực sự luôn ạ, không đẹp tả là em. Các chị yên tâm luôn ạ. Những cái mẫu này em chọn các chị toàn bộ là dòng cao cấp mà các chị đang mua ở trên những cái trang trại quảng cáo ấy. Người ta bán các chị là 300.000 đồng thì được 5 cái thôi. Thì tính ra các chị mua cả lố là 600.000. Em tặng các chị mức giá là 299.000 đồng 10 chiếc. Một lố là sẽ có 10 cái quần. Các chị comment là chip 3 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dưới 60 cân nha các chị nhá. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Được chưa ạ? 40 cân đến 60 cân em đưa các chị xem cái màu sáng của nó ấy, thì các chị nhìn nó sẽ rõ hơn. Được chưa ạ? Chip 3 cho em ạ. Chip 3 và kèm số điện thoại này các chị này. Mặc sướng nhẹ tênh luôn, nó không bị lộ viền các chị nhá. Không bị lộ viền cho em ạ. Chip 3 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. 299.000. 10 chiếc quần. Chip kem bụng có. Chị ơi chip kem bụng em có. Lố này nó chỉ còn vài chục lố thôi. Còn cái loại rẻ thì đầy. Loại rẻ thì đầy nhưng hàng này nó là hàng đặt. Đấy chị ạ, hàng này hàng đặt cho em ạ. Cái màu sắc của nó khác hẳn luôn đúng không? Khác hẳn luôn này các chị này. Cái ren của nó này. Mặc siêu thích luôn nhá. 299. Coi Hưng rồi. Quần legging hiện tại em chưa về hàng quần legging chị ơi. Chip 3 ok. Nói chung là mặc những cái chip này nhiều khi là mặc nó thích. Em không bán cái loại mà chip nó cặp thấp dưới rốn đâu. Đấy, nó phải tầm đến ngang tốn ấy. Các chị mặc nhiều khi là mình bụng to ấy, hay là bụng béo ấy, có mỡ bụng ấy. Tách 5 chiếc được chị ơi. Tách 5 chiếc nhá, 150, 5 chiếc. Ok chưa, 150.000 đồng 5 cái. Ngày mai chị nào có đơn nào các chị lấy 5 cái cũng được. Còn chị nào không có đơn các chị làm cả lố. Đằng nào mình cũng mặc, đúng không ạ? Đằng nào mình cũng phải mua. Làm luôn cả lố cho em. Không thừa, đấy chị ạ, để không sao. Đấy, à, tách 5 chiếc được nhá chị nhá. Đấy, các chị nhìn cho em này. Cho các bác mình xem gần luôn nha, cái chất lượng của nó này. Nó mềm lắm, ren nó mềm lắm, nó không bị cứng. Để chị ạ, nhìn đã muốn mặc rồi đúng không ạ? Lên đơn cho em là mã gì ạ? Chip 3 nha các chị yêu. Để chị ạ, 299.000 đồng một lố 10 chiếc. 299 một lố 10 chiếc. Các chị lên đơn hàng cho em nhá. Có đơn hàng lấy kèm đơn. Mẫu này em mới về thêm ý. Để chị ạ, có đơn hàng các chị lấy 5 cái kèm đơn cũng được. Còn chị nào không có đơn các chị lấy luôn cả lố nhá. Bình thường đến cửa hàng em không bán lẻ 1-2 chiếc. Bình thường nếu mà người ta bán lẻ 1-2 chiếc, người ta bán các chị 60.000 một cái cơ. Chứ không phải bán các chị như này. Em bán là em bán cả lố, gần như kiểu là giá buôn rồi ấy. Sát với giá buôn có mấy nghìn thôi. Cho nên em không bán 1-2 chiếc mà em bán ít nhất phải 5 cái. Chip 3 vào kèm số, các chị nhìn bảng màu của nó này. Mẫu mới nha chị nhá. Mẫu mới mặc lên yêu lắm chị ạ. À. Nhìn trông nó mềm. Đấy các chị nhìn cái đáy của nó này. Cái đáy quần của nó cho em ạ. Đấy các chị lên đơn hàng cho là chip 3 nhé. Chip 3 kèm số điện thoại ạ. Lấy 5 cái cũng được nếu các chị nào có đơn. Còn các chị lấy cả lố nếu các chị không có đơn nào. Ok chưa ạ? Em đang bảo em bên là cái gì? Nhìn cái gì? Chị nào lấy vỏ gối nữa không? Vỏ gối 150.000 đồng 2 đôi. 150.000 đồng. Chị ai nhìn chị té tua đấy. Em like em không te tua, chị cũng like nhìn chị trông nhìn chị buồn đời đấy.
vỏ gối 150 hai đôi nhé chị nhá. 150 hai đôi vỏ gối. Hai đôi thì em sẽ là 4 cái. Vỏ gối toàn bộ hàng công ty và hàng thêu cho em ạ. Chị ơi chị đầu tư cho em xin cốc nước với. Đây các chị này, vỏ gối này. Các chị nhìn cho em ạ, hàng toàn bộ nhà em là hàng thêu và vân của nó sẽ là vân nổi các bác nhá. Vân nổi và hàng thêu cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho là vỏ gối ạ. Vỏ gối như em sẽ có là màu hồng với màu tím. Màu hồng với vỏ màu tím ạ. Đây vỏ gối đây chị yêu. Nhà em đang dùng loại này này chị này, dùng thích lắm. Trông cái gối nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Cái màu nó trầm trầm như nhà em không có bán cái màu mà màu hoa sặc sỡ loè loẹt đâu. Nhà em chỉ bán một loại màu ấy thôi ạ. Lên đơn hàng cho là vỏ gối ạ. Trăm rưỡi hai đôi. Cho em màu tím nhá các chị nhá. Màu tím này. Còn đây là màu hồng. Hai màu cho em ạ. Lên gối nó sạch sẽ. Để chạm một màu vào toàn bộ hàng thêu cho em ạ. Hàng công ty nhá các chị yêu nhá. Chất nó dày. Để chạm viền cho em ạ các chị này. Đấy, không có một cái đường gọi là may lỗi luôn. Bộ lụa thì em chỉ dơ mẫu thôi chị ạ. Bộ lụa chỉ dơ mẫu thôi. Chị nào có đơn nào các chị lấy dồn đơn thêm vào gối. Tại vì là thường thì cứ mấy tháng lại thay vỏ gối một lần. Tại vì là dùng bây giờ nhiều khi giặt chị em mình trà bằng bàn chải ấy, thì nó sẽ bạc cái màu này. Hoặc là nó bị sờn. Đấy. Hoặc là dùng lâu thì nó bị mốc, bị cũ. Thì các chị nên là mấy tháng các chị nên thay một lần cho em. Cho nó đẹp. Để cho nó đẹp. Nhìn trong cái giường là nhìn đã có cảm tình rồi. Chứ bây giờ nhìn vào cái gối, cái giường nó mốc meo ra. Chăn ga gối điện nó mốc ra. Hay cái gối nhiều khi mồ hôi ra nó cũng bị mốc đúng không ạ? Thì các chị nên thay cho em ấy ạ. Để chạm 150 hai đôi. Để chạm 150 hai đôi vỏ gối. Các chị nhìn xem màu xanh này. Màu xanh này em có ít thôi nhá. Xanh này thì có ít thôi các chị này. Vỏ gối và kèm số điện thoại cho em ạ. Hai đôi. 150 một 150 hai đôi nhá. Hai đôi sẽ là 4 chiếc đấy ạ. Đấy. Nhà em dùng loại nào thì em bán loại đấy. Cứ dùng loại nào bán loại đấy. Tại vì là nhà em là có chị gái là chuyên về chăn ga gối điện thì nhiều khi những cái hàng nặng thì em không ship được. Đấy, còn cái hàng nhẹ thì có thể em bán kèm đơn được. Chứ bây giờ ship một cái đệm thì quá tiền cước luôn đúng không ạ? Cái tiền lãi là quá tiền cước luôn. Cho nên là em lấy cái này thì em kèm đơn cho các chị yêu luôn nhá. Để chạm vỏ gối cho em. Các chị ngày mai các chị chọn màu. Các chị có thể làm hai đôi màu tím, hoặc hai đôi màu hồng, hai đôi màu xanh chẳng hạn thế. Hoặc là một đôi tím, một đôi hồng. Ví dụ thế ạ. Các chị thích lấy màu nào các chị chọn màu cho em thoải mái. Đấy, 150.000 đồng hai đôi. Chứ em không bán cái loại rẻ mà hoa quả, hoa cải loè loẹt đâu. Nhìn trông nó quê. Các chị dùng cái loại một màu cho em này. Nhìn trông nó sang, đẹp. Chất thì các chị ơi, nó dày, nó đanh chất, nó cầm nó xuống, toàn bộ hàng thêu nổi nhá. Tôi xin phép các chị là hôm nay tạm đến đây thôi nhở. Mười một rưỡi mất rồi. Hôm nay nghỉ đến đây nhá. Chị nào lấy vỏ gối ngày mai các chị nào có đơn các chị lấy kèm đơn hàng ạ. À, chị ơi, nhà mình còn ít khăn đúng không? Khăn đi, khăn. À đây đây, có một loại khăn mà ở trong cái bao ấy, ở trong cái bao nó còn một bao khăn ấy. Cho các chị lấy kèm đơn tặng các chị luôn. Đâu nhỉ? Ở trong cái bao tải xanh mà. Nó để đâu? Hình như ở trong cái góc nhà kia sao ấy. Còn mấy cái ví được bác nào lấy em tặng các chị luôn này. Còn sót 4-5 chiếc ví nhá các chị nhá. Em tặng các chị mỗi chị một chiếc được chưa ạ? 50.000 đồng một ví. 50.000 đồng một ví cho em ví cầm tay các chị này. Một con ví cầm tay. Các chị lên đơn hàng cho là ví 50k và kèm số điện thoại ạ. Ví 50k và kèm số điện thoại cho em. Biếu các chị lốt 50.000. Ngày mai chị nào có đơn các chị em tặng các chị một chiếc nhá. Để chạm tặng các chị một cái. Nói chung là nó có sẽ có màu ngẫu nhiên. Để chạm được cái nào lấy cái đấy nhá các chị yêu. Để chạm được cái nào lấy cái đấy cho em ạ. Toàn bộ con ví cầm tay là 50.000. Em còn 5 cái thôi. Em còn đúng 5 cái. Các chị comment là ví 50k kèm số điện thoại ạ. Để chạm ví 50k và kèm số điện thoại cho em các chị này. Ví cầm tay cho em nhá. 50.000. Em tặng. Để chạm 50.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho là ví 50k kèm số điện thoại ạ. Trần Xoa rồi ok, Nguyễn Thị Phượng có, chị Nguyễn Thị Phượng rồi ok. Chị ơi,
Đây, bộ lụa đây các bác ơi. Bộ lụa đây sẽ có size là SML. Đấy chạm bộ lụa SML. Đây vỏ, đây là các chị yêu nhá. Được cái nào thì lấy hệ đấy, không chọn nhé các chị nhá. Đấy chạm em giao ngẫu nhiên nhá. Em giao ngẫu nhiên thì em còn có 5 cái thôi hết rồi. 50.000 một cái. 50.000 một cái. Chất đẹp các chị nhá. Chất đẹp cho em ạ, 50.000. Thế này em tặng kèm để còn sót có mấy cái thôi, bán cho nó nhanh. Các chị nào có đơn hàng kèm theo thôi. Đây các bác này, đây bộ lụa cho em ạ, 99.000 đồng một bộ. Phong các chị dưới 60 cân cho em ạ, 48 cân đổ lên các chị yêu nhá, 48 49 cân đổ lên, đến tầm khoảng là 60 cân đổ về. Ok cho SML 3 size các chị ơi, em có màu hồng các chị này. Màu hồng này, màu ghi cho em ạ, màu ghi này. Màu xanh à, màu vàng các chị này, màu vàng với tông màu xanh bộ lụa cho em ạ, quần dài áo cộc tay. Quần dài áo cộc tay cho em ạ, 99.000. Các chị lên đơn hàng cho em là bộ lụa 99k và kèm số điện thoại ạ. Bộ lụa 99k và kèm số điện thoại cho em thử một bộ cho các bác xem luôn nhá. Có đủ size đúng không? Nhưng mà còn tầm khoảng là 10 15 bộ thôi. Còn tầm 10 15 bộ thôi các chị, comment là bộ lụa 99k và kèm số điện thoại ạ. Có ai ở ngoài không nhỉ? Bộ lụa 99.000. Đủ màu các chị nhá, đủ màu và size của nó vẫn đều size. Hàng trước là hàng 220, 230, bây giờ tặng quốc các chị 100.000, 100.000 một bộ này cho em. Bộ lụa mặc nhà các chị này. 100.000. Ok chưa ạ, 100.000 đồng một bộ. Các chị lên đơn hàng cho là bộ lụa 100k và kèm số điện thoại. Em mặc màu xanh các chị nhá, màu xanh cho em ạ, 100.000 một bộ đấy các chị này. Mặc ở nhà, nhẹ nhàng. Để chạm tay của nó sẽ pha ren, gấu của nó sẽ pha ren cho em. Màu vàng các chị làm 2-3 bộ mặc ở nhà cho thoải mái. Để chạm 2-3 bộ mặc ở nhà cho thoải mái luôn. Chất của nó các chị ơi, toàn bộ là bộ lụa cho em ạ, 100.000 một bộ các chị nhá. 100.000 đồng một bộ lụa cho các chị lên đơn hàng cho là bộ lụa 99 và kèm số điện thoại. Một set khăn này cho em ạ. Để cho em thanh lý luôn các chị này. Vì không còn chỗ để. 99.000 đồng một set 4 khăn. 99.000 đồng một set 4 khăn. Nó sẽ có 4 tông màu như này các chị yêu nhá. 99.000 đồng một set. Để cho em bán tặng kèm đơn. C rồi 14 dồn đơn à. C14 là cái gì? Của nó là quần dài chị ạ. Bình thường là trước của nó cái hàng mà đùi với lỡ ấy, thì giá của nó cũng cao tiền hơn so với cái bộ dài rồi. Tại vì bộ dài thì em còn sót ít ý. Với lại em vượt được giá sale ấy, em tặng lúc các chị là 100.000. Còn trước của nó là hàng 220, 230. Đấy size SML chị ơi, em có 3 size nhá chị Sĩ Lê nhá. 3 size SML. Các chị lên đơn hàng cho là bộ lụa 99k và kèm số điện thoại ạ. Thì chạm bộ lụa 99k và kèm số điện thoại cho em. Set khăn các chị này, ngày mai chị nào có đơn hàng các chị lấy kèm cho set khăn. Em còn sót tầm khoảng là 20 set. Để chạy 20 set khăn. Đốt cái này nhá, tại vì muộn quá rồi. Đấy, bảo nghỉ mà đã nghỉ được luôn đâu. Khăn này của nó sẽ là khăn mà khi mà mình gội đầu xong ấy chị. Gội đầu xong thì các chị, nó sẽ là cái khổ của nó sẽ là 40-80. Cái khổ khăn của nó sẽ là 40-80, các chị nhìn cho em này. Khăn này cực kỳ thấm nước nhá, nó không như cái dòng khăn mà các chị đổ nước và không thấm đâu. Đấy, em tặng các chị 99.000 đồng một set 10, à quên, một set 4 chiếc, 4 màu. Để chạm một set của nó sẽ là 4 chiếc 4 màu khác nhau. Đây các chị này, các chị comment là set khăn ạ, set khăn 99k và kèm số điện thoại. Cái này em bán tặng kèm thôi, tại vì là cái giá nhập của em so với lại cái giá ngày hôm nay em bán ra là các chị là em đã bán gọi là hạ hết sức có thể luôn, tại vì em còn sót cầm cả hơn 20 set. Đây các bác này, các chị comment cho là set khăn ạ. Set khăn cho em ạ, 99.000 một set 4 chiếc. Đấy các chị nhá. Cái khăn này là khăn quấn đầu ấy. Khi mà các chị gội đầu xong các chị quấn hoặc là các chị ủ tóc ấy. Để chạm một set các chị này, các chị nhìn khăn cho em này, toàn bộ của nó là dòng khăn đẹp nhá các chị nhá. 99.000 đồng một set 4 chiếc.
Em quên mất đấy. Cái bao khăn này là em bị sót ở trong trong kho đấy. Hôm nay mới tìm thấy. Được chưa? Chị nào có đơn hàng các chị lấy luôn set khăn nhé các chị yêu nhá. 4 chiếc, khổ của nó sẽ là dài của nó sẽ 80 còn rộng là 40. Được chưa? Rộng 40 còn dài 80. Các chị lấy đơn hàng cho là set khăn ạ, 4 chiếc một, cứ 4 chiếc một cho em ạ. 99.000. Ok chưa? 99.000 đồng một set. Cái này là kèm đơn nhé các chị yêu nhá. Kèm đơn cho em cái set khăn này các bác này, 99.000 đồng ạ. Chị soi cái gì ngoài đấy đấy? Trẻ con nào kêu giờ này? Rồi. Em chuẩn bị xuống live đây. Bác nào lấy các bác lấy dồn đơn luôn. Chất khăn nó dày dặn lắm. Khăn dày dặn chứ không phải cái chất khăn mà người ta bán chạy quảng cáo là 20.000 loại 20.000 một cái mà cái loại mà đổ nước không thấm đâu, lau chân rồi không thấm nước đâu ạ. Cái loại này dày dặn. Các chị nhìn cho em này, cái lông khăn của nó này. Đấy chưa? Lên đơn hàng cho là set khăn nhá các chị yêu nhá. Set khăn cho em còn 20 set, em còn 20 set thôi. Có shop một bao có 20 set khăn ấy. Các chị lên đơn hàng cho là set khăn cho em ạ, 99.000 đồng một set khăn cho em nhá. Có đơn hàng các chị lấy luôn kèm đơn đi. Cái này dùng một thấm nước cực thích luôn. Đấy. Dùng là khăn tắm cũng được. Thì chạm khăn tắm cũng được. Set khăn 99k và kèm số điện thoại ạ. Được chưa ạ? Đến giờ này là không muốn nói rồi. Dồn đơn rồi, ok. Chị Yếu Lê của đơn là chị Lan Đinh Đan đinh đinh rồi, ok ạ. Giờ này là nhớ nhịu hết cả mồm rồi. Ngày mai chốt chị ơi. Sáng ngày mai nhà em gọi chốt đơn nhá. Rồi em nghỉ đây. Hẹn các chị ngày mai nhá các chị nhá. Ngày mai tối mai em lên. Bye bye các chị yêu mình ạ. Chúc các chị yêu ngủ ngon nhé.